Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 7. Nửa giờ sau đó, hai người rón rén trở lại khu nhà ở Đại Đô, đơn giản rửa tóc liền một chút, liền trở về phòng của mình ở giữa ngủ. Diệp Thần mới vừa nhắm mắt không mấy phút, liền phát hiện cửa phòng bị người mở ra, Tôn Di lén lén lút lút ôm chăn đi vào. Tiểu thần tử, không ngủ đi. Còn không có, người đây là. Tôn Di le lưỡi một cái, Nhược Tuyết tướng ngủ có chút kém, cả cái giường đều bị nàng chiếm đoạt, ta căn bản ngủ không được. Ngày mai nàng còn phải dậy sớm hơn, ta không thể đánh thức nàng, ta ở ngươi nơi này tạm mấy giờ. Tôn Di cơ hồ là trong ba người dậy sớm nhất, cho nên không cần lo lắng ngày thứ hai Hạ Nhược Tuyết phát hiện, hơn nữa nàng dù sao và Diệp Thần ngủ, một lần hai lần đều giống nhau, nàng vậy tin tưởng Diệp Thần không biết vượt qua lôi trì. Được rồi, Diệp Thần dựa vào bên ngoài ngủ mấy phần, cho Tôn Di trở lại vị trí. Không lâu lắm, Tôn Di liền mặc đồ ngủ chui vào. Mười mấy phút sau đó, Tôn Di nghe được Diệp Thần hô hấp nặng nề, liền khẽ gọi mấy tiếng Diệp Thần tên chữ, gặp đối phương không có phản ứng, liền từ phía sau ôm qua Diệp Thần, thân thể dán thật chặt. Bởi vì là không có mặc nịt vú, vậy mềm mại đỉnh núi ở Diệp Thần sau lưng đè ép biến hình, sau đó, Tôn Di mới ngọt ngào thiếp đi. Nàng vẫn luôn là như vậy, ôm thứ này mới có thể ngủ. Diệp Thần thật ra thì trong mắt một mực mở, chỉ bất quá đưa lưng về phía Tôn Di, đối phương căn bản không phát hiện được, hắn cảm thụ sau lưng vô cùng mềm mại vật, không biết nên khóc hay nên cười. Cái này Tôn Di là đang khích lệ hắn phạm tội sao? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cùng Diệp Thần tỉnh lại, phát hiện Tôn Di sớm đã không thấy tăm hơi, phòng khách truyền tới hai nữ nói chuyện trời đất thanh âm. Nhược Tuyết, người ánh mắt làm sao như thế sưng, ngày hôm qua khóc qua. Tôn Di kinh ngạc nói. Không, không có, rất rõ ràng sao. Hạ Nhược Tuyết vội vàng đi phòng vệ sinh chiếu một cái, quả nhiên, ánh mắt rất sưng. Mặc dù không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, nhưng là đối với nàng loại này yêu cầu nghiêm khắc người mà nói, thật là không thể dễ dàng tha thứ. Nhược Tuyết, rốt cuộc phát sinh cái gì, có người khi dễ ngươi. Vẫn là cái gì? Không có rồi, ngày hôm qua ở sân thượng thổi phong, ánh mắt có chút khô khốc. Hạ Nhược Tuyết đối phó nói. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần từ gian phòng đi ra, lại là có nhiều thú vị nhìn nàng, nàng vội vàng chạy vào phòng, cũng nói, ngày hôm nay ta có chút không thoải mái, cũng không đi tập đoàn thiên chính, bất quá Diệp Thần, ta sẽ ở nhà liệt tốt tập đoàn phát triển và đưa vào hoạt động phương án, đến lúc đó và Tôn Di cùng nhau thảo luận. Được. Diệp Thần đáp ứng. Bây giờ tập đoàn có Tôn Di và Thẩm Hải Hoa, lại có vững vàng sản phẩm, vậy là đủ rồi. Chỉ cần thi hành thích hợp, tập đoàn phát triển tất nhiên thế như trẻ tre. Buổi sáng 9 giờ, Diệp Thần và Tôn Di liền ra cửa. Tôn Di đi tập đoàn thiên chính, mà Diệp Thần thì chuẩn bị đi xem Uông Vũ Hằng. Thời điểm buổi sáng, hắn còn nghĩ trong đầu thích hợp nhất người bình thường tu luyện công pháp viết ở trên quyển sổ, chuẩn bị đưa cho Uông Vũ Hằng. Nếu như hắn thật thích hợp tu luyện, cái này cuốn vở đủ để cho hắn có năng lực tự vệ. Dẫu sao mình không thể nào giúp hắn cả đời. Đến Giang Bắc Đại học, vậy mấy người an ninh thấy Diệp Thần sợ sắc mặt ảm đạm, bốn người an ninh lại là chủ động cho Diệp Thần mở cửa, thái độ đó thật là khác xa lắc xa lơ. Diệp Thần trực tiếp đi phòng ngủ đem Uông Vũ Hằng tìm được, từ chuyện ngày hôm qua sau khi phát sinh. Cơ hồ toàn bộ Giang Bắc sinh viên đại học thấy Uông Vũ Hằng đều phải cúi đầu đổi con đường, sinh sợ đắc tội người đàn ông này. Không lâu lắm, phòng ngủ nam sinh lầu chót. Diệp Thần nhìn một cái Uông Vũ Hằng bó thạch cao tay trái, hỏi, bệnh viện nói thế nào? Uông Vũ Hằng gãi đầu một cái, ta vốn là lấy là tay khẳng định chặn, nhưng là bệnh viện lại nói chẳng qua là nhẹ chật khớp, mụ ta không tin, đánh ba lần phim, cũng sắp đem bác sĩ làm phiền, còn là giống nhau kết quả. Mụ ta nói đây quả thực là kỳ tích, sáng sớm hôm nay đi ngay Bồ Tát Miếu, nhưng là ta rất rõ ràng, thần ca, cái này nhất định là ngươi nguyên nhân. À, như thế khẳng định, Diệp Thần có chút bất ngờ. Thần ca, ta thật cảm giác ngươi không giống nhau, bỏ mặc khí chất hay là thực lực, ta nghe mụ ta nói, ngươi 5 năm này trước làm lính đi. Uông Vũ Hằng hỏi. Diệp Thần không trả lời, mà là nhìn về phía Uông Vũ Hằng. Vô cùng nghiêm túc nói, người muốn đổi phải cùng ta như nhau mạnh sao? Giống như hôm qua vậy. Uông Vũ Hằng ngẩn ra,
nuốt nước miếng một cái, chợt gật đầu, dĩ nhiên muốn. Nếu như ta có thần ca thực lực, ta cũng sẽ không khi dễ, càng không biết trơ mắt nhìn phụ mẫu bị đánh nhưng còn không tay. Hắn khác chỉ một quả đấm cầm chặt, hắn rất rõ ràng, nếu như tối ngày hôm qua không có thần ca, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần rất hài lòng đáp án này, lại là từ trong tay móc ra vậy bản sách, trực tiếp đưa cho Uông Vũ Hằng, nếu như ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, quyển sách này sẽ cho ngươi câu trả lời. Uông Vũ Hằng run rẩy đưa tay ra, hắn con ngươi rơi vào sách phía trên nhất mấy chữ. Hơi mở ra, hắn con ngươi trực tiếp trợn to, thần ca, làm sao có thể, đây chẳng lẽ là... Ngươi nghĩ không sai, chính là vật kia, ngươi dựa theo trước mấy tờ đường dây vận chuyển, tự nhiên sẽ rõ ràng cái gì. Còn có, ngươi trong vòng một ngày thì nhất định phải đem phía trên đồ toàn bộ ghi nhớ, sau đó tự mình thiêu hủy, muôn ngàn lần không thể bị người khác phát hiện, biết chưa? Rõ ràng. Cuối cùng, ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, con đường võ đạo, so ngươi nghĩ còn muốn hung hiểm rất nhiều, coi giữ đạo tâm mới là mấu chốt, nếu như có không biết có thể tới hỏi ta. Thần ca, Uông Vũ Hằng kích động nói. Diệp Thần lại cho Uông Vũ Hằng nói một ít cổ võ giới sự việc, mới nói được một nửa, hắn điện thoại vang lên. Là Diệp Lăng Thiên. Thế nào? Diệp Thần ấn nút tiếp nghe nói. Điện chủ, xảy ra chuyện lớn. Lăng Thiên cam nguyện chịu phạt. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Diệp Lăng Thiên thanh âm. Diệp Thần con ngươi ngay tức thì lạnh như băng, chất vấn, rốt cuộc phát sinh cái gì? Hạ tiểu thư bị người mang đi. Ta bảo vệ hạ tiểu thư ba vị cường giả, đều bị tru diệt. Cái gì? Diệp Thần cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hỏi có phải hay không là người của hạ gia mang đi? Nếu như là hạ gia, hạ Nhược Tuyết cũng sẽ không có bất kỳ chuyện. Điện chủ, hẳn không phải là hạ gia ở Ninh Ba không có loại này thực lực cao thủ. Từ ta thủ hạ vết thương tới xem, tất nhiên là tông sư nơi là, hơn nữa không chỉ một vị. Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói, điện chủ, đều là ta sai. Ta bất kể là có phải hay không ngươi sai, Diệp Lăng Thiên. Bắt đầu từ bây giờ, vận dụng ngươi hết thảy lực lượng, tìm được Hạ Nhược Tuyết. Nếu như không tìm được, liền đừng tới gặp ta. Còn nữa, nhanh nhất tốc độ phái xe tới Giang Bắc Đại học tiếp ta. Điện chủ, ta đã an bài, trong vòng 30 giây hẳn thì biết ở Giang Bắc Đại học cửa đông. Diệp Thần trực tiếp cúp điện thoại. Uông Vũ Hằng cảm thấy Diệp Thần hơi thở có cái gì không đúng, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần trực tiếp từ lầu cuối nhảy xuống. Thần ca, ngươi! Lời còn chưa nói hết, Uông Vũ Hằng kinh hãi phát hiện Diệp Thần đã rơi ở trên mặt đất, lại là tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, như một đầu báo săn mồi vậy, cấp tốc hướng cửa trường học đi. Cái này còn là người sao? Khu nhà ở Đại Đô. Diệp Thần như điên tử vậy đi lên lầu, phát hiện cửa rộng mở. Hắn chợt vọt vào, liền phát hiện Hạ Mẫu đã ở bên trong. Giờ phút này Hạ Mẫu trong mắt tràn đầy lửa giận. Nàng ở Hạ Nhược Tuyết trên mình để mới nhất sinh mạng kiểm tra thủ hoàn, sẽ thời khắc truyền tống Hạ Nhược Tuyết tim đập và thân thể số liệu. Nhưng là ngay tại 20 phút trước, số liệu đột nhiên cắt đứt. Thành tựu mẫu thân, nàng bản năng ý nghĩa đến sự việc không đúng, thời gian đầu tiên chạy tới khu nhà ở Đại Đô. Phát hiện cả nhà cũng rối loạn. Không chỉ như vậy, nàng còn điều lấy phần lớn quản chế, phát hiện lại có ba người mang đi Hạ Nhược Tuyết. Nàng đã vận dụng hạ gia có thể động lực hết thảy lực lượng đi điều tra, mà dưới mắt, trọng yếu nhất chính là tại án phát hiện trận tìm được mới chứng cớ. Khi thấy Diệp Thần xuất hiện, Hạ Mẫu cả người cơ hồ tan vỡ. Vô tận lửa giận để cho nàng hận không giết được Diệp Thần. Nàng bắt lại Diệp Thần quần áo, hét ngươi mấy ngày trước đối với ta bảo đảm đâu. Ngươi không phải nói không có người có thể tổn thương Nhược Tuyết sao? Cam đoan của ngươi đâu? Bây giờ Nhược Tuyết tại sao không thấy? Ngươi ngược lại là nói chuyện à? Diệp Thần con ngươi lạnh như băng, không nói gì, mặc cho Hạ Mẫu động thủ, đồng thời, hắn quả đấm cầm chặt. Sát cơ lạnh như băng bao trùm mở. Cho ta một ngày thời gian, ta sẽ đem Nhược Tuyết hoàn hảo mang về. Hạ Mẫu mới vừa muốn nói cái gì? Diệp Thần tiếp tục nói, nếu như ta không có làm được, mạng ta do ngươi tước đoạt. Nói xong, Diệp Thần liền tới đến bên trong nhà, nhìn lướt qua chung quanh, nơi này không có bất kỳ phát hiện, nhưng là lưu lại khí tức cường giả.
đối phương thật sự là tông sư. Nếu là cổ võ giả, đối phương cướp đi Nhược Tuyết, tất nhiên là hướng về phía hắn mà đến. Đáng chết! Diệp Thần cố gắng để cho mình bình tĩnh, phát ra ba điện thoại. Cái đầu tiên là Bách Lý Băng, để cho nàng vận dụng bót cảnh sát lực lượng, tìm hạ Nhược Tuyết. Thứ hai là Kim Lãnh Nhạn, hắn muốn chắc chắn, Ninh Ba tất cả có tông sư cường giả thế lực. Cái thứ ba là Chu Chính Đức, hy vọng để cho hắn vận dụng hắn mạng lưới quan hệ, tra tìm hết thảy hữu dụng tin tức. Nhưng là 5 phút trôi qua, tất cả mọi người đều không có cho hắn câu trả lời mong muốn. Ngay tại lúc này, Diệp Thần điện thoại di động reo. Là một cái mã số xa lạ. Alo, Diệp gia phế vật, người bây giờ là cảm thụ gì? Khẩn trương sao? Một đạo trầm thấp thêm hài hước thanh âm vang lên. Diệp Thần con người có giúp một cái, ý định giết người bùng nổ, thanh âm lạnh như băng rơi xuống, là ngươi mang đi Nhược Tuyết đi. Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không biết ngươi muốn cái gì, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, bây giờ liền thả nàng. Ta sẽ không tìm ngươi, cũng sẽ không truy xét ngươi, chuyện này đến đây chấm dứt. Nhưng là nếu như ngươi không buông, ta có thể nói cho ngươi, 5 năm này, ta trở thành rất nhiều người ác mộng. Tiếp theo, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó tự tay giết bẻ gãy cổ ngươi, bỏ mặc ngươi đứng sau lưng ai. Ta cũng biết để cho bọn họ biến mất ở cái thế giới này. Bên đầu điện thoại kia ngẩn ra, kịch bản không đúng à? Không phải hẳn do hắn tới uy hiếp đối phương, làm sao ngược lại bị đối phương uy hiếp? Hắn mới vừa muốn nói cái gì, reng reng một tiếng, điện thoại trực tiếp cúp. Trời ạ, cái này cái quỷ gì? Không phải như vậy à? Hắn còn không nói ra địa chỉ à? Không có đất địa điểm, tên này làm sao tới à? Người đàn ông lại bá liền trở về, nhưng cho thấy điện thoại di động của đối phương đã tắt máy. Hắn muốn điên, thằng nhóc này chẳng lẽ chỉ như vậy buông tha nữ nhân trước mặt. Ninh Ba cảng khẩu Bắc Lôn. Người đàn ông cầm điện thoại di động đi tới Tưởng Nguyên Lễ và Trần Bảo Quốc trước mặt. Trần Bảo Quốc cười lạnh nói, thằng nhóc kia có nói lúc nào tới. Tưởng Nguyên Lễ cũng là nói, Tưởng Tùng, người này có phải hay không lòng đại loạn. Tưởng Tùng sắc mặt rất là khó chịu, giống như ăn cứt vậy, hắn nhìn một cái hai người, bất đắc dĩ nói, cái đó. Hắn uy hiếp ta một câu, liền cúp điện thoại, ta thậm chí ngay cả địa điểm cũng không có nói. Ừ, ngươi nói gì, ngươi gọi nữa trở về à? Thằng nhóc kia tắt máy. Làm sao có thể, Trần Bảo Quốc nhướng mày một cái, hắn không hiểu Diệp Thần dở trò quỷ gì. Hắn nhìn một cái xa xa cả người bị trói. Còn bị che mắt hạ Nhược Tuyết, bọn họ vốn là muốn bắt Tôn Di, lại không nghĩ rằng bọn họ người mang về hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết là hạ gia thiên kim, nếu như ở trên tay bọn họ xảy ra chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ vậy chỉ bất quá muốn dụ dụ Diệp Thần mà thôi. Nhưng là dưới mắt xem ra, tên này tựa hồ căn bản không lo lắng. Nghĩ biện pháp thông báo, vô luận như thế nào, phải để cho hắn ngày hôm nay xuất hiện ở nơi đây. Ninh Ba, khu nhà ở Đại Đô. Diệp Thần hai chân ngồi xếp bằng, đóng chặt tròng mắt, trước mặt hắn vẽ một bản quỷ dị phù văn. Phù văn trên, để hạ Nhược Tuyết một cái bông tai. Hắn nổi giận. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn quả quyết không biết dùng loại thuật pháp này. Loại tìm người này thuật pháp đối với thân thể hao tổn quá lớn. Hơi lơ là, thân thể lại là sẽ phải chịu cắn trả, tu vi đình trệ. Nhưng là dưới mắt, hắn không lo được nhiều như vậy. Diệp Thần ngón tay bóp quyết, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, hàng bản lưu mạt, mà sống vạn vật. Thanh người chọc chi nguyên, động người yên tĩnh chi cơ. Người có thể thường thanh tĩnh, trời đất tất cả thuộc về. Đây là, lão đầu giao cho hắn cao nhất pháp quyết. Khám phá sức sống, ngàn dặm tìm người. Theo Diệp Thần ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Vậy trước mặt phù văn và bông tai lại trôi lơ lửng. Một giây kế tiếp, trực tiếp cháy. Quỷ dị chuyện xuất hiện, ngọn lửa lại là màu xanh. Thậm chí hình thành một đạo cổ quái hình dáng. Chính là bây giờ. Diệp Thần cắn bể ngón tay, chợt bắn ra một đạo máu tươi. Làm máu tươi đánh tới trên ngọn lửa, ánh lửa đại tác. Hắn trong đầu lại nổi lên một đạo hình ảnh. Container, xe cần cầu, hải, Bắc Lôn. Diệp Thần con người đột nhiên mở ra, huyết khí dâng trào,
kềm nén không được nữa, khạc ra một ngụm máu tươi. Cho dù sắc mặt tái nhợt, sát cơ lạnh như băng còn chưa đoạn tràn ra ngoài, toàn bộ nhà rơi vào như chết yên lặng. Nguyên lai ở cảng khẩu Bắc Lôn, dám động người ta, ta định đem các người nhổ tận gốc. Kinh thành thời gian buổi chiều 4 giờ, cảng khẩu Bắc Lôn. Đây là Ninh Ba Lão bến tàu, bởi vì là chính phủ quy hoạch mới Vọng Giang Tân Cảng, bên này liền tạm lúc trống không. Đầy đất đều bị cũ nát container bao trùm. Giờ phút này, một nơi bên trong container, Hạ Nhược Tuyết bị trói ở một cái thiết ghế trên, sợi dây trên người đã mơ hồ ở nàng da thịt trắng nõn lên xiết ra máu vết. Nàng không có chút nào khẩn trương, ngược lại vô cùng bình tĩnh, nàng chú ý chung quanh hết thảy tình huống. Từ những người này động thủ tới xem, là cổ võ giả, hơn nữa rõ ràng cho thấy đi qua kín đáo sắp đặt. Còn nữa, đám người này hẳn biết hắn thân phận, cho nên cũng không có làm tổn thương nàng, thậm chí định kỳ sẽ cho nàng nước uống. Nàng cảm giác mình càng giống như là con mồi vậy, bên ngoài mấy người thật giống như đang đợi cái gì đến. Chẳng lẽ đám người này muốn mượn mình, uy hiếp Hạ gia? Dõi mắt toàn bộ Ninh Ba và tỉnh Chiết Giang, ai dám như vậy bí quá hóa liều, đắc tội Hạ gia. Ngay tại lúc này, Tưởng Tùng đi vào, cầm trong tay một chai nước, mặt không cảm giác đối với Hạ Nhược Tuyết nói, hô. Hạ Nhược Tuyết quay đầu lại, cự tuyệt đối phương ý tốt, lại là lạnh lùng nói, các người rốt cuộc là ai? Biết không biết đắc tội Hạ gia ý vị như thế nào? Tưởng Tùng gặp đối phương không biết phải trái, trực tiếp đem nước ném ra ngoài, yêu có uống hay không? Con mẹ nó, lão tử lúc nào như thế phục vụ hơn người, ta tưởng. Tưởng Tùng thanh âm hơi ngừng, suýt nữa bại lộ. Hạ tiểu thư, đừng ở trước mặt bố cầm ra ngươi Hạ gia uy phong, cái thế giới này không có người nghĩ như thế dễ dàng, ta chẳng qua là tiện số mệnh một cái, coi như giết ngươi thì như thế nào, chẳng qua một mạng để một mạng. Còn có ngươi, lời còn chưa nói hết, trong tay hắn một đài khí cụ đột nhiên lóe lên ánh đỏ. Thấy cái này ánh đỏ, Tưởng Tùng hơi biến sắc mặt, lại có thể người đến. Hắn tự nhiên không nhận là sẽ là vậy Diệp Thần, nhưng là một khi bọn họ bị những người khác phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cũng không để ý Hạ Nhược Tuyết, vội vàng đi ra ngoài. Rời đi container, Tưởng Tùng đột nhiên chú ý tới cảng khẩu Bắc Lôn gió nổi lên. Dậy gió lớn, giống như toàn bộ cảng khẩu Bắc Lôn bị một hồi vô hình khí thế phong tỏa vậy. Cảng khẩu Bắc Lôn cửa vào. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Cửa sắt trực tiếp bị đạp ở trên mặt đất, cơ hồ nứt ra. Cuồn cuộn bụi đất dậy, một đạo thanh niên bóng người xuất hiện ở cửa vào. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi nhìn lướt qua chung quanh, tự nhiên phát hiện mấy đạo khí tức cường giả. Quả nhiên ở chỗ này. Nếu các người như thế thích chơi trò chơi, ta Diệp Thần liền phụng bồi tới cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người nào? Bốn vị chàng trai ngay tức thì đi tới Diệp Thần trước mặt, chặn lại Diệp Thần đường đi. Bọn họ đều là Trần Bảo Quốc đệ tử, thực lực hóa cảnh tông sư. Trần Bảo Quốc năm đó để cho tiện, trực tiếp cho bọn họ lấy tên là Võ Kim, Võ Mộc, Võ Hỏa, Võ Thổ. Cái này mười mấy năm qua, bọn họ cũng đang tu luyện cổ võ và giết khí, thực lực cực kỳ khủng bố, đây cũng là Trần Bảo Quốc đem bọn họ mang xuống núi một trong những nguyên nhân. Nhưng là khi bọn hắn thấy rõ Diệp Thần dáng vẻ, tất cả mọi người đều đồng loạt giật mình. Trong mắt trợn to, như gặp quỷ vậy. Tên này không phải không biết địa điểm sao? Làm sao tìm tới nơi này? Tưởng ra ba vị cao thủ cũng là từ container đi ra, thấy Diệp Thần trợn tròn mắt. Tất cả mọi người ánh mắt không khỏi rơi vào Tưởng Tùng trên mình, bởi vì là điện thoại là hắn đánh. Tưởng Tùng, ngươi chẳng lẽ đang gạt chúng ta? Người này cũng truy đuổi tới nơi này, người giải thích thế nào? Tưởng Tùng thật khóc không ra nước mắt. Ta cũng không biết à. Hắn rõ ràng không có ở trong điện thoại đề ra cảng khẩu Bắc Lôn cái này bốn chữ à, mấu chốt đối phương cũng không cho hắn cơ hội. Nhưng mà tên này lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trước mắt, Tưởng Tùng thật cảm giác có chút đồ gây rối. Hừ, chính ngươi hướng đi vậy hai vị giải thích, Võ Kim lạnh lùng nói, nếu người này tới. Vậy thì do ta tới lĩnh hội một phen. Ta ngược lại là phải xem thực lực gì để cho ngươi như vậy không chút kiêng kỵ giết người. Lời nói rơi xuống, Võ Kim tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh,
lại là một quyền hướng Diệp Thần ngực đập tới. Tốc độ cực nhanh, ở sắp đến gần Diệp Thần nháy mắt, đổi quyền thành chảo. Tay hắn chỉ có thật dày vết chai, như cương gân vậy. Một khi bị bắt, hắn có lòng tin trực tiếp đem tiểu tử này bả vai bóp vỡ. Cường đại kinh khí, tựa như phong tỏa Diệp Thần sức sống. Còn lại mấy vị Trần Bảo Quốc đệ tử khóe miệng đã xuất hiện một đạo thắng lợi độ cong. Bọn họ rõ ràng võ kim, hắn một khi sử dụng hổ vương móng, đã nói lên nhìn thẳng người thanh niên kia. Mà một khi để cho hắn nhìn thẳng, cũng chỉ có máu tươi và chết. Diệp Thần một hơi một tí, giống như hù ngu vậy. Tưởng Tùng trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ đối phó thằng nhóc này một người là đủ rồi. Trần Bảo Quốc và sư phụ cũng quá cao xem tiểu tử này đi. Cho dù như vậy, hắn vẫn là đè xuống trong tay remote nút ấn, cảng khẩu Bắc Lôn 30 chiếc máy chụp hình đồng thời bắt, những thứ này máy chụp hình có thể đem hình ảnh sự thật truyền đến mười mấy cây số bên ngoài Trần gia biệt thự. Thằng nhóc, người mẹ hắn là sợ choáng váng đi, võ kim cười lạnh nói. Vì một chiêu toi mạng, hắn trực tiếp thay đổi phương hướng, chộp tới Diệp Thần ngực. Hắn muốn xuyên thấu tiểu tử này thân thể, đào ra tim của đối phương. Nhưng mà, đối với Diệp Thần xem ra và đứa nhỏ của mỗi nhà không việc gì khác biệt. Ngay tại võ kim hổ vương móng phải rơi vào Diệp Thần ngực nháy mắt, Diệp Thần động, trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Một quyền này, chất phác không màu mè, nhưng lại mang trước một tia nhàn nhạt khí lưu. Con mẹ nó, lại có thể một quyền liền muốn và ta hổ. Lời còn chưa nói hết. Quyền chảo đụng vào nhau. Kinh khí và chân khí không ngừng đụng, mà kết quả lại là nghiền ép. Võ kim năm ngón tay trực tiếp đập gãy, khí lưu cường đại như giống như cương đao cắt đứt hắn năm ngón tay. Không chỉ như vậy, Diệp Thần quyền giống như không có chút nào trở ngại vậy, trực tiếp đập mặc đối phương ngực. Máu tươi bung ra. Võ kim liền phản ứng thời gian cũng không có, thân thể bay ra ngoài, huyết dịch bắn giải, chết tại chỗ. Một quyền. Chỉ một quyền. Hổ vương móng, tên chữ không tệ, nhưng là thực lực thật rác rưới. Tất cả mọi người đầu óc trống rỗng. Võ kim lại rác rưới, cũng là tông sư cảnh à. Chẳng lẽ bây giờ Ninh Ba khắp nơi tông sư, hơn nữa tất cả đều là rác rưới. Không cho tất cả mọi người phản ứng thời gian, Diệp Thần, lại động. Hắn quanh thân thật giống như đợt khí bọc, đến mức cuồng phong gào thét, phát ra trầm thấp hô tiếng hô. Xé không khí, hoành xông lên đi. Không tốt, mọi người cùng nhau tiến lên. Phản ứng lại ba người không do dự nữa, nhưng là còn chưa kịp ra tay, hắn phát hiện thân thể thật giống như bị một cổ lực lượng giam cầm, nhúc nhích không được. Mà Diệp Thần bước chân đạp một cái, mặt đất lại có thể xuất hiện một đạo dấu chân thật sâu. Hắn thân thể vượt giữa không trung, sau đó chợt một cái quất chân, hướng ngang quét tới. Ba người mặt đầy hốt hoảng. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ có thể nâng hai tay lên, ngăn trở đi. Nhưng là, căn bản không có dùng. Rắc rắc, từng tiếng thanh thúy gãy lìa thanh truyền tới, sau đó lại là tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ như vậy, một cổ giống như lực 500kg đụng tới. Ba người thân thể trực tiếp bị tung bay. Hung hãn đập vào container trên. Hai cái container tại chỗ lõm xuống, vặn vẹo không còn hình dáng. Vậy thân thể hai người không ngừng co quắp, không có sức đánh một trận. Mà võ hỏa thảm nhất, thân thể đập vào container chỗ rách trên, cường đại xông lên lực, trực tiếp để cho hắn thân thể cắt thành hai nửa. Lẩm bẩm, Tưởng Tùng nuốt nước miếng một cái, sau lưng hoàn toàn ướt đẫm. Hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, sợ hãi bao phủ ở trong lòng. Cái này bốn người mặc dù mới vừa bước vào tông sư cảnh, nhưng cũng là tông sư à. Bốn người liên thủ, lại còn không đụng tới thằng nhóc kia một chút. Mấu chốt ngược lại bị chém chết. Toàn bộ quá trình, Diệp Thần chỉ ra liền hai chiêu. Một quyền. Một cước. Đây rốt cuộc là cái gì ma quỷ à? Diệp Thần lạnh như băng con ngươi rơi vào Tưởng gia ba vị cao thủ trên. Thanh âm đạm mạc vang lên, nếu như ta không đoán sai, Hạ Nhược Tuyết chính là các người ba người bắt đi đi. Thanh âm rất nhẹ. Nhưng ở Tưởng gia ba vị cao thủ trong tai nổ vang. Không nói lời nào chính là thừa nhận, đã như vậy, chết đi. Diệp Thần hướng hai người trước mặt phóng tới. Hắn ghét uy hiếp,
đáng ghét hơn người khác dùng người bên cạnh hắn uy hiếp. Vậy hai vị tưởng gia cao thủ mặt liền biến sắc, trong tay xuất hiện mấy cây cương châm, tốt không do dự hướng Diệp Thần bắn tới. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như cận chiến, bọn họ cây bản không có tư cách cùng tên trước mắt cứng đối cứng. Đối phương lực lượng hoàn toàn nghiền ép giống vậy tông sư. Người này thực lực tuyệt đối có thể đi vào Hoa Hạ tông sư bảng. Bọn họ đấu thế nào? Trừ phi Trần Bảo Quốc và sư phụ tự mình ra tay, mới có thể chém chết người này. Cương châm bắn ra, truyền tới đạo đạo tiếng xé gió, bọn họ vốn lấy làm cho này có thể để cho đối phương kiêng kỵ mấy phần, lại không nghĩ rằng làm cương châm phải rơi vào trên người đối phương lúc đó, lại có thể dừng lại. Cương châm lại là bỗng nhiên vặn vẹo, trực tiếp rơi vào trên đất. Làm sao có thể? Sắc mặt hai người đại biến, còn không có từ trong khiếp sợ rõ ràng tới đây, Diệp Thần một chưởng đánh xuống, một người tại chỗ đập trên mặt đất, thân thể cơ hồ vặn vẹo, hoàn toàn chết. Ngay tại Diệp Thần muốn chém giết một người khác, một đạo dày chi tiếng vang lên, dừng tay. Ngươi dám giết hắn, phụ nữ của ngươi cũng đừng nghĩ sống. Diệp Thần hơi thở cuồng bạo bỗng nhiên dừng lại, bàn tay rơi vào vị kia tưởng ra cao thủ đầu lâu trên, lăng liệt sức lực phong, trực tiếp nứt ra đối phương gò má, máu tươi rỉ ra. Mà cách đó không xa, Tưởng Tùng trong tay xuất hiện một cái đoạn đao, mà đoạn đao đang để ở Hạ Nhược Tuyết cổ trắng nõn trên. Chỉ cần Tưởng Tùng động một cái, Hạ Nhược Tuyết tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Thần, người nếu như dám động sư huynh ta một chút, Hạ tiểu thư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tưởng Tùng uy hiếp nói. Mà giờ khắc này Hạ Nhược Tuyết không hoảng hốt chút nào, ngược lại nhìn phía xa Diệp Thần có chút kinh ngạc. Tên này làm sao tới? Hắn là tới cứu mình. Hạ Nhược Tuyết vừa liếc nhìn chung quanh, khi thấy những cái kia thảm không nỡ nhìn thi thể, con người đều là kinh hoàng. Những thứ này chẳng lẽ đều là Diệp Thần làm? Tưởng Tùng gặp Diệp Thần không nói lời nào. Tiếp tục nói, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi nếu xuất hiện ở nơi này, chính là muốn cứu người phụ nữ này. Ngươi tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta chẳng qua là tiện số mệnh một cái, mà đây vị Hạ tiểu thư nhưng mà tôn quý tỉnh Chiết Giang Hạ gia công chúa, ai hơn thua thiệt, ngươi trong lòng chắc có đếm. Diệp Thần không có bất kỳ biểu lộ gì, mà là thở dài một cái, ngươi không nên động hắn, thật không nên. Tưởng Tùng hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc. Ngươi đừng cho ta nói nhảm, bây giờ liền quỳ xuống cho ta. Nếu không ta muốn người phụ nữ này chết. Diệp Thần, ngươi đừng nghe hắn không dám giết ta. Hạ Nhược Tuyết nói. Tưởng Tùng gặp Hạ Nhược Tuyết như thế chăng phối hợp, gương mặt có chút tức giận, gái điếm thúi, đừng cho ta nói nhảm, nếu không ta trực tiếp bẻ gãy cổ ngươi. Nói xong, hắn lại là trợn mắt nhìn Diệp Thần, ra lệnh, còn không thả người ta, sau đó quỳ xuống. Hai đầu gối quỳ, mau, ngươi để cho ta quỳ xuống, chắc chắn. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, phảng phất là nghe được cái gì tốt cười cười nhạo vậy. Tưởng Tùng mới vừa muốn nói cái gì, chỉ gặp Diệp Thần động, một cái tay trực tiếp ụp lên trước mặt tưởng ra cao thủ trên cổ, rắc rắc. Một tiếng, cổ tại chỗ vặn gãy. Sát ý lạnh như băng bao trùm toàn trường. Tưởng Tùng con ngươi có giúp một cái. Tuyệt đối không nghĩ tới tự cầm Hạ Nhược Tuyết uy hiếp, đối phương vẫn là thờ ơ. Tên này chẳng lẽ sẽ không sợ Hạ Nhược Tuyết chết sao? Diệp Thần đem thi thể quăng ra ngoài, sau đó từng bước hướng Tưởng Tùng đi tới. Tưởng Tùng trong tay mặc dù có con tin, nhưng là giờ khắc này vẫn là hoảng hồn. Diệp Thần trên người khí thế quá mức đáng sợ. Hắn chỉ có thể dùng dao để trước Hạ Nhược Tuyết, lui về phía sau mấy bước, ngươi đừng tới đây. Ngươi tới nữa một bước, ta thật sẽ giết người phụ nữ này. Ngươi thực lực mạnh hơn nữa, tốc độ mau hơn nữa. Cũng không khả năng mau hơn ta trong tay dao. Phải không? Diệp Thần khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười lạnh như băng, sau đó đầu ngón tay bắn ra một đạo chân khí. Chân khí hóa mũi tên, hoa phá trường không. Phốc xích, một tiếng, trực tiếp xuyên qua Tưởng Tùng ấn đường. Tưởng Tùng trong mắt trợn to. Hắn ở một khắc cuối cùng cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ xuất thủ. Bành! Hắn thân thể trực tiếp hướng phía sau ngã xuống, sức sống hoàn toàn không có. Diệp Thần nhìn lướt qua Tưởng Tùng thi thể, nhàn nhạt nói, ngươi chắc là và ta nói chuyện điện thoại người đàn ông đi, ta ở trong điện thoại đã cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi lúc ấy lựa chọn cái trước,
Thả Nhược Tuyết, ngươi có thể chính là một cái khác kết cục, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm cái chết. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nàng phát hiện người đàn ông này cho nàng quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng thành tựu hạ gia con cưng, gặp qua các loại các dạng nhân vật, thậm chí liền võ đạo cao thủ cũng gặp qua. Nhưng là không có một cái cường giả có Diệp Thần thủ đoạn như vậy. Nàng đột nhiên nghĩ đến phụ thân để cho nàng gả vị kia Tần gia thiên tài, đối phương ngay cả là võ đạo cường giả, nhưng là Diệp Thần căn bản không kém à. Nàng trong lòng thậm chí có chút nhỏ mong đợi, nếu như Diệp Thần thực lực vượt xa Tần gia vị thiên tài kia, có phải hay không là có thể để cho phụ thân hồi tâm chuyển ý. Hơn nữa nhiều ngày như vậy xuống, nàng ngược lại cảm thấy Diệp Thần so với kia chút cái gọi là lớn gia tộc đại thiếu cũng hoặc là nhân vật thiên tài còn có mị lực. Tới thiếu vào giờ khắc này, để cho nàng cảm thấy bạo bằng cảm giác an toàn. Diệp Thần đã tới Hạ Nhược Tuyết trước mặt, lo lắng nói có bị thương sao? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu như trống lắc vậy, không có. Được, chúng ta đi thôi, rất nhiều người cũng đang lo lắng cho ngươi. Diệp Thần nói. Dẫu sao vì tìm Hạ Nhược Tuyết, toàn bộ Ninh Ba thế lực cũng rúng động. Hơn nữa Diệp Thần ở tới cảng khẩu Bắc Lôn thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài mấy cổ thi thể, rất hiển nhiên, có người tìm tới nơi này qua, nhưng là bởi vì là thực lực không đủ, trực tiếp bị mấy người kia chém chết, nếu không khắp thành cũng không khả năng không có Hạ Nhược Tuyết tin tức. Diệp Thần sau đó lại là phát tài mấy cái tin nhắn ngắn đi ra ngoài, để cho những người đó không nên tìm, càng làm cho Nam Giang Vương qua tới xử lý thi thể. Những thi thể này hẳn có thể chắc chắn phía sau màn là ai. Bất kể là cái gì thế lực hoặc là gia tộc, Diệp Thần đều phải nhổ tận gốc. Đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết bước chân ngừng lại, vậy lãnh ngạo mà lại mang một tia linh động trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi thật sự là cổ võ giả sao? Diệp Thần ngẩn ra, gật đầu một cái, coi là vậy đi. Hắn nhưng thật ra là người tu luyện, nhưng là cũng không muốn qua giải thích thêm, cổ võ giới và tu luyện giới đều là võ lực vi tôn tồn tại, bản chất vậy coi là như nhau. Vậy ngươi biết Tỉnh Chiết Giang Tần ra sao? Hạ Nhược Tuyết do dự hồi lâu vẫn là nói. Diệp Thần nhướng mày một cái, lắc đầu một cái, không biết, chẳng lẽ bọn họ đắc tội ngươi? Ta không ngại giúp ngươi tiêu diệt. Hạ Nhược Tuyết nghe được Diệp Thần muốn tiêu diệt Tần ra, ngược lại hít một hơi khí lạnh, khoát tay lia lịa, không có, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Từ nhỏ đến lớn, cơ hồ mỗi một chàng yến hội hoặc là hội nghị gia tộc, Hạ Nhược Tuyết cũng biết nghe được Tần gia cái này hai chữ. Cái này hai chữ đối với Tỉnh Chiết Giang tất cả gia tộc mà nói, giống như cao cao tại thượng tồn tại. Nàng chưa từng đi Tần gia, cũng không có gặp qua Tần gia bất kỳ một người. Nhưng là hoàn toàn không trở ngại nàng đối với Tần gia kinh khủng biết rõ. Diệp Thần muốn tiêu diệt Tần gia, cơ hồ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thật ra thì Hạ Nhược Tuyết đánh trong đáy lòng muốn kháng cự cái này hôn ước. Tranh thủ mình hạnh phúc, nếu không cũng sẽ không thật sớm rời đi Hạ gia, đi tới nơi này Tỉnh Chiết Giang. Nhưng là theo thời gian rời đổi, nàng phát hiện để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Mấu chốt, mình hôn ước đối tượng lại là Tần gia. Một khi mình phản kháng, không chỉ nàng sẽ xảy ra chuyện, toàn bộ Hạ gia có thể cũng biết không còn tồn tại. Được rồi, đi một bước nữa, hy vọng xuất hiện cái gì thời cơ. Cùng lúc đó, Trần gia biệt thự. Hoàn toàn yên tĩnh. Trần Bảo Quốc và Tưởng Nguyên Lễ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màn ảnh lớn, không nói một lời. Bọn họ thậm chí cảm giác được hô hấp đều bị người bóp lại vậy. Bảy vị hóa cảnh tông sư, lại có thể không giết chết được một cái tới tuổi 20 chàng trai. Đùa gì thế? Cái này nói cho bất kỳ một người nào người thu võ nghe, đối phương vậy sẽ không tin tưởng. Nhưng là Trần Chuồng sự thật liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ không cách nào phản bác. Hồi lâu, Trần Bảo Quốc dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, nói, dựa theo đối phương thực lực, ít nhất có thể vào tông sư bảng. Tưởng Nguyên Lễ gật đầu một cái, bất quá từ đối phương ra tay tới xem, tên này ra tay tựa hồ không có bất kỳ vũ kỹ nào mà nói, đơn thuần là trong lực lượng nghiền ép, cũng không biết là những người đó quá yếu, không xứng thằng nhóc này sử dụng võ. Vẫn là bởi vì là thằng nhóc này căn bản sẽ không võ. Trần Bảo Quốc cũng nói, đây cũng là ta bây giờ duy nhất nghi ngờ. Người này khắp nơi sát chiêu, thủ đoạn tàn nhẫn,
nhưng là chỉ một từ video căn bản không nhìn ra người này thực lực chân chính, bất quá thử nghĩ một chút, thằng nhóc này mới tới tuổi 20, hơn nữa chỉ tu võ 5 năm mà thôi, coi như đối phương là yêu nghiệt tài, cũng không khả năng là chúng ta tu luyện mấy chục năm đối thủ. Vậy Trần Tông Sư ý nghĩa là, người còn quyết định đài võ đạo khiêu chiến người này sao? Tưởng Nguyên Lễ nói. Trần Bảo Quốc gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh Diệp Thần, tức giận nói, dĩ nhiên. Hắn tàn nhẫn sát hại ta tộc nhân, không giết hắn, ta cảnh giới võ đạo căn bản không cách nào tiến hơn một bước. Nếu như lại để mặc cho đi xuống, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy ta Trần gia sợ thằng nhóc này. Ta vốn là dự định một chiêu chém chết người này, bây giờ nhìn lại, đối phương thực lực không tệ, ta chỉ có thể từ từ hành hạ. Tưởng Nguyên Lễ nhìn một cái Diệp Thần dáng vẻ, chẳng biết tại sao trong lòng mơ hồ có chút sự cảm bất tường, nhưng là nếu Trần Bảo Quốc tâm ý đã quyết, hắn tự nhiên muốn giúp đỡ, hắn con ngươi một chuyển, mở miệng nói, nếu như thằng nhóc này ứng chiến, ta sẽ mời Viên lão gia tử làm trọng tài, lấy ta và Viên lão giao tình, coi như thằng nhóc này có phần thắng, ta cũng phải cấp hắn xuống đến số 0. Đài võ đạo khiêu chiến, đều sẽ có mấy vị cường giả thành tựu trọng tài chủ trì công chính. Trần Bảo Quốc nghe được Viên lão tiên sinh, ngược lại hít một hơi khí lạnh, kích động nói, chẳng lẽ là vị kia đã từng tiến vào Hoa Hạ tông sư bảng 400 tên Viên lão? Tưởng Nguyên Lễ gật đầu một cái, đúng, ta ngược lại là phải xem thằng nhóc này lấy cái gì thắng. Ninh Ba khu nhà ở Đại Đô. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết vừa mới tới nhà, cái mông còn không có ngồi nóng, cửa liền bị người đẩy ra. Tiến vào chính là Hạ Mẫu. Hạ Mẫu đi tới Hạ Nhược Tuyết trước mặt, cẩn thận kiểm tra Hạ Nhược Tuyết trên người mỗi một nơi, Nhược Tuyết. Ngươi không có sao chứ, ngươi tại sao sẽ đột nhiên bị người mang đi? Hạ Nhược Tuyết đối với mẫu thân như thế không có lễ phép nhíu mày một cái, nhưng vẫn là nói, mụ, thật ra thì không có chuyện gì, chẳng qua là một cuộc hiểu lầm. Hiểu lầm, Hạ Mẫu thanh âm tăng cao mấy phần, lại là lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Thần, mới đúng Hạ Nhược Tuyết đạo cái gì lầm sẽ đem ngươi người đánh ngất xỉu. Cái gì lầm sẽ cưỡng ép phá cửa đem ngươi mang đi. Nhược Tuyết, có vài người nếu không có thể bảo đảm ngươi an toàn, ngươi bây giờ hãy cùng ta về nhà. Ba người đã từ tỉnh Chiết Giang điều tới ba vị cường giả, bọn họ đủ để bảo vệ ngươi. Hạ Nhược Tuyết quả quyết cự tuyệt nói, ta không đi. Ta thì phải ở chỗ này, đâu cũng không đi. Hạ Mẫu vốn định cưỡng ép mang đi Hạ Nhược Tuyết, nhưng là vừa nhìn thấy Diệp Thần lạnh lùng con ngươi, nàng lại không dám làm như vậy. Tiểu tử trước mắt này chân thực có chút quỷ dị, mấu chốt khí tức trên người giống như là từ thi thể trong đống bỏ ra một nửa. Ngày đó thằng nhóc này bùng nổ ý định giết người, mặc dù quá khứ nhiều ngày như vậy, nàng vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Đột nhiên, Hạ Mẫu nghĩ tới điều gì, đối với Hạ Nhược Tuyết nói, Nhược Tuyết, ngươi hẳn biết lập tức phải đến sinh nhật ngươi, ngươi hãy cùng ta trở về mấy ngày, qua hết sinh nhật, ngươi tùy thời đều có thể hồi tới nơi này. Hạ Nhược Tuyết có chút động lòng, dẫu sao mẫu thân đã làm lớn nhất lui bước. Hơn nữa bỏ mặc nói thế nào, tiệc sinh nhật nàng vẫn là phải tham dự. Còn nữa, bà ngoại ngươi vì cho ngươi chúc mừng sinh nhật, ngày hôm nay có thể sẽ trở lại Ninh Ba, ngươi cũng không muốn gặp nàng. Hạ Nhược Tuyết nghe được câu nói sau cùng, ngực phập phồng, khá là kích động nói, ngươi nói ngoại bà cũng phải tới. Nàng từ nước ngoài trở về. Hạ Mẫu gật đầu một cái, ta không cần phải ở trong chuyện này lừa gạt ngươi. Hạ Nhược Tuyết cắn môi một cái, nhìn về phía Diệp Thần. Nàng mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần liền gật đầu nói, ngươi trở về tốt lắm, gặp lão nhân gia, thuận tiện giúp ta vấn an, còn nữa, sinh nhật ngươi ngày đó ta cũng tới, đến lúc đó ta đón ngươi hồi nhà trọ. Diệp Thần có lý do của hắn, khu nhà ở Đại Đô đã không an toàn, Hạ Nhược Tuyết hồi biệt thự đổ là lựa chọn tốt. Huống chi, hắn có thể nhìn ra Hạ Nhược Tuyết đối với ngoại bà có bao nhiêu quan tâm. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là mấy ngày nay hắn muốn thanh trừ một ít thứ. Hắn phải đem hết thảy uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Cuối cùng, Hạ Nhược Tuyết vẫn là Hạ Mẫu các người cùng nhau rời đi, thậm chí trước khi rời đi, còn đem một phần tập đoàn Thiên Chính phát triển hoạch định văn kiện giao cho Diệp Thần trong tay. Hắn mặc dù không hiểu buôn bán, nhưng là cũng có thể nhìn ra phần này văn kiện giá trị. Hạ Nhược Tuyết thành tựu Hoa Lệ tổng giám đốc, thậm chí còn tỉnh Chiết Giang cái này cao cấp gia tộc buôn bán con cái,
đối với xí nghiệp phát triển bả khống so Thẩm Hải Hoa cũng cao hơn lên mấy phần. Diệp Thần mới vừa định đem phần này văn kiện mang đi tập đoàn Thiên Chính, đột nhiên, một cái chừng 10 tuổi chú bé đi tới nhà trọ cửa. Ngươi là Diệp Thần thúc thúc sao? Diệp Thần gật đầu một cái. Diệp Thần thúc thúc, vật này là một vị gia gia để cho ta giao cho ngươi. Chú bé đem quyển sách trên tay tin giao cho Diệp Thần, liền tung tăng rời đi. Diệp Thần khẽ nhíu mày, nghi ngờ mở ra thư. Rất nhanh liền phát hiện chữ viết phía trên. Giết ta Trần gia tộc người, ngày mốt đài võ đạo đánh một trận, ngươi có dám tiếp nhận? Ngươi nếu không chiến, ngươi có thể coi giữ bên cạnh ngươi người, mấy lần. Ký tên, Trần gia, Trần Bảo Quốc. Phía sau câu nói kia hiển nhiên là uy hiếp. Diệp Thần trong mắt híp lại, ban đầu giết Trần gia phụ tử thời điểm, bọn họ sẽ dùng Vũ Di Sơn lão gia tử uy hiếp, bây giờ lão gia tử rốt cuộc trở về. Từ phía sau câu nói kia tới xem, Hạ Nhược Tuyết bắt cóc cũng cùng Trần gia lão gia tử có liên quan. Cũng chỉ có tông sư mới có thể làm được né tránh hết thảy, mang đi Hạ Nhược Tuyết. Nếu như mình không chấp nhận, Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết cũng không được an bình. Nếu ngươi tự đưa tới cửa, cũng tiết kiệm ta đi tìm ngươi. Diệp Thần khóe miệng xuất hiện một màn lạnh lẻo độ cong. Sau đó, Diệp Thần liền rời đi khu nhà ở Đại Đô, chuẩn bị đi một chuyến tập đoàn Thiên Chính. Hắn vừa mới tới dưới lầu, một chiếc màu đen xe thương vụ liền đang khẩn cấp ở trước mặt hắn dừng lại, cửa xe mở ra, Kim Lãnh Nhạn vội vàng đi xuống. Diệp tiên sinh, ngươi có hay không nhận được đài võ đạo khiêu chiến hàm? Diệp Thần ngẩn ra, chợt giơ lên quyển sách trên tay tin. Nói, người nói đúng cái này sao? Kim Lãnh Nhạn đoạt lấy vậy phong thư, nhìn lướt qua, sắc mặt đại biến, trong miệng lẩm bẩm nói, lại là thật. Đáng chết! Thế nào, ngươi làm sao biết? Diệp Thần hiếu kỳ nói, dẫu sao hắn mới nhận được một phút mà thôi, võ đạo gia tộc Kim gia chẳng lẽ liền nhận được tin tức? Cái này cũng quá nhanh đi. Kim Lãnh Nhạn liền vội vàng giải thích, Diệp tiên sinh, đài võ đạo bên kia đã sớm sát đi ra. Bây giờ toàn bộ Ninh Ba thế lực đều biết ngươi và Trần lão gia tử đánh một trận, Ninh Ba đài võ đạo là dùng để giải quyết tranh chấp địa phương, đã 5-6 năm không có khởi động tới. Bởi vì là hơn liền đài võ đạo, một vị võ giả hẳn phải chết. Trần Bảo Quốc rõ ràng cho thấy dự định ở trên đài võ đạo chém chết ngươi à. Kim Lãnh Nhạn gặp Diệp Thần không có chút nào diễn cảm, tiếp tục nói, Diệp tiên sinh, đài võ đạo khiêu chiến hàm là có thể cự tuyệt. Ngươi chỉ cần không để ý tới là được, cái này không kêu nhận túng, cái này gọi là nhận định tình hình. Huống chi ngươi sau lưng có Chu gia và quân đội, vậy Trần Bảo Quốc không dám động ngươi. Nàng vốn lấy là lời khuyên của mình sẽ hữu dụng, lại không nghĩ rằng Diệp Thần cười một tiếng, tại sao phải cự tuyệt. Trần Bảo Quốc ta còn không để vào mắt, nếu hắn đi tìm cái chết, ta giết hắn chính là. Kim Lãnh Nhạn sắc mặt trắng bệch, Diệp tiên sinh. Người căn bản không biết Trần Bảo Quốc thực lực à. Hắn mười mấy năm trước liền bước vào tông sư cảnh, lại là ở Vũ Di Sơn tu hành nhiều năm như vậy, nghe nói hắn năm đó là lấy được một bản cực mạnh võ. Sợ bị người rình rập, mới trốn Vũ Di Sơn đi. Cường giả loại này, liền liền ta phụ thân cũng không nhất định có thực lực đối phó, càng đừng đề ra ngài à. Số mệnh chỉ có một lần à, dù sao cũng không nên vọng động. Nếu như không phải là xem ở Diệp Thần mấy ngày trước đan dược tình, nàng quả quyết không biết thật xa qua tới khuyên. Nàng biết Diệp Thần thực lực rất mạnh, thậm chí dễ như trở bàn tay chém giết Tưởng Văn Lâm, nhưng là Tưởng Văn Lâm có thể cùng Trần Bảo Quốc so sao. Một chỗ, một cái trời ạ. Diệp tiên sinh, Kim Lãnh Nhạn mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần liền cắt đứt, đài võ đạo, ta phải đi. Một ngày kia hổ thuộc về núi, ta định máu nhuộm nửa bầu trời. Kim Lãnh Nhạn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cố chấp như thế. Cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Một khi đạp lên đài võ đạo, Diệp Thần tất nhiên sẽ bị vô tình nghiền ép. Mấu chốt Diệp Thần ở Ninh Ba võ đạo vòng cơ hồ không có người quen, đến lúc đó nếu như Trần Bảo Quốc ở trọng tài lên tái máy tay chân. Tên này liền sinh cơ duy nhất cũng không có. Kim Lãnh Nhạn thở dài một hơi liền cáo biệt Diệp Thần, trở lên xe, bấm điện thoại của cha. Ba, tên này vẫn là phải lên đài võ đạo, chúng ta còn muốn giúp sao? Bên đầu điện thoại kia an tĩnh mấy giây, mới truyền tới một đạo uy nghiêm thanh âm, ngươi chuẩn bị một chút tấn táng công ty,
cho thằng nhóc này chuẩn bị một hớp khá hơn một chút quan tài, còn sống không thể báo đáp, chết cho hắn náo nhiệt lớn táng đi. Kim Lãnh Nhạn sắc mặt hơi đổi một chút, cái này. Ba, có thể hay không có chút quá phận. Quá đáng, ta Kim gia lần lượt cho hắn cơ hội, hắn không có một lần quý trọng. Rốt cuộc ai quá đáng. Còn nữa, ta khuyên ngươi không muốn ở dính dấp Diệp Thần chuyện. Cho dù người này có đan dược nguồn thì như thế nào, loại này không biết che giấu mũi nhọn người tuổi trẻ, không thành được thành tựu. Ba. Diệp Thần đi tới tập đoàn Thiên Chính, vừa mới chuẩn bị lên lầu, Diệp Lăng Thiên điện thoại vậy gọi lại. Điện chủ, người phải tiếp nhận Trần Bảo Quốc khiêu chiến. Diệp Lăng Thiên thanh âm dồn dập truyền tới. Chuyện này cũng truyền tới tỉnh Chiết Giang đi. Điện chủ, Trần Bảo Quốc thực lực rất mạnh. Ít nhất có thể vào tông sư bảng trước 600. Có cần hay không ta phái người chém chết? Diệp Lăng Thiên tinh nhuệ đều ở đây tỉnh Chiết Giang, trong đó không thiếu cường giả, chỉ cần Diệp Thần gật đầu, hắn sẽ không chút do dự phái ra cao thủ tới chu diệt. Không cần, ta có thể đối phó. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Điện chủ, nghe nói Trần Bảo Quốc trên tay còn nắm giữ một bản đặc thù võ, không thể xem thường à? Diệp Lăng Thiên còn chưa nói hết. Diệp Thần liền cúp điện thoại. Mới vừa cúp điện thoại, Chu Chính Đức vậy gọi lại. Hiển nhiên cũng là vì đài võ đạo sự việc tới. Đơn giản chính là khuyên mình không nên tiếp nhận Trần Bảo Quốc khiêu chiến. Không chỉ như vậy, Bách Lý Băng, Chu Nhân Đức cùng với Diệp Thần người quen biết, cơ hồ tất cả đều đánh tới. Không có một người coi trọng Diệp Thần. Cũng nhận là Diệp Thần tìm chết, khuyên hắn buông tha đài võ đạo khiêu chiến. Cái này đáng giận Diệp Thần thiếu chút nữa ném điện thoại di động, đám người này còn như vậy khen người khác chí khí diệt uy phong mình sao. Cũng may Thẩm Hải Hoa và Tôn Di cũng không biết chuyện này, trực tiếp nói với hắn liền một ít tập đoàn sự việc. Trước mắt tập đoàn đã ở hiệp đàm Ninh Ba mấy nhà hãng y dược, thông qua thu mua phương thức, tiến triển nhanh hơn. Dự trù tháng sau số 1 có thể lên sản xuất tuyến. Diệp Tiên Sinh, bây giờ có cái vấn đề lớn đặt ở trước mắt. Chúng ta sản xuất dược vật có chút đặc thù, quốc gia bên kia bị án phê duyệt rất phiền toái. Chúng ta và tỉnh dược giam cục nói qua, bên kia nghe được công hiệu, tất cả đều cho rằng là lời nói vô căn cứ, không thể bị án, căn bản không xuống được. Coi như phê duyệt thành công, dược vật này cách điều chế một khi bị án, giữ bí mật tính sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng, phía trên những người đó cũng không quá biết cho phép loại vật này tồn tại. Diệp Thần suy nghĩ một chút, hỏi, vật này còn muốn đi trong tỉnh nhóm. Không chỉ trong tỉnh, quốc gia còn có một đạo thứ tự làm việc, rất phức tạp, nếu như Diệp Tiên Sinh thuận lợi, có thể đi hỏi một chút Chu gia có thể có phương pháp. Thẩm Hải Hoa nói, Diệp Thần suy nghĩ một chút đáp ứng, chuyện này, giao cho ta, ta buổi tối cho ngươi câu trả lời. Diệp Tiên Sinh. Thẩm Hải Hoa rất rõ ràng. Nếu như không có Diệp Thần mạng giao thiệp, tập đoàn Thiên Chính căn bản phát triển không được. Bất quá bây giờ hai người rõ ràng cho thấy thuộc hạ quan hệ, còn gọi Diệp Tiên Sinh là lạ, nhưng là Diệp Thần chính là không cho phép người khác gọi hắn là Giám Đốc Diệp. Bởi vì là Tôn Di ngày hôm nay phải làm thêm giờ, cho nên Diệp Thần chỉ có thể đi về trước, mới ra cửa, điện thoại lại reo, là một cái số xa lạ. Diệp Thần trực tiếp cúp điện thoại. Nói không chừng vậy là cái gì khuyên mình không nên đi đài võ đạo người. Nhưng là không qua mấy giây, lại vang lên, bất đắc dĩ, Diệp Thần liền nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng trầm thấp, Diệp Thần, ta là Ứng Kình, ra cửa, đi 8 giờ phương hướng đi, có chiếc đánh hai tránh màu trắng xe van, trực tiếp lên xe. Nói xong, điện thoại liền cúp. Ứng Kình, chính là vậy đội đột kích long hồn người. Tên này nói 3 ngày cho mình tin tức, cái này cũng nhiều ít ngày. Bất quá bây giờ hắn có Chu gia tầng quan hệ này, tập đoàn Thiên Chính tự nhiên lại nữa cần Ứng Kình bảo vệ dù. Diệp Thần bản dự định không để ý tới, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Chu gia chủ yếu sức ảnh hưởng ở tỉnh Chiết Giang, nhưng là đội đột kích long hồn là cấp quốc gia đặc thù đội ngũ, chỉ nghe từ Hoa Hạ số 1 thủ trưởng ra lệnh, quyền lực hiển nhiên cao hơn Chu gia. Dưới mắt tập đoàn Thiên Chính phê duyệt không phải vừa vặn cần quan hệ đả thông. Nếu như trực tiếp mượn đội đột kích long hồn, hiển nhiên càng là hiệu suất cao. Nghĩ rõ ràng hết thảy các thứ này, Diệp Thần trực tiếp hướng Ứng Kình nói vị trí đi tới.
Quả nhiên, Giao Lộ đậu một chiếc màu trắng xe van, mấu chốt xe van rất là cũ nát, căn bản không giống như là trung ương trực thuộc bộ đội thần bí. Cái này đội đột kích long hồn như thế không có mặt bài. Liền dáng dấp giống như xe quân đội cũng không có. Diệp Thần mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào, liền phát hiện ngồi ở bên trong Ứng Kình. Ứng Kình hơi nói xin lỗi, chân thực ngại quá, mấy ngày nay có nhiệm vụ đặc thù, chuyện người ta đã xin phép lãnh đạo bây giờ đã ở Ninh Ba, bây giờ đi qua, người có thì giờ rảnh không? Diệp Thần gật đầu một cái, được. Ứng Kình hướng về phía kính chiếu hậu ra dấu tay, vị kia lái xe tắc đầu người đàn ông liền khởi động xe van, hướng Ninh Ba mặt tây đi. Nửa giờ sau, xe lái vào Ninh Ba một nơi căn cứ, đi qua tầng tầng trạm kiểm soát nghiệm chứng. Xe ở một nơi đặc thù kiến trúc trước dừng lại. Diệp Thần, cái này bản đi lại tạp đái trên người. Ứng Kình đem một bản quân màu xanh tấm thẻ đưa cho Diệp Thần, sau đó phân phó nói, đi theo ta, đợi gặp được ta lãnh đạo, hy vọng ngươi thu liễm mấy phần, bỏ mặc ngươi là vì tập đoàn thiên chính vẫn là vì chính ngươi. Lời nói thậm chí có chút ý uy hiếp. Diệp Thần không nói gì, muốn hắn thu liễm có thể, nếu như đối phương quá đáng, thì trách không được hắn. Không lâu lắm, Ứng Kình mang Diệp Thần đến một cái đặc thù phòng họp, hắn gõ cửa một cái, ở phía ngoài nói, báo cáo thủ trưởng, Diệp Thần mang tới. Để cho hắn đi vào, phòng họp truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Cửa mở ra, Diệp Thần đi vào, rất nhanh liền thấy một cái ăn mặc đồ dạo phố trung niên nam tử đưa lưng về mình, hai tay chắp sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ. Mặc dù đối phương không có bất kỳ động tác, nhưng là Diệp Thần có thể cảm nhận được đối phương là một vị võ giả, thực lực tuyệt đối không kém. Thậm chí Diệp Thần còn cảm thấy vẻ nguy hiểm. Ngay tại lúc này, trung niên nam tử mở miệng nói, Diệp Thần, nam, tỉnh Chiết Giang Ninh Ba người, phụ thân Diệp Thiên Chính, mẫu thân Giang Pây Dung, 5 năm trước Ninh Ba Vân Hồ Sơn Trang thảm án, một nhà ba người bất hạnh gặp nạn, 5 năm sau đó, Diệp Thần chết mà sống lại, trở lại Ninh Ba, đã bước vào tông sư cảnh. Vì báo thù, giết Trần gia phụ tử, giết Diêu Kim Cốc, diệt Thanh Môn mấy trăm người. Còn chém giết Ninh Ba võ đạo thế gia Tưởng Nguyên Lễ con. Thủ đoạn tàn nhẫn, ngưng khí giết người. Mấy ngày trước, thành lập tập đoàn Thiên Chính, cùng Giang Nam Chu gia quan hệ mật thiết, nhưng cùng Giang Nam Hạ gia nhưng giữ địch ý. Trung niên nam tử nói xong lời cuối cùng, xoay người lại, vậy như ưng giống vậy sắc bén con người tựa như xuyên thấu lòng người. Diệp Thần, người chỉ một khoảng thời gian này lý lịch đủ để nghiền ép người khác cả đời. Diệp Thần con người đông lại một cái, trước mặt tin tức bị tra được không coi vào đâu, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, giết Tưởng Văn Lâm, lại có thể cũng bị đối phương phát hiện. Xem ra cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, Hoa Hạ chân chính quyền thế người muốn tra được một ít thứ dễ như trở bàn tay. Trung niên nam tử ngồi xuống ghế, rót hai ly trà. Tiếp tục nói, ta thật là tò mò 5 năm này ngươi rốt cuộc đi nơi nào, ta thậm chí vì ngươi điều động vệ tinh, cũng không có tra được. Ta không chỉ tò mò cái này, ta càng tò mò hơn ngươi có cái gì sức tiếp nhận một vị bước vào võ đạo mấy chục năm tông sư khiêu chiến. Lời nói rơi xuống, trung niên nam tử trong tay ngưng tụ kình khí, chợt đem ly trà trước mặt đẩy ra. Ly trà dọc theo mặt bàn trượt, từng cơn kình khí phun trào, tốc độ cực nhanh. Nhưng lại giọt nước không giải. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay ra, ly trà ngừng, kình khí dạo dực. Hắn cầm ly trà lên, dửng dưng như thường uống một hớp, mới mở miệng nói, ngươi nói nhảm thật nhiều. Trung niên nam tử hơi biến sắc mặt, mới vừa rồi bị hắn đẩy ra ngoài ly trà hàm chứa dạng gì lực lượng, hắn so người bất kỳ đều biết. Coi như tông sư cường giả vậy không nhất định có thể hoàn hảo không hao tổn tiếp lấy. Coi như may mắn tiếp lấy, cường đại kình khí đủ để đem ly trà xé. Nhưng là Diệp Thần không chỉ tiếp nhận ly trà, lại là đánh tan hắn kình khí. Hắn vậy lòng yên tĩnh không dao động bị cực lớn rung động, người này thực lực hắn xa xa đánh giá thấp. Chế trụ nội tâm khiếp sợ, người đàn ông trung niên mở miệng nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Lôi Thụ Vĩ, ta nghe Ứng Kình nói, người muốn cùng đội đột kích long hồn hợp tác. Làm sao cái hợp tác pháp, bây giờ người sau lưng có Chu gia trợ lực, rất nhiều vấn đề cũng biết nghênh nhận mà rõ ràng. Dĩ nhiên, người nếu như lựa chọn gia nhập đội đột kích long hồn, ta có thể là ngươi làm rất nhiều chuyện, ngươi thực lực đáng.
Diệp Thần ngón tay gõ bàn một cái, gia nhập các người. Không thể nào, ta thói quen vô câu vô thúc. Bây giờ tập đoàn Thiên Chính cần sản xuất dược vật, có chút thủ tục quá phiền toái, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, có thể hay không ở trong chuyện này bật đèn xanh, nếu như không được, ta lập tức đi. Diệp Thần đã đứng lên. Lôi Thụ Vĩ trầm tư mấy giây, nghiêm túc nói, một khối này, ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng là chúng ta có thể được cái gì? Cùng thắng mới là tốt nhất cục diện. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, móc túi ra một viên đan dược, trực tiếp quăng ra ngoài, loại vật này, ta có thể cho ngươi 200 viên, không thể trả giá cả. Hắn thái độ cực kỳ cương quyết. Lôi Thụ Vĩ nhận lấy đan dược, hắn nghe ứng kình nói qua, trên người người này có dược liệu thật tốt chữa thương đan dược, làm hắn thấy đan văn, con người bỗng nhiên co giúp một cái. Quả nhiên, dược liệu thật tốt. Người này trên tay tuyệt đối nắm trong tay nhiều đan dược. Đối với đội đột kích Long Hồn mà nói, loại đan dược này quá trọng yếu. 500 viên, Lôi Thụ Vĩ suy nghĩ một chút, trả giá nói. Đan dược giá trị văn hoa, hắn phải tranh thủ càng nhiều hơn đan dược, để cho lợi ích tối đại hóa. 500 viên Diệp Thần chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng là 200 viên trên hơn nữa 100 viên, chắc đúng hắn tới nói không có vấn đề. Diệp Thần nghe thấy con số này, trực tiếp sập cửa đi, chim cũng không muốn chim. Hắn cho ra 200 viên, hoàn toàn là nhìn đội đột kích Long Hồn đối với quốc gia có đóng góp trên căn bản, nhưng là có vài người lòng tham không đáy thì trách không được hắn. Lôi Thụ Vĩ gặp Diệp Thần phải đi, biết mình dự đoán sai rồi, vội vàng nói, đứng lại. 200 liền 200. Diệp Thần bước chân dừng lại, sửa lời nói, ta hiện ở thay đổi chủ ý, 100 viên đan dược. Nếu như có thể, trực tiếp đồng ý, nếu như không được, ta lập tức đi. Lôi Thụ Vĩ thốt nhiên giận dữ. Toàn bộ Hoa Hạ, ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Mình đều đồng ý đối phương điều kiện, đối phương lại có thể lại co lại một nửa. Hắn thua thiệt lớn à? Hắn mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, 5 giây bên trong không làm quyết định, ta có thể còn biết thay đổi chủ ý. 5, 4. Lôi Thụ Vĩ trong lòng có khó hiểu bực bội cảm giác, vốn lấy là nắm trong tay mình hết thảy, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này ngay tức thì từ bị động biến thành chủ động. Hắn không có lựa chọn, nếu như không phải là cần cái nhóm này đan dược quân dụng, hắn căn bản sẽ không cố ý tới Ninh Ba căn cứ. Đồng ý, Lôi Thụ Vĩ ở Diệp Thần đếm tới 2 thời điểm, đã quyết định. Đã như vậy, nghĩ hiệp nghị đi, Diệp Thần nói. Lôi Thụ Vĩ con người trợn to, chẳng lẽ ngươi lấy là đội đột kích Long Hồn và ta thân phận, còn như lừa gạt ngươi? Khó nói. Ngươi. Một phút sau đó, thì có người chuẩn bị 2 phần hiệp nghị. Lôi Thụ Vĩ toàn bộ hành trình mặt lạnh, mới vừa dự định ký tên, Diệp Thần ngắt lời nói, chờ một chút. Lại thêm một cái. Lôi Thụ Vĩ thật muốn nổi giận, đỏ lên mặt gầm hét lên, Diệp Thần, ngươi không nên được voi đòi tiên. Diệp Thần không để ý đến, nói thẳng, lại thêm một cái, cá nhân ta ngoài ra rồi đưa 100 viên cho vì nước bị thương quân nhân. Lôi Thụ Vĩ ngẩn ra, con người tràn đầy bất ngờ và không để ý tới rõ ràng. Như vậy thứ nhất, hắn ngược lại là phát hiện cái này người thanh niên không có nghĩ giống không biết đúng mực, mặc dù nóng nảy hung ác nhiều thay đổi, nhưng là tình thương cực cao. Hắn bây giờ ngược lại cảm giác được mình thiếu đối phương cái gì. Diệp Thần ký xong chữ, cầm một phần văn kiện liền đi ra ngoài. Tốt lắm, đan dược ngươi để cho ứng kình ngày mai tới lấy trước thời hạn đánh ta điện thoại, còn như tập đoàn Thiên Chính sự việc, chính ngươi tìm người đi đối tiếp Thẩm Hải Hoa. Làm Diệp Thần mau muốn đi ra khỏi phòng thời điểm, Lôi Thụ Vĩ nghĩ tới điều gì, lại nói, đài võ đạo, ngươi cự tuyệt đi. Theo ta biết, lần này phải đối phó ngươi không chỉ Trần Bảo Quốc, còn có võ đạo thế gia Tưởng gia. Hai người liên hiệp, nếu như ghế trọng tài cũng có bọn họ người, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là cục hẳn phải chết. Diệp Thần bước chân dừng lại, do dự mấy giây, vẫn là biến mất ở Lôi Thụ Vĩ trong tầm mắt. Không lâu lắm, ứng kình đi vào, thủ trưởng, lấy Diệp Thần tính cách nhất định sẽ đi. Lôi Thụ Vĩ con ngươi híp lại, nói chuẩn bị máy bay, ta ngày hôm nay đi suốt đêm Trung ương xin phép vị lãnh đạo kia, tranh thủ có thể nhóm nói tiếp kiện. Ngươi mang theo phần này văn kiện núp ở dưới đài, nếu như vậy hai cái không thức thời tông sư đối với Diệp Thần xuống sát thủ,
trực tiếp trình văn kiện. Bảo vệ người này. Ứng Kình trong lòng tung lên vạn đạo sóng lớn, thủ trưởng lại vì Diệp Thần xin phép kinh thành vị kia. Lại là muốn ra sức bảo vệ người này. Đến nỗi vậy, vị kia ngày lo ngàn việc, không chỉ muốn xen vào quốc gia việc lớn, còn muốn quản Diệp Thần loại chuyện nhỏ này. Đùa gì thế? Thủ trưởng cái này đang làm cái gì à? Nhiều năm qua như vậy, hắn cho tới bây giờ không có gặp thủ trưởng như vậy để ý một người. Thủ trưởng, hắn đáng giá không? Ứng Kình thanh âm không xác định vẫn là vang lên. Lôi Thụ Vĩ trong mắt tựa như lóe ra một đạo tinh quang, cực kỳ phức tạp, có đáng giá hay không được, xem đài võ đạo kết quả thì biết. Kim Lân há là vật trong ao, một gặp phong vân biến hóa rồng. Ta Lôi Thụ Vĩ liền đặt tiền cuộc người này sẽ hóa rồng. Đêm đến, Diệp Thần chưa có trở về khu nhà ở Đại Đô, trực tiếp đi Tucson Riviera. Ở trên tay hắn căn bản không có 200 viên đan dược, cho nên phải ở trước ngày mai luyện chế xong thành. Cũng may dược liệu đủ, hơn nữa Bách Thảo Đỉnh phối hợp, hẳn sẽ không hoa quá lâu thời gian. Bách Thảo Đỉnh truyền tới một hồi tiếp theo một trận mùi thuốc, cả nhà đều bị mùi thuốc bọc. Diệp Thần thậm chí cảm giác tu vi cũng có tăng lên. Bách Thảo Đỉnh quả nhiên không phải là phàm vật, mình xài liền mấy trăm triệu mua lại tuyệt đối máu được lợi. Cùng lúc đó, khu nhà ở Đại Đô, Tôn Di tan việc trực tiếp về nhà, phát hiện trong nhà một người cũng không có. Và trước kia ba người náo nhiệt so với, bây giờ nhà trọ chân thực quá mức lạnh tanh. Diệp Thần ban ngày thời điểm đã nói cho nàng Hạ Nhược Tuyết bị Hạ Mẫu tiếp đi sự việc, nàng cũng hiểu. Nhưng là nàng không để ý tới rõ ràng tại sao Diệp Thần vậy không trở về. Lại đi ra ngoài, làm sao không cùng tự mình nói một tiếng. Tôn Di ở nhà trọ vừa xem TV vừa các loại, đến buổi tối 11 giờ, phát hiện Diệp Thần vẫn chưa về. Nàng không nhịn được bấm đối phương điện thoại, cũng không có người tiếp. Tên này sẽ không xảy ra chuyện liền đi. Tôn Di lo lắng trong lòng đặc biệt là Thịnh, dẫu sao mấy ngày nay sự tình phát sinh quá nhiều. Muốn phải đối phó Diệp Thần và tập đoàn Thiên Chính người không thiếu. Tôn Di càng nghĩ càng hoảng, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng là Diệp Thần đúng là nàng trong lòng chiếm cứ phân lượng càng ngày càng nặng. Không biết lúc nào, nàng đã sớm thói quen liền người đàn ông này tồn tại. Tôn Di ở phòng khách đi qua đi lại, đôi mi thanh tú nhăn mày trước, tâm sự nặng nề. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, vội vàng từ gian phòng lấy ra một cái tinh xảo chìa khóa. Đây là ban đầu hai người ở trên xe taxi nhắc tới Tucson Riviera, Diệp Thần đưa cho hắn. Nàng một mực lấy là Diệp Thần nói đùa, nhưng là phía sau phát sinh một kiện sự kiện xem ra, Diệp Thần tựa hồ thật sự có thực lực. Tên này sẽ không thật ở Tucson Riviera có căn hộ đi. Tập đoàn Thiên Chính trước mắt ghi danh vốn là một cái trăm triệu, Diệp Thần 100% nắm cổ phần. Nhưng là Tucson Riviera giá phòng có thể xa xa không chỉ 100 triệu. Mấu chốt ban đầu tên này cho nàng cái chìa khóa này thời điểm, thật giống như người không có đồng nào, thậm chí còn hỏi nàng mượn 3.000 khối. Quỷ thần xui khiến dưới, Tôn Di đi tới Tucson Riviera, lấy ra chìa khóa, những an ninh kia trực tiếp mặt mày vui vẻ chào đón. Ngồi thang máy, thẳng tới tầng chót. Rất nhanh là đến một cánh cửa trước, nàng tay run run. Cái chìa khóa cắm vào. Không phải là thật sao? Giờ khắc này, Tôn Di có chút luống cuống. Nàng hơi lắc một cái, chỉ nghe gặp rắc rắc một tiếng. Cửa mở ra. Thời khắc này Tôn Di sợ run tại chỗ, như ngũ lồi oanh vậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Thần sẽ ở Tucson Riviera có một căn hộ. Đây chính là Ninh Ba cao cấp nhất tiểu khu. Vẫn là tầng chót, phong cảnh sông. Thậm chí so biệt thự cao hơn đương à. Tên này làm sao tùy tùy tiện tiện đem quý trọng như vậy chìa khóa cho mình. Còn nữa, hắn nếu có loại này nhà sang trọng, tại sao còn muốn ở khu nhà ở Đại Đô? Tôn Di chóp mũi khẽ động, ngửi thấy một cổ mùi thuốc, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy một bộ để cho nàng suốt đời khó quên hình ảnh. Diệp Thần ngồi xếp bằng, một đạo ánh sáng màu vàng bao trùm toàn thân. Trước mặt hắn một tòa phong cách cổ xưa đan đỉnh. Mấu chốt thật giống như có lửa cháy diễm từ Diệp Thần lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng xông ra. Quỷ dị đến trình độ cao nhất. Đinh! Một nhóm cuối cùng đan dược luyện chế xong thành, Diệp Thần vậy mở mắt ra.
hắn phát hiện cái gì, một chưởng vỗ trên đất, thân thể xoay người nhảy lên, tự nhiên phát hiện đứng ở cửa tựa như hóa đá Tôn Di. Tôn Di, ngươi làm sao tới? Tôn Di thật lâu mới từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, thanh âm run rẩy nói, Diệp Thần, nơi này thật là ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, gật đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ, cái này cũng không có gì giấu giếm. Bất quá là một nơi bất động sản mà thôi. Diệp Thần trực tiếp đem Tôn Di kéo đi vào, không đi vào xem. Tôn Di gật đầu một cái, không để mắt đến đan đỉnh đó, vây quanh bên trong phòng hồ bơi vòng vo mấy vòng, sau đó lại là đi tới trước cửa sổ sát sàn. Từ góc độ này nhìn ra phía ngoài, Ninh Ba vừa xem trọn vẹn. Phong cảnh chân thực quá ca tụng. Nếu như có thể ở tại nơi này địa phương, tựa như tiên nhân à. Nhiều năm qua như vậy, nàng mỗi lần đi qua Thompson Riviera, cũng biết hâm mộ xem mấy lần, chưa bao giờ xa cầu qua bản thân có một ngày sẽ đứng ở Thompson Riviera tầng chót nhìn xuống Ninh Ba. Nhưng là bây giờ, lại có thể thực hiện. Tôn Di lại chạy đến một cái gian phòng, tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến mềm mại giường lớn trên. Căn bản không nhớ tới. Vậy ngạo nhân đỉnh núi không ngừng cách quần áo run rẩy, xuân quang chợt hiện. Nơi này không chỉ sửa sang và vị trí, nhất định chính là nàng địa phương mơ tưởng cầu mong à. Diệp Thần cũng là nhìn thấu Tôn Di yêu thích, cười nói, nếu như ngươi thích, cái này căn hộ sẽ đưa cho ngươi. Ngày mai ta sẽ để cho người đi sang tên nhà. 5 năm trước, Tôn Di không để ý hết thảy mai táng Diệp ra 3 người, xa không phải một căn hộ là có thể báo đáp. Huống chi, nhà căn bản không phải Diệp Thần theo đuổi, lấy hắn thực lực. Tùy tùy tiện tiện luyện chế mấy viên thuốc, là có thể đổi mấy bộ biệt thự, sau này tập đoàn Thiên Chính tốc độ kiếm tiền sẽ nhanh hơn, đến lúc đó đừng nói Ninh Ba, liền liền kinh thành một vòng nồng cốt khu vực nhà, hắn cũng có thể một tràng mua. Hắn hiện đang đeo đuổi chính là võ đạo tới cảnh giới cao. Bởi vì là chỉ có cường giả mới có thể ở thế giới mạnh ăn hiếp yếu sống sót, cùng Hoa Hạ sự việc hoàn thành, hắn cũng nên đi Côn Luân giả dối. Tôn Di nghe được Diệp Thần những lời này, sợ liền vội vàng lắc đầu, không, người đùa gì thế? Người đưa ta nhà làm gì, ta không muốn sang tên nhà. Ta thiếu người xa xa không phải một căn hộ, Diệp Thần nói. Tôn Di ngẩn ra, tự nhiên nghĩ tới chuyện 5 năm trước, nàng không hy vọng Diệp Thần thương tâm, liền nói sang chuyện khác, như vậy đi, dù sao lớn như vậy nhà, không người ở đáng tiếc, khu nhà ở đại đô trước hết trống không, ta giờ tới ở. Không được, ta tối nay thì nhất định phải ở nơi này. Ta phải hoàn thành ta mấy năm trước hứa một cái tâm nguyện. Đến lúc đó Nhược Tuyết trở về, cũng không cần ngày ngày và nàng chen một cái giường, nhiều như vậy gian phòng, một ngày ngủ một gian, một tuần lễ đều không nặng dạng. Tôn Di hiển nhiên có chút hưng phấn, lại là giống như đứa nhỏ vậy trực tiếp nhảy đến trên giường, cảm thụ mềm mại giường lớn đàn hồi. Vậy hung khí trên dưới phập phồng, gợn sóng vĩ đại. Không lâu lắm, Tôn Di liền trực tiếp hồi khu nhà ở Đại Đô, cầm một ít nhu phẩm cần thiết. Nàng quyết định nghỉ lại vào nơi này. Bàn về cảm giác thư thích và nhanh gọn trình độ, nơi này vung khu nhà ở Đại Đô 10 mấy con phố à. Diệp Thần ngược lại là tùy ý, nơi này quá lớn, hắn gian phòng còn có một cái gần 100m2 mật thất, đến lúc đó luyện đan hoặc là tu luyện, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Hắn vốn đang dự định hướng Tôn Di giải thích chuyện luyện đan tình, nhưng là cái này nha đầu hoàn toàn bị Thompson Riviera sửa sang và phong cách si mê, căn bản không nghĩ tới hỏi. Được rồi, đến lúc đó nói sau chính là. Tôn Di chỉnh lý xong quần áo, liền trực tiếp ở bồn tắm ngâm mình, Thompson Riviera có 4 cái phòng vệ sinh, mỗi một gian cũng tiêu phối bồn tắm, coi như nhiều đi nữa ở mấy người cũng sẽ không có cướp phòng vệ sinh sự việc phát sinh. Ngâm hoàn tắm rửa Tôn Di trùm khăn tắm lại đắp cái mặt nạ dưỡng da, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi tiểu thần tử, ngày mốt chính là Nhược Tuyết sinh nhật, người rốt cuộc chuẩn bị đưa Nhược Tuyết cái gì? Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi có thể đừng ngây thơ đến mua sô-cô-la đưa cô gái. Cái này chiêu thức đã lỗi thời. Diệp Thần ngẩn ra, sắc mặt có cái gì không đúng, hạ Nhược Tuyết sinh nhật lại có thể ở phía sau thiên. Đài võ đạo khiêu chiến cũng ở đây ngày mốt à. Hai chuyện lại có thể góp một khối. Tôn Di đắp hoàn mặt nạ dưỡng da, liền khá là nghi thức cảm trở về phòng. Trước khi đi,
Càng đối với Diệp Thần nói đùa, bổn cung nhiều năm như vậy mơ ước, rốt cuộc phải thực hiện, cái này còn may mà tiểu thần tử. Đúng rồi, tiểu thần tử, tịch mịch ban đêm, xuân tiêu một khắc, cô nam quả nữ, người giới không ngại cho bổn cung hầu hạ đâu. Diệp Thần giả trang đứng lên, Tôn Di liền đối với Diệp Thần le lưỡi một cái, trực tiếp ngâm nga khúc nhạc khép cửa phòng lại. Bổn cung hôm nay kinh nguyệt tới, ngày khác. Đổi, ngày. Diệp Thần bất đắc dĩ sờ một cái lỗ mũi, trực tiếp về đến gian phòng của mình, tiến vào mật thất bắt đầu tu luyện. Mặc dù hắn có lòng tin tuyệt đối chiến thắng Trần Bảo Quốc, nhưng là vì để đạt được an toàn, tăng lên thực lực tổng không có sai. Coi như đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, hắn còn có lớn nhất lá bài tẩy. Đá màu đen, dẫn động vị kia đại năng. Cũng không biết thượng cổ nhân vật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Được rồi, không muốn, an tâm tu luyện đi. Bây giờ hắn cảnh giới còn mở nguyên cảnh tầng thứ 7, ăn vào mấy viên thuốc, thử một chút tối nay có thể hay không đột phá đến tầng thứ 8. Diệp Thần nhắm mắt lại, vận chuyển, một cổ ánh sáng nhàn nhạt từ trong thân thể rỉ ra. Hắn quanh thân bị một đạo hồng quang bao trùm, khí tức cường đại càng làm cho đan điền truyền đến một hồi long ngâm. Ngay tại lúc này, một viên đá màu đen bay, trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu. Một tia linh khí từ trong đá bắn ra, lại là chui vào Diệp Thần ấn đường. Nhất thời cả nhà ánh đỏ lóe lên, Diệp Thần tu vi vậy đang cấp tốc leo lên. Ngày thứ hai, Diệp Thần mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí. Đi qua trong một đêm tu luyện, hắn thành công bước vào khai nguyên cảnh tầng thứ 8. Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh đi, theo lý mà nói, hoa hạ linh khí mỏng manh, xa không có chỗ đó đậm đà, đột phá tốc độ hẳn càng chậm mới đúng, nhưng là tình trạng của mình nhưng vừa vặn ngược lại. Diệp Thần tầm mắt rơi vào trên đá màu đen. Chẳng lẽ là bởi vì là ngươi? Ngay tại lúc này, đá màu đen lại trôi lơ lửng, lại là nhẹ nhàng đung đưa, thật giống như ở gật đầu. Trời à, ngươi tảng đá kia còn biết động. Lời nói rơi xuống, đá màu đen lại lâm vào yên lặng, phảng phất có chút tức giận. Diệp Thần bản dự định tiếp tục nghiên cứu đá, bên ngoài truyền đến Tôn Di thanh âm. Tiểu thần tử, ăn điểm tâm, bổn cung cũng không cùng ngươi. Tới, ăn điểm tâm xong, Tôn Di đi ngay tập đoàn thiên chính, mà Diệp Thần thì gọi điện thoại cho Ứng Kình, để cho hắn tới lấy đan dược. 10 phút thời gian, Ứng Kình đi tới Thompson Riviera, nhấn chuông cửa. Diệp Thần mở cửa, Ứng Kình liền kích động nói, Diệp tiên sinh, quấy dày. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Ứng Kình liền gọi cũng thay đổi. Hắn rất rõ ràng, thủ trưởng câu nói kia nặng bực nào phân lượng. Hơn nữa thủ trưởng cực kỳ coi trọng trước mắt người đàn ông. Diệp Thần nhìn một cái cửa hai người, gật đầu một cái, tiện tay liền đem trên bàn túi ni lon bên trong cầm tới, đưa cho Ứng Kình. Ứng Kình cho là điểm tâm, liền vội vàng khoát tay, Diệp tiên sinh, ngài quá khách khí, ta ở căn cứ ăn điểm tâm rồi. Diệp Thần ngẩn ra, liếc một cái Ứng Kình, nói, 200 viên đan dược đều ở bên trong, người nếu như không muốn, vậy coi như xong. Ừ, đan dược. Ứng Kình theo bản năng đưa tay ra, hắn phát hiện tay mình đều có điểm cứng lên. Quý trọng như vậy đan dược, lại có thể dùng loại này túi ni lon trang. Đùa gì thế? Vạn nhất ô nhiễm đan dược làm thế nào? Ứng Kình kịp phản ứng, nửa tin nửa ngờ nhận lấy túi ni lon. Nhìn lướt qua, sắc mặt ngay tức thì ảm đạm. Trời ạ, tên này lại có thể thật đem đan dược thả bên trong. Phí của trời à. Hắn thần sắc hốt hoảng, vội vàng hướng đồng bạn phân phó nói, mau. Đem xe lên vô dưỡng bảo vệ trang bị cầm tới. Đội trưởng, nhưng là trang bị bên trong đựng nhiệm vụ lần này thu thập huyết dịch dạng bản à. Ứng Kình mắng, trực tiếp ném. Huyết dịch dạng vốn có thể lại thu thập. Đan dược xảy ra vấn đề làm thế nào? Đi nhanh. Đội trưởng. Diệp Thần gặp hai người phản ứng lớn như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, liền nhắc nhở, ta luyện chế đan dược không yếu ớt như vậy, không cần vô dưỡng hoàn cảnh, trực tiếp túi ni lon trang là được, yên tâm, nếu như có bất kỳ vấn đề, trực tiếp tìm ta, xấu xa một bồi mười. Ứng Kình nghe được Diệp Thần bảo đảm, thở dài một hơi, càng là bị Diệp Thần chào theo kiểu nhà binh. Ta đại biểu đội đột kích long hồn cảm ơn ngươi làm hết thảy. Đừng cho ta tới đây bộ, không đưa. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại,
Ứng Kình vội vàng mở miệng nói, còn có một việc, thủ trưởng để cho ta thông báo ngươi, ngày mai bỏ mặc Trần Bảo Quốc và Tưởng gia đùa bỡn hoa dạng gì, lúc cần thiết, chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Cảm ơn. Cửa đóng lại. Cùng lúc đó, Ninh Ba một nơi trà lâu. Trần Bảo Quốc và Tưởng Nguyên Lễ ngồi ở hai bên, phía trên nhất thì ngồi một vị hơi thở kinh khủng ông già. Ông già chính là lần này đài võ đạo một trong trọng tài, Viên Cảnh Phúc. Đã từng tiến vào Hoa Hạ Tông sư bảng trước 400 cao cấp cường giả. Trước 400 cái gì khái niệm? Hắn Tưởng Nguyên Lễ mới 514 tên, hơn nữa tu luyện nhiều năm như vậy, liền trước 500 cũng đạp không vào được. Viên Cảnh Phúc gần đây 10 năm một mực ở tỉnh Chiết Giang hoạt động, ở tỉnh Chiết Giang đánh hạ một mảnh cơ nghiệp. Không chỉ như vậy, hắn vẫn là tỉnh Chiết Giang Hiệp hội Võ Đạo Phó Hội trưởng. Nhiều ít võ đạo tông sư tế phá đầu vậy vào không được Hiệp hội Võ Đạo à. Có thể gặp Viên Cảnh Phúc thân phận có bao nhiêu tôn quý. Dựa theo thông lệ, Viên Cảnh Phúc phụ trách Ninh Ba đài võ đạo, chỉ cần đài võ đạo khởi động, hắn thì biết tới làm trọng tài. Thời khắc này Viên Cảnh Phúc uống Vũ Di Sơn đại hồng bào, có nhiều thú vị nhìn trước mặt hai người, hai vị Ninh Ba võ đạo tông sư, mời lão phu tới nơi này, hẳn không chỉ là vì uống trà đi. Trần Bảo Quốc vội vàng lấy tới một cái hộp gấm, thận trọng đặt ở Viên Cảnh Phúc trước mặt, ở Viên lão trước mặt, chúng ta sao có thể gọi là tông sư à? Chỉ có thể coi là tiểu bối. Đây là tiểu bối biếu cho Viên lão ngài. Viên Cảnh Phúc đã sớm thói quen liền loại chuyện này. Người yếu biếu cường giả, tìm kiếm che chở, lại bình thường bất quá. Hắn mở hộp ra nhìn lướt qua, đột nhiên con người co rúm một cái, kinh ngạc nói, ngàn năm tìm linh nhân sâm. Ra tay thật lớn, phần lễ này có chút đắt. Cái này tìm linh nhân sâm đối với võ giả đột phá có cực mạnh vững chắc tác dụng, đối với Viên Cảnh Phúc cái cảnh giới này tồn tại, rất là trọng yếu. Mấu chốt niên đại ở ngàn năm trên, cực kỳ hiếm thấy. Không mắc không mắc. Vật này cũng chỉ có Viên lão xứng với. Viên Cảnh Phúc sâu đậm nhìn một cái Trần Bảo Quốc, gật đầu một cái, người rất tốt, cùng ngươi cảnh giới tăng lên nữa một ít, có thể thử xin tiến vào tỉnh Chiết Giang Hiệp hội Võ Đạo. Trần Bảo Quốc sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên có chút kích động. Không lâu lắm, hắn vừa nghĩ đến tới nơi này mục đích lớn nhất, vội vàng nói, Viên lão, ngày mai là tiểu bối và thằng nhóc kia đài võ đạo đánh một trận, không biết Viên lão có gì ý kiến hay. Viên Cảnh Phúc con người híp lại, dĩ nhiên rõ ràng ý đối phương, cười nói, đối phương chỉ bất quá hơn 20 tuổi, lông đều không mọc đủ, người lại có thể không có lòng tin. Trần Bảo Quốc liền vội vàng lắc đầu, không không không, Viên lão, người cũng không muốn xem nhẹ thằng nhóc kia, ta nghe nói thằng nhóc kia từ hội đấu giá lấy được một quả thuốc thần kỳ, sau khi ăn vào có thể thực lực lớn tăng. Ta sợ người này dùng đan dược này đối phó ta, có không công bình. Hơn nữa thằng nhóc kia đã buông lời, tuyên bố muốn ở đài võ đạo chém chết ta, thậm chí còn nói khoác nói, coi như Viên lão ngài ở đây, vậy không ngăn cản được. Đây là Trần Bảo Quốc và Tưởng Nguyên Lễ ngày hôm qua thương lượng xong giải thích, định bôi đen Diệp Thần. Viên Cảnh Phúc vừa nghe Diệp Thần dùng loại này cấm đan, lại là kéo đến mình, hừ lạnh một tiếng, một tay vỗ lên bàn, hắn dám. Có ta Viên Cảnh Phúc ở đây, hắn nếu như dùng cấm đan thắng ngươi. Ta tất để cho quỳ xuống ngươi trước mặt lấy chết tạ tội. Trần Bảo Quốc nghe được Viên Cảnh Phúc tỏ thái độ, cả người mừng rỡ. Viên Cảnh Phúc nhưng mà lần này đài võ đạo trọng tài. Lại là một vị cao cấp cường giả. Có loại cao thủ này chấn giữ, cái này Diệp Thần còn có cái gì thắng chỗ trống. Viên Cảnh Phúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trần Bảo Quốc, hiếu kỳ nói, lần này đài võ đạo là ngươi phát khởi. Chẳng lẽ ngươi và cái này Diệp Thần có huyết hải thâm cừu? Trần Bảo Quốc nghe được câu này, thân thể run rẩy, hốc mắt tràn đầy tia máu, người này giết con ta tử và cháu trai. Để cho ta Trần gia vô hậu, thù này ta có thể không báo sao? Viên Cảnh Phúc ngẩn ra, mới vừa muốn nói chuyện, Tưởng Nguyên Lễ cũng nói, người này tính cách hung ác, giết người mắt không nháy, ta đứa nhỏ tử Tưởng Văn Lâm hôm đó vỗ được một đan dược, người này sinh ra rình dập tâm. Đem nhi tử ta tàn nhẫn sát hại. Loại này người nhất định chính là cổ võ giới thứ bại hoại. T. Viên Cảnh Phúc ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này gọi là Diệp Thần tiểu tử vậy quá ngông cuồng đi, lại có thể liên tục chém giết Ninh Ba hai vị cao cấp tông sư nhi tử.
hoàn toàn bất kể hậu quả. Hắn trong lòng cũng là sinh ra một tia lửa giận, hướng hai người bảo đảm nói, yên tâm, chuyện ngày mai giao cho ta, coi như thiên vương lão tử tới, cũng đừng nghĩ cứu người này. Loại này nhiệt xúc đến lượt làm nhục và chém chết. Tưởng Nguyên Lễ quả đấm cầm chặt, sau đó con ngươi một chuyển, vỗ một cái tay, đối với bên ngoài bao xương mặt nói, đem người mang vào. Sau mấy giây, ba vị vóc người lồi lõm thích thú cô gái đi vào. Hắn rõ ràng viên lão sở thích, trừ đối với tu luyện cảm thấy hứng thú trở ra, đối với đàn bà lại là cảm thấy hứng thú. Mặc dù rất lớn tuổi, nhưng là thành tựu cổ võ giả, phương diện kia năng lực tự nhiên so người bình thường cường thượng một ít. Tưởng Nguyên Lễ cung kính nói, viên lão, ba vị này đều là Giang Bắc Đại học nữ sinh viên đại học, vẫn là sồ, các nàng một mực rất ngưỡng mộ ngươi, định theo ngươi trở về phòng tham khảo một chút một ít chiêu thức. Viên Cảnh Phúc thấy ba vị cô gái tuổi thanh xuân, trong mắt lộ ra một tia sao sao, sờ một cái râu cười lên, được rồi, bây giờ nữ sinh viên đại học, chính là hiếu học, lão phu thành tựu trưởng bối tự nhiên muốn an ủi lộn một cái. Thompson Riviera lầu cuối. Diệp Thần nhận được Thẩm Hải Hoa điện thoại. Tập đoàn Thiên Chính hai hạng sản phẩm đều đã bị án thành công, lại là lấy được rồi giấy phép, tốc độ này, để cho Thẩm Hải Hoa một mực ở trong điện thoại tấm tắc lấy làm kỳ. Dẫu sao vật này dù là vận dụng quan hệ, nhanh nhất cũng phải một tuần lễ. Nhưng là Diệp Thần an bài người lại có thể ngắn ngủi một ngày liền làm được. Có giấy phép, sản xuất dây chuyền xây dựng liền nhanh rất nhiều. Sản xuất nhiều thời gian vậy rút ngắn thật nhiều, Tôn Di bên này đã bắt đầu doanh tiêu tạo thế. Phỏng đoán muốn không được bao lâu, là có thể thành công lên mạng. Sau đó, để cho Diệp Thần bất ngờ là, Hạ Nhược Tuyết ngược lại là phát tới WeChat video, oán trách nàng ở biệt thự nhàm chán cuộc sống. Mấy ngày nay, tỉnh Chiết Giang rất nhiều chàng trai tài tuấn cũng lần đầu tiên đi tới Ninh Ba, phần lớn là vì chuẩn bị cho Hạ Nhược Tuyết chúc mừng sinh nhật. Cho nên Hạ Nhược Tuyết không phải gặp cái này, chính là bị mẫu thân kéo đi gặp cái đó. Hạ gia đã phát hiện gia tộc phát triển tiến vào mềm nhũn trạng thái, cho nên các loại quan hệ cần đời kế tiếp đi duy trì. Đúng rồi Diệp Thần, ngày hôm nay mụ ta lại có thể cùng ta nói, ta sinh nhật, ngươi có thể không tới được. Thật có chuyện này sao? Trò chuyện hồi lâu, Hạ Nhược Tuyết lúc này mới tiến vào chính đề, đây là nàng muốn biết nhất. Diệp Thần do dự mấy giây, cười một tiếng, yên tâm, ngày mai ta nhất định đến đúng giờ. Nghe được Diệp Thần bảo đảm, Hạ Nhược Tuyết ở đó đầu thở dài một hơi, sau đó, linh động trong mắt hơi chớp động, có thể hay không trước thời hạn tiết lộ, ngày mai đưa đồ ta rốt cuộc là cái gì. Diệp Thần lộ ra một nụ cười thần bí, nói, lễ vật này hẳn chỉ có thể thuộc về ngươi. Diệp Thần, người cái này nói và chưa nói có cái gì khác biệt, ta kháng nghị. Hạ Nhược Tuyết cau mày giả trang cả giận nói. Ai có thể nghĩ tới đã từng lãnh ngạo băng sơn tổng giám đốc sẽ có như thế cô bé một mặt. Kháng nghị không có hiệu quả. Video trực tiếp cúp. Sau đó, Diệp Thần từ trong ngăn kéo lấy ra một quả mu rùa và ba cái đồng tiền. Hơi ném đi, ngón tay bóp quyết, bắt đầu thử nghiệm tính toán đo lường ngày mai lành dử. Nhưng là mu rùa không có phản ứng chút nào. Quỷ dị hơn là ba cái đồng tiền rơi xuống, không có đang lật hai mặt, mà là đứng ở trên bàn. Năm năm này tới, đều là cái kết quả này. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần còn có chút hiếu kỳ, về sau thật thói quen và chết lặng. Lão đầu nói mạng ta cả thiên đạo cũng không có tư cách chấm mút, chẳng lẽ là thật. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày thứ hai, buổi sáng 10 giờ. Diệp Thần mở mắt ra. Một tia sát cơ lạnh như băng bỗng nhiên bắn ra. Không sai biệt lắm nên lên đường. Diệp Thần đứng dậy, phòng khách có Tôn Di lưu lại bữa ăn sáng, trên bàn còn dán lời ghi chú, nhắc nhở Diệp Thần nếu như bữa ăn sáng lạnh, đi ngay lò vi ba nóng một hồi. Tôn Di thậm chí lo lắng Diệp Thần không biết dùng lò vi ba, ở lời ghi chú trên viết liền cụ thể trình tự. Cái này nha đầu, thật làm ta cái gì cũng không biết. Ăn xong Tôn Di bữa ăn sáng tình yêu, Diệp Thần liền cùng bình thường như nhau xuống lầu. Hắn bản dự định kêu chiếc xe taxi, nhưng phát hiện một chiếc màu đen chạy băng băng xe thương vụ đã đậu ở cửa. Ngoài xe đứng một cái khá là phong tình người phụ nữ, chính là Kim Lãnh Nhạn. Kim Lãnh Nhạn gặp được Diệp Thần, vội vàng bước nhanh nghênh đón, Diệp tiên sinh,
người thật chuẩn bị đi đài võ đạo. Nếu không thì sao? Diệp Thần nhún vai một cái. Kim Lãnh Nhạn biết bây giờ khuyên Diệp Thần cũng sẽ không có dùng, chủ động cho Diệp Thần mở cửa xe, Diệp tiên sinh, liền do ta đưa ngươi đi đi. Nàng trong lòng thật ra thì rất rõ ràng, khả năng này là nàng đưa Diệp Thần cuối cùng một tầng. Được. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Trên xe, Diệp Thần sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt, Kim Lãnh Nhạn nhiều lần muốn hỏi một chút Diệp Thần còn có cái gì không tâm nguyện chưa xong, lời đến trong miệng lại bị nàng nuốt xuống. À, phụ thân nhắc nhở qua nàng không cần phải tiếp xúc nữa Diệp Thần, nhưng là nàng mỗi lần nghĩ đến một cái thiên tài võ đạo liền phải bỏ mạng, vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nửa giờ sau đó, xe chậm rãi dừng lại. Diệp tiên sinh, đến. Được. Diệp Thần xuống xe, liền chú ý đến đây là một cái tương tự sân đá banh địa phương. Giữa sân đứng thẳng một tảng đá lớn chế tạo lôi đài. Chung quanh lôi đài có các loại vết kiếm và hư hại dấu hiệu, có chút cổ xưa. Có thể bởi vì là đài võ đạo thời gian quá dài vô dụng, đã tích đầy một ít bụi bặm. Không chỉ như vậy, Diệp Thần còn phát hiện chung quanh lôi đài khán đài tụ tập không ít người, phần lớn đều là cổ võ giả. Thực lực không tính là quá mạnh mẽ, chắc hẳn nghe được tin tức tới xem kịch vui. Dĩ nhiên, cũng có mấy vị Diệp Thần không nhìn ra thực lực cường giả. Diệp Thần ánh mắt đột ngột hướng mấy chỗ phương hướng quét tới, ngược lại là phát hiện không ít người quen. Chu Nhân Đức một nhà. Bách Lý Băng, La Chính Quốc, Ứng Kình. Chu Chính Đức và hắn nhi tử Chu Phúc Lộc. Sở Thục Nhiên. Đà Gia. Đợi một chút. Đột nhiên. Diệp Thần trong mắt có giúp một cái, ánh mắt rơi vào Đà Gia bên cạnh một cái ăn mặc quần áo đen, đeo kính mát và mũ lưỡi trai người đàn ông. Nếu như không cẩn thận xem, tất nhiên sẽ lấy làm cho này người đàn ông là Đà Gia thủ hạ. Nhưng là trên thực tế, Diệp Thần phát hiện tên này lại là Nam Giang Vương. Tỉnh Chiết Giang uy danh hiển hách Nam Giang Vương. Tên này làm sao cũng tới. Coi như không bại lộ vậy không cần phải giả dạng làm Đà Gia thủ hạ đi. Đôi mắt đối mặt ngay tức thì, Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên hướng Diệp Thần khẽ gật đầu. Diệp Thần rất rõ ràng, một khi mình ở trên đài võ đạo xảy ra vấn đề, Nam Giang Vương tất nhiên sẽ không để ý hết thảy bại lộ, thậm chí ra tay. Ngay tại lúc này, Ứng Kình đi tới, giơ lên trong tay một phần hồ sơ. Thủ trưởng cố ý đi kinh thành nhóm xuống văn kiện, nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề, Diệp tiên sinh xin yên tâm, không có dám đả thương ngươi. Đám người kia cứ như vậy không tin mình sao? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngay tại lúc này, đám người truyền đến một hồi xôn xao. Diệp Thần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện ba vị ăn mặc đường trang ông già hướng đài võ đạo đi tới. Trên thân ba người võ đạo hơi thở cực kỳ nồng nặc, trong đó trung gian vị kia kinh khủng hơn. Lại là khí động cảnh cường giả, đối phương tất nhiên bước vào tông sư cảnh mấy chục năm. Cực kỳ nguy hiểm. Đây là Diệp Thần rời đi chỗ đó sau đó, ở Ninh Ba đụng phải người mạnh nhất. Ông cụ kia chính là lần này một trong trọng tài, Viên Cảnh Phúc. Diệp Thần cảnh giới bây giờ còn mở nguyên cảnh tầng thứ 8 đỉnh cấp, mặc dù nhanh muốn đột phá khí động cảnh, nhưng là gặp phải chân chính khí động cảnh cường giả vẫn là quá sức. Ba vị ông già nhìn một cái Diệp Thần, thần sắc bình thản, sau đó ở sắp đến gần đài võ đạo thời điểm, dưới chân kình khí ngưng tụ. Trực tiếp nhảy đến ước chừng 3 mét trên đài võ đạo. Vô cùng ung dung. Cao thủ chân chính. Chỉ một ngón này, vô số võ giả vỗ tay khen hay. Viên Cảnh Phúc tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn đầy một tia lãnh ý, tay phải giơ cao, 5 ngón tay bỗng nhiên khép lại. Dưới đài ngay tức thì yên lặng. Yên lặng như tờ. Cường giả uy áp, ai dám đắc tội. Kẻ hèn Viên Cảnh Phúc, thành tựu lần này đài võ đạo một trong trọng tài. Tất nhiên lực cầu công chính, duy trì trật tự, hết thảy điểm đến thì ngưng. Nếu có người phá xấu xa đài võ đạo thăng bằng, bỏ mặc thân phận gì, theo giết không lầm. Còn lại hai ông cụ cũng nói lời tương tự. Kim Lãnh Nhạn gặp Diệp Thần cau mày, liền giải thích đây là đài võ đạo quy củ, phía trên ba người là lần này đài võ đạo ba vị trọng tài, theo thứ tự là Viên Cảnh Phúc, Vương Chí Tân, Ô Hạng Minh, đáng một nói là... Ba người đều tiến vào Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 500. Viên Cảnh Phúc Viên lão đáng sợ nhất, đã từng tiến vào qua Tông Sư bảng trước 400 tên, còn như bây giờ cái gì hạng, không người biết,
có người nói hắn đã tiến vào trước 300, cũng có người nói hắn bị thương, rớt ra 400 ra ngoài. Nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu chính là Viên lão là tỉnh Chiết Giang Hiệp hội Võ đạo Phó hội trưởng. Tỉnh Chiết Giang Hiệp hội Võ đạo mấy chữ này sau lưng ẩn chứa ý nghĩa quá lớn, dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang không có nhiều ít gia tộc và thế lực dám đắc tội. Chờ một hồi nếu như có cơ hội, người tận lực lấy lòng một chút người này, chỉ ít lễ phép chút, người này chủ quan nhân tố đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn là thứ gì, ta dựa vào cái gì muốn lấy lòng. Kim Lãnh Nhạn nghe được câu này, sợ thiếu chút nữa muốn che Diệp Thần miệng. Nếu như lời này bị Viên Cảnh Phúc nghe được, Diệp Thần nhất định chính là tự tìm cái chết. Còn có cái đó Ô Hạng Minh người vậy chú ý một ít, Ô gia là tỉnh Chiết Giang võ đạo gia tộc, nội tình rất mạnh, nếu là ngươi biết người này là tốt, nếu như người này muốn bảo vệ ngươi, vậy Trần Bảo Quốc cũng không dám động ngươi. Kim Lãnh Nhạn vốn định nói nhiều một ít, trên đài võ đạo tiếng chuông vang lên. Viên Cảnh Phúc uy nghiêm thanh âm vang lên, Diệp Thần, Trần Bảo Quốc, mời lên lôi đài. Một giây kế tiếp, Trần Bảo Quốc liền một bước ra, đi tới trên lôi đài. Dưới đài nhất thời một hồi khen ngợi. Trần Tông Sư, uy vũ. Trần Tông Sư, chém chết vị kia Diệp gia phế vật. Sau đó, Diệp Thần cũng là đi tới trên đài võ đạo. Nháy mắt tức thì, khắp nơi đều là hít hà, thậm chí có người bắt đầu đối với Diệp Thần vô tình giễu cợt. Loại rác dưới này làm sao cũng phối hợp và Trần Tông Sư cùng nhau đạp lên đài võ đạo. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Phỏng đoán người ta muốn trước khi chết lửa một cái, lên đài võ đạo, bỏ mặc sống chết, cũng đáng giá. Ha ha, đầu năm nay loại này tự tìm cái chết pháp, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngay tại đám người các loại chửi rủa thời điểm, Ô Hạng Minh con ngươi nhìn lướt qua mọi người, om sòm. Nếu ai nói nhảm nữa một câu, trực tiếp tru diệt. Đám người hoàn toàn an tĩnh. Ô Hạng Minh lấy ra hai phần sống chết hiệp nghị để cho Diệp Thần và Trần Bảo Quốc ký tên, vẽ dấu tay. Trên đài võ đạo, sống chết không cách nào dự đoán, hết thảy điểm đến thì ngưng, nếu như vô tình thương vong, cũng không nên còn nữa cửu hận. Ô Hạng Minh nói, cảm ơn Ô Tông Sư cực khổ. Trần Bảo Quốc hướng Ô Hạng Minh chắp tay nói, nụ cười khá là nịnh hót. Ô Hạng Minh không để ý đến, nhìn một cái không nhúc nhích Diệp Thần, thở dài một hơi, trực tiếp về đến mình trên lôi đài. Một giây kế tiếp, tiếng chuông vang lên. Đài võ đạo, chính thức bắt đầu. Trần Bảo Quốc nhìn về phía Diệp Thần, con người tràn đầy tia máu và tức giận, con ta cháu như thế nào đắc tội ngươi, muốn thống hạ sát thủ. Diệp Thần ngẩng đầu lên, lãnh đạm liếc một cái Trần Bảo Quốc, đây là bọn họ tự tìm, vừa vặn, hôm nay ta đem ngươi tru diệt, Ninh Ba Trần gia là được là lịch sử. Nghe được câu này, không chỉ Trần Bảo Quốc cười, dưới đài tất cả mọi người đều cười. Đây rõ ràng là một bên ngã kết cục, Diệp Thần lại còn huênh hoang muốn chém giết Trần Bảo Quốc. Cái này mẹ hắn chưa tỉnh ngủ đi. Kim Lãnh Nhạn không khỏi lắc đầu một cái này Diệp Thần chết đến nơi rồi lại còn nói mạnh miệng. Trần Bảo Quốc nụ cười đọng lại, sát cơ lạnh như băng phóng thích, vậy sẽ phải xem ngươi có không có năng lực này, ta ngược lại là phải xem Diệp Thiên Chính con chó kia sinh xảy ra điều gì dạng chó loại. Lời nói rơi xuống, Trần Bảo Quốc động. Hắn trong mắt hàn mang đại thịnh, ngay tức thì, kinh khí cuồn cuộn lưu động, quanh thân khí thế thả ra. Cực kỳ cường thế. Biệt ly 10 năm, Trần Tông Sư chỉ một khởi thế giống như này khủng bố. Thằng nhóc này một chiêu hẳn phải chết. Dưới đài, có người dám khái nói. Cảm nhận được cổ khí thế kia, Diệp Thần khẽ cau mày, Trần Bảo Quốc thực lực so tưởng tượng mạnh hơn lên mấy phần. Cho ta chết. Trần Bảo Quốc một tiếng giống giận, quyền phong gào thét, hổ hổ sinh uy, trực tiếp hướng Diệp Thần mặt đập tới. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Diệp Thần phản ứng thời gian. Hắn biết Diệp Thần thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay quả quyết, cho nên phải một kích giết chết. Quyền mưa đầy trời, Trần Bảo Quốc lại là đem đài võ đạo bụi đất không ngừng cuốn lên. Khí thế bừng bừng. Mắt xem một quyền này thì phải đập phải Diệp Thần trên mình, Diệp Thần con ngươi híp lại, né người sang một bên, tránh ra một quyền này. Trần Bảo Quốc trong lòng tức giận không thôi, bước chân một chuyển, lại là một quyền đập xuống. Nhưng là Diệp Thần mỗi lần cũng có thể dễ như trở bàn tay né tránh.
nhìn như giống như đang trêu Trần Bảo Quốc vậy. Dưới sàn vốn là tiếng trợ uy, dần dần nhẹ xuống, tất cả mọi người trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Trần Bảo Quốc đối với thằng nhóc này, lại có thể không có một kích giết chết. Ngược lại còn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Ngươi cái phế vật này, có bản lãnh liền chớ núp. Trần Bảo Quốc trong lòng tức giận liền liền, mặt lộ dữ tợn. Diệp Thần thân pháp chân thực quá quỷ dị, hắn thậm chí liền người này quần áo vậy không đụng tới. Con mẹ nó, thật bực bội. Ta chỉ bất quá muốn xem cái gọi là Trần Gia Tông sư có bao nhiêu rác dưới, bây giờ nhìn lại, không cần lại tiếp tục xem. Diệp Thần lại nữa né tránh, tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên phát lực. Một giây kế tiếp, lại đón Trần Bảo Quốc đi. Quả đấm nắm chặt, một cổ nhọn sức lực phong gào thét, không khí vang lên trầm thấp xé thanh, sát cơ lạnh như băng hoàn toàn bùng nổ. Trần Bảo Quốc cười lạnh một tiếng, giống vậy một quyền bùng nổ. Một quyền này, mạnh mẽ kình khí trực tiếp xé quần áo hắn. Uy thế dọa người. Kình khí phá y, Trần Tông Sư vậy quá trâu đi. Thằng nhóc kia lại dám và Trần Bảo Quốc cứng đối cứng, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ninh Ba Diệp gia vô hậu. Ha ha! Loại phế vật này gia tộc, định trước bị đào thải. Thấy Diệp Thần và Trần Bảo Quốc chính diện giao phong, đám người một mảnh xôn xao. Dưới đài ứng kình con người cực kỳ nghiêm túc, chỉ cần Diệp Thần một xảy ra vấn đề, hắn tất nhiên liền lên đài, không để ý hết thảy ngăn trở cứu Diệp Thần. Đà ra sau lưng Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên cũng là kình khí cuộn sạch, sát ý lạnh như băng bao trùm toàn trường. Chỉ cần có hắn ở đây, không có ai có thể động điện chủ. Không có ai. Bành. Rốt cuộc, trên đài võ đạo, hai quyền bỗng nhiên va chạm. Phát ra nặng nề phá sập thanh. Trần Bảo Quốc mặt dữ tợn bàng đột nhiên biến sắc. Hắn cảm giác một cổ cực mạnh sóng biển đánh thẳng tới. Cánh tay truyền đến ngàn cân lực phản chấn. Không nhịn được để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao có thể? Nếu như không phải là hắn dùng bí pháp tháo xuống một ít lực lượng, không chừng toàn bộ tay cũng phải phế. Nhưng là vậy cổ khí lãng xa xa không có dừng lại, Trần Bảo Quốc cảm giác được huyết khí dâng trào, một giây kế tiếp, cả người lại lật mấy mét. Mắt xem thì phải rơi xuống đài võ đạo, Trần Bảo Quốc đổi quyền thành chảo, bấu vào đài võ đạo bên dọc theo hòn đá trên, lực lượng bùng nổ, như báo săn mồi vậy, lật đi lên, lần nữa cùng Diệp Thần mặt đối mặt. Giờ khắc này, cả thế giới rơi vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tin. Một quyền dưới, bước vào cổ võ giới mấy chục năm Trần Bảo Quốc lại có thể suýt nữa liền đánh bại. Kim Lãnh Nhạn bối rối. Ứng kình đầu óc trống rỗng, nắm văn kiện tay tất cả đều là mồ hôi. Mũ lưỡi chai xuống Diệp Lăng Thiên khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười. Điện chủ cuối cùng là điện chủ. Hắn cho tới bây giờ không có nhìn lầm hơn người. Nháy mắt tức thì, đám người kịp phản ứng, xôn xao một mảnh. Diệp Thần một quyền không chỉ băng liệt Trần Bảo Quốc lực lượng, càng vỡ nát tại chỗ những cái kia võ giả đối với Diệp Thần nhận biết. Mấu chốt Diệp Thần mới tới tuổi 20 à. Trên đài võ đạo Trần Bảo Quốc sắc mặt ảm đạm, trong mắt cơ hồ máu đỏ. Trên cổ hắn nổi gân xanh, như sói đói vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đây là ngươi ép ta. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn sử dụng một chiêu kia, nhưng là dưới mắt không có cách nào, coi như bỏ ra giá thê thảm, ta cũng phải đem ngươi tự tay chu diệt. Trần Bảo Quốc âm u cười. Mười mấy năm trước, ta đạt được một bản quan hệ đến tu luyện võ, không chút do dự lựa chọn ở Vũ Di Sơn bế quan, bây giờ, cũng nên để cho nó hiển lộ thế gian lúc. Lời nói rơi xuống, một cổ cực mạnh hơi thở từ Trần Bảo Quốc trong cơ thể xông ra. Sát ý ùn ùn kéo đến, khí thế sôi sục. Xa xa Tưởng Nguyên Lễ và Viên Cảnh Phúc mặt liền biến sắc, đây không phải là cổ võ giới võ. Diệp Thần tự nhiên cũng là phát hiện, hơn nữa hắn so tất cả mọi người tại chỗ đều biết vũ kỹ này từ đâu tới. Đây là người tu luyện võ, hơn nữa phẩm cấp không kém. Hắn vậy rốt cuộc rõ ràng Trần Bảo Quốc mới vừa rồi lời nói ý, bởi vì là cổ võ giả và người tu luyện hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đan điền yếu ớt, một khi thi triển loại vũ kỹ này, tất nhiên sẽ đối với mình ngũ tạng lục phủ tạo thành cực lớn tổn thương. Phá thiên lôi ma trưởng. Trần Bảo Quốc cả người gầm thét, cả người nhảy lên thật cao. Một kích mạnh nhất ngay tức thì bùng nổ.
Động đất lớn, nhất thời cuốn lên một hồi cuồng phong. Chung quanh từ trường vào giờ khắc này hoàn toàn rối loạn. Thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Bởi vì là một trường này lại có thể dẫn động dị tượng. Một khi bị đập trúng, Diệp Thần có thể liền thi thể nguyên vẹn cũng không có. Nháy mắt tức thì, Trần Bảo Quốc bàn tay tựa như mở rộng không chỉ gấp mấy lần. Từ trên trời hạ xuống. Lại là hiện lên một tia ánh sáng. Diệp Thần, người hẳn phải chết. Diệp Thần ngẩng đầu lên, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, người một chiêu này, ta thấy qua không dưới trăm lần. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trên mình cuốn lên một hồi ngút trời sát ý, đan điền chân khí phun trào, một cước đạp xuống. Đài võ đạo xuất hiện một đạo sâu đầm lõm xuống. Đáng chết là ngươi. Bành. Nháy mắt tức thì, toàn bộ đài võ đạo chấn động. To lớn một ngạt tiếng vang triệt trời đất. Bụi đất cuồn cuộn, cả thế giới vào giờ khắc này tựa như che khuất bầu trời. Không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người nín thở, không biết trên đài võ đạo chuyện gì xảy ra. Khẩn trương đến trình độ cao nhất. Diệp Thần tên kia, hẳn liền thi thể cũng bị mất đi. Xa xa Sở Thục Nhiên thanh âm run rẩy nói. Nàng rất rõ ràng, bỏ mặc Diệp Thần có hay không sống sót, đều không phải là nàng Sở gia có thể chọc. À! Một tiếng già nua tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó cả người là máu Trần Bảo Quốc té bay ra ngoài, hung hãn nện ở đài võ đạo một góc cột đá trên. Cột đá tại chỗ đập gãy, truyền tới một tiếng vang thật lớn. Giờ khắc này, đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trần Bảo Quốc lại có thể thua, hơn nữa thua vô cùng hoàn toàn. Ngay tại lúc này, bụi mù dần dần tản đi, một đạo ngạo nghễ hậu thế chàng trai bóng người xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Chàng trai hai tay chắp sau lưng, con người lạnh lùng, cả người tựa như đều có loại bao trùm vũ trụ trên, nhìn xuống chúng sanh khí phách. Không chút tổn hao nào. Bất thình lình hình ảnh, thật là giống như là vô hình quả đấm, đem tất cả mọi người tại chỗ tim đều phải đánh chia năm xẻ bảy. Hai chiêu. Trên đài võ đạo, Diệp Thần chỉ ra liền hai chiêu. Một chiêu thiếu chút nữa đem Trần Bảo Quốc đánh xuống đài võ đạo. Khác một chiêu, trực tiếp đem Trần Bảo Quốc đánh cơ hồ gần chết. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt à? Kim Lãnh Nhạn đầu óc trống rỗng, ngực không ngừng run rẩy. Nàng nghĩ tới vô số kết cục, chính là chưa từng nghĩ Diệp Thần có thể lấy nghiền ép như vậy thế đánh bại một đại tông sư Trần Bảo Quốc. Diệp Thần coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không khả năng như vậy nghịch thiên a. Ngồi ở bên cạnh Kim Phụ năm ngón tay hung hãn nắm cái ghế. Tay vịn của cái ghế trực tiếp hóa là mặt gỗ, hắn tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài võ đạo người thanh niên kia, đáy lòng lại sinh ra một chút sợ hãi. Nếu như hắn đứng ở trên đài và Trần Bảo Quốc đánh một trận, ở đối phương thi triển cái loại đó vũ kỹ dưới tình huống, hắn có thể sống sao? Căn bản không có thể. Lãnh Nhạn, lần này, là ta nhìn lầm. Hồi lâu, Kim Phụ thở dài một cái, cả người tựa như già nua mười mấy tuổi. Trên đài võ đạo, Diệp Thần hướng Trần Bảo Quốc đi tới, hắn không thể nào để cho uy hiếp như vậy người còn sống. Trong tay hắn ngưng tụ chân khí, vừa mới chuẩn bị ra tay, một tiếng giày chi tiếng vang lên. Điểm đến thì ngưng, không được giết người. Chính là Viên Cảnh Phúc. Viên Cảnh Phúc đã đáp ứng Trần Bảo Quốc, sẽ không để cho hắn chết, lúc này tự nhiên muốn đứng ra. Diệp Thần nhìn phía sau cướp được ý định giết người. Vội vàng lui về phía sau, Viên Cảnh Phúc vì ngăn cản mình, lại có thể động sát chiêu. Hèn hạ. Giờ khắc này, Diệp Thần hoàn toàn nổi giận. Đường đường tỉnh Chiết Giang Hiệp hội võ đạo phó hội trưởng lại có thể làm ra loại chuyện này. Trước còn luôn miệng nói trước công bằng. Công bằng cái dám. Nếu như thua là hắn, Trần Bảo Quốc động thủ, cái này Viên Cảnh Phúc còn biết đứng ra sao? Căn bản sẽ không. Diệp Thần nổi lên sát tâm. Ngày hôm nay cái này đài võ đạo, không chỉ Trần Bảo Quốc đừng muốn sống đi xuống. Hắn Viên Cảnh Phúc cũng đừng nghĩ sống rời đi. Ngay tại Diệp Thần lui về phía sau thời điểm, dưới đài Tưởng Nguyên Lễ con ngươi đông lại một cái, hắn biết đây là chém chết Diệp Thần cơ hội tốt nhất. Hắn lúc ấy thì nghĩ xong chuẩn bị chọn phương án, nếu như Trần Bảo Quốc không địch lại, hắn ngay tại thời điểm mấu chốt đánh lén. Cho nên xem cuộc chiến vị trí vô hạn đến gần Diệp Thần. Giờ phút này,
Không do dự nữa, tưởng nguyên lực trên mình cuốn lên một hồi ngút trời sát ý, kinh khí ngưng tụ vào tay phải, một nhảy đến trên đài, hướng Diệp Thần đi. Hết thảy các thứ này phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, Diệp Lăng Thiên và Ứng Kình cũng không có phản ứng kịp. Coi như kịp phản ứng, muốn ngăn lại hai vị tông sư căn bản không có thể. Ai có thể nghĩ tới đài võ đạo thắng bại đã xuất, còn sẽ có người phá xấu xa quy tắc, trực tiếp động thủ. Diệp Thần sống chết chỉ ở thời gian vừa niệm. Diệp Thần không để ý tới sau lưng Tưởng Nguyên Lễ, đan điền chân khí lao nhanh ra, một quyền đập về phía trước mặt Viên Cảnh Phúc. Mặc dù ngăn trở lại Viên Cảnh Phúc thế công, nhưng là huyết khí dâng trào. Không chỉ như vậy, Tưởng Nguyên Lễ sau lưng một trường đột nhiên tấn công tới, hắn căn bản không có cơ hội tránh. Chỉ có thể gắng gượng chịu đựng tới. Bành! Hắn thân thể lảo đảo một cái, khạc ra một búng máu, trong mắt tràn đầy vô tận tức giận. Hắn cố nén đau đớn trên người, màu đỏ sát khí quấn quanh toàn thân, đan điền chân khí bùng nổ, cả người tung người nhảy lên, mang cực kỳ sát ý mạnh mẽ. Ra chân, rơi xuống. Nhìn như động tác đơn giản, nhưng sinh ra vô cùng lực lượng mạnh. Tưởng Nguyên Lễ căn bản không nghĩ tới mình một kích dưới, Diệp Thần còn biết phản kích, chỉ có thể chật vật ứng chiến. Bành! Diệp Thần một cước đập vào Tưởng Nguyên Lễ ngăn trở trên cánh tay. Tưởng Nguyên Lễ cả người lui về sau 10 bước không dứt, cường đại lực phản chấn để cho hắn cảm giác cánh tay cũng tê dại. Hắn mới vừa đứng vững thân thể, một cái bóng đen đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Diệp Thần. Làm sao có thể, tên này bị ta trọng thương dưới tình huống, lại còn có tốc độ như thế. Diệp Thần một móng bấu vào Tưởng Nguyên Lễ bả vai trên, gắng gượng xuyên thấu. Sau đó chân khí cuộn sạch, sau đó bùng nổ. Tưởng Nguyên Lễ trực tiếp bị Diệp Thần giơ lên, hung hãn đập xuống đất. Bành! Đài võ đạo truyền tới một tiếng vang thật lớn. Tưởng Nguyên Lễ con người đều là kinh hoàng, mới vừa rồi hắn bản muốn phản kháng, nhưng là ai có thể nghĩ tới một cổ vô hình khí lưu bao quanh hắn, để cho hắn căn bản không có thể nhúc nhích đánh. Thằng nhóc này chẳng lẽ là ma quỷ sao? Tưởng Nguyên Lễ vừa định chọi người lên, Diệp Thần một cước hung hăng nâng lên, sau đó chợt đè xuống. Rắc rắc, một tiếng, Tưởng Nguyên Lễ chống đỡ tay phải lại gãy xương. À! Tưởng Nguyên Lễ cả người đau kêu lên. Hắn cơ hồ muốn ngất đi, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Vậy tràn đầy tia máu trong mắt chỉ có sợ hãi. Vô tận sợ hãi. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong mắt sửng dưng, cái này chỉ bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi, kêu gì? Dứt lời, Diệp Thần chân phải lần nữa ép xuống. Mang theo lực 5 tấn. Ken két ca. Tưởng Nguyên Lễ cảm giác được một cổ lực lượng xuyên thấu thân thể, hắn cả người xương cốt toàn bộ gãy lìa. Vô cùng chói tai. Sống không bằng chết. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trực tiếp bóp lại Tưởng Nguyên Lễ cổ, gắng gượng xách lên. Ngươi không nên dây vào ta, thật không nên. Ninh Ba võ đạo gia tộc, Tưởng gia. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, Tưởng gia thì biết vĩnh viễn biến mất ở Ninh Ba lịch sử. Diệp Thần mới vừa dự định động thủ, Viên Cảnh Phúc lạnh như băng uy hiếp chi tiếng vang lên, ngươi nếu dám tổn thương người vô tội, ta định đem ngươi tru diệt. Vô tội! Diệp Thần cười. Sau đó một tiếng tức giận vang khắp toàn bộ đài võ đạo, ngươi lại là thứ gì? Ta Diệp Thần muốn giết người, ngươi có cái gì tư cách ngăn trở? Một giây kế tiếp, Diệp Thần cánh tay run một cái, Tưởng Nguyên Lễ cả người bay rớt ra ngoài, đập gãy đài võ đạo khác một cây cột đá. Thân thể cơ hồ xé. Máu thịt mơ hồ. Ninh Ba một đại tông sư Tưởng Nguyên Lễ, tại chỗ chết. Hoa Hạ tông sư bảng thứ 514 tên, đổi chủ. Nhưng là Diệp Thần viễn không có kết thúc, hắn lạnh như băng con người rơi vào đang thở dốc Trần Bảo Quốc trên mình. Trần Bảo Quốc thân thể ngay tức thì cứng ngắc, một cổ vô hình ý định giết người tựa như đem hắn phong tỏa. Sợ hãi tràn đầy hắn trong lòng. Trần Bảo Quốc vội vàng nhìn về phía Viên Cảnh Phúc, chật vật đưa tay ra, Viên lão, cứu ta, ngươi ngày hôm qua nhưng mà đáp ứng ta à? Viên Cảnh Phúc gật đầu một cái, có ta ở đây, người bất kỳ cũng đừng nghĩ giết ngươi. Nghe được câu này, Trần Bảo Quốc thở ra một hơi, một giây kế tiếp, một đạo đao gió trực tiếp phá không tới. Hắn con người phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cái đó lãnh ngạo chàng trai.
Chàng trai khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh như băng. Như ma quỷ. Như tử thần. Hắn ở một khắc cuối cùng muốn che mình cổ, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn đầu lâu trực tiếp lăn xuống, lăn đến Viên Cảnh Phúc bên chân. Nhìn thấy mà giật mình. Viên Cảnh Phúc mặt hoàn toàn tối. Đánh mặt. Trần Chuồng đánh mặt. Hắn trước một giây bảo đảm, sau một giây, lại có người trực tiếp chém chết. Giờ khắc này, yên tĩnh. Dưới đài võ đạo hoàn toàn rơi vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người tựa như gặp quỷ vậy, ai có thể nghĩ tới Diệp Thần không chỉ chém giết Trần Bảo Quốc. Lại là liền Tưởng Gia Tưởng Nguyên Lễ cũng giết. Một phút không tới, chém chết hai vị Ninh Ba cao cấp tông sư, thằng nhóc này điên rồi. Những thứ này cũng không trọng yếu chính là Diệp Thần lại ngay trước tỉnh Chiết Giang Hiệp hội võ đạo Viên Cảnh Phúc giết người à. Đây không phải là tương đương với hung hăng rút ra đối phương mặt sao? Ừng ực, tất cả mọi người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. 5 năm trước, Ninh Ba Diệp gia bị người tiêu diệt, Diệp gia từ đây lâm vào là Ninh Ba người trò cười. 5 năm sau đó, biến mất Diệp gia thiếu niên trở về, lại là ở đài võ đạo, liên tục chém giết hai vị tông sư. Ngăn cơn sóng dữ. Nếu như hôm nay Diệp Thần không chết. Vậy Ninh Ba còn cần gì tứ đại gia tộc, còn cần gì võ đạo gia tộc? Chỉ cần một cái Diệp gia, liền đủ rồi. Chuyện hôm nay đủ để tái nhập Ninh Ba sử sách, đừng nói khiếp sợ Ninh Ba, liền tỉnh Chiết Giang bên kia cũng biết sợ quá sức. Dưới đài vậy mang mũ lưỡi chai Diệp Lăng Thiên nắm chặt quả đấm dần dần buông, hắn hốc mắt có chút ửng đỏ. Hắn biết, có lẽ ngày mới bắt đầu, điện chủ thì phải quật khởi. Tỉnh Chiết Giang. Thậm chí còn Hoa Hạ thế cục cũng phải cải biến. Chu Phúc Lộc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nghiêng đầu, đối với Chu Chính Đức nói, ba, xem ra mắt ta giới vẫn là quá hẹp, nếu như không phải là ngươi kịp thời hướng Diệp tiên sinh lấy lòng, có lẽ cái này một chiếc bánh xe lớn chúng ta Chu gia vĩnh viễn không lên được. Chu Chính Đức tròng mắt híp lại, tầm mắt từ Diệp Thần chuyển tới Viên Cảnh Phúc trên mình, Phúc Lộc, tiếp theo sự việc mới là mấu chốt, đắc tội Viên Cảnh Phúc. Tương đương với đắc tội tỉnh Chiết Giang Hiệp hội võ đạo, Diệp tiên sinh vận mệnh kham yêu à, hắn mặc dù có thể chém chết Trần Bảo Quốc và Tưởng Nguyên Lễ, nhưng là nếu như đối với Viên Cảnh Phúc, à, hết thảy xem tạo hóa. Trên đài võ đạo, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Viên Cảnh Phúc thành tựu tỉnh Chiết Giang Hiệp hội võ đạo phó hội trưởng, đã từng Hoa Hạ tông sư bảng trước 400 tồn tại, ai dám không cho hắn mặt mũi. Tỉnh Chiết Giang rất nhiều nhân vật lớn đều phải rất cung kính kêu hắn một tiếng viên lão. Nhưng là trước mắt thằng nhóc này không chỉ mắng hắn đồ. Còn ngay hắn mặt giết người hắn. Một cổ vô hình tức giận ở Viên Cảnh Phúc trên mình chất chứa. Thì phải bùng nổ. Chân hắn bước đạp một cái, đài võ đạo khẽ chấn động, vô số bụi đất nâng lên, một cổ cực mạnh ý định giết người hướng Diệp Thần bao phủ đi. Thằng nhóc, rõ ràng đã thành định cục. Vì sao còn phải thống hạ sát thủ? Ngươi chẳng lẽ đem ta nói làm bên tai phong sao? Viên Cảnh Phúc thanh âm mang một tia dùng mình, đài võ đạo danh giới người cũng không nhịn được phát run. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cười nói, ngươi là thứ gì, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Ngươi hỏi ta là ai? Viên Cảnh Phúc cười lạnh một tiếng, ta là lần này đài võ đạo trọng tài, lại là tỉnh Chiết Giang Hiệp hội võ đạo phó hội trưởng. Ngươi nói có đủ hay không tư cách? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua đối phương, vũ điệu hiệp hội. Ngươi ngược lại là mặc cái vớ nhảy cái ba lê vũ xem. Xì, có chút cô gái nghe được câu này trực tiếp bật cười, những người bên cạnh liền vội vàng che miệng. Dưới sàn tất cả mọi người nghe được câu này không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Diệp Thần cũng quá dám nói liền đi. Liền Viên Cảnh Phúc cũng dám nhục mạ. Thậm chí liền tỉnh Chiết Giang Hiệp hội võ đạo vậy mắng tiến vào. Đây là đang muốn chết sao? Đắc tội tỉnh Chiết Giang Hiệp hội võ đạo thì chẳng khác nào đắc tội toàn bộ tỉnh Chiết Giang tông sư à? Đây không phải là gắng gượng đem mình ép vào tuyệt lộ sao? Ngươi! Viên Cảnh Phúc đáy lòng áp chế tức giận lại cũng không khống chế nổi. Đột nhiên, đài võ đạo vét sạch một cổ vô hình đợt khí, để cho Diệp Thần thân hình một lần. Viên Cảnh Phúc bước chân sinh liên, thoáng qua liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, mới vừa phải ra tay, một cái bóng đen hướng đài võ đạo cướp tới. Vững vàng rơi vào Diệp Thần và Viên Cảnh Phúc ở giữa.
Viên tông sư, ngươi nhưng mà tỉnh Chiết Giang uy danh hiển hách tông sư, lại là lần này đài võ đạo trọng tài, tại sao có thể đối với một tên tiểu bối ra tay đâu? Nói chuyện chính là Ô Hạng Minh, lần này một trong trọng tài. Sau lưng lại là đứng tỉnh Chiết Giang võ đạo gia tộc Ô gia. Viên Cảnh Phúc nhướng mày một cái, giọng có chút không vui, Ô tông sư, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra người này lạm sát kẻ vô tội sao? Không chỉ như vậy, người này còn đối với trọng tài đại bất kính, theo lý chu diệt. Ô Hạng Minh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, Viên tông sư, thứ nhất, trên đài võ đạo, vị này tiểu huynh đệ chém chết Trần Bảo Quốc, phù hợp quy củ, đây là ký qua hiệp nghị, mặc dù thủ đoạn có hơi quá, nhưng là vậy phù hợp đài võ đạo quy củ. Thứ hai, Tưởng Nguyên Lễ âm thầm ra tay, phá hư quy củ, vốn là đáng chết. Coi như vị này tiểu huynh đệ không giết, ta Ô Hạng Minh vậy sẽ xuất thủ. Thứ ba, Viên tông sư ngươi thành tựu trọng tài, vì sao ở trên đài võ đạo âm thầm ra tay, chân chính xấu xa quy củ hẳn là ngươi đi. Tất cả mọi người tại chỗ cũng kiêng kỵ Viên Cảnh Phúc, nhưng hắn Ô Hạng Minh không kiêng kỵ. Viên Cảnh Phúc sắc mặt biến thành đen, Ô Hạng Minh, ngươi đây là ý gì? Ngươi đang chất vấn ta sao? Ngươi lấy là ngươi có thể đại biểu phía sau ngươi Ô gia sao? Ô Hạng Minh hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Viên Cảnh Phúc tiếp tục nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi cố ý muốn đảm bảo cái thằng nhóc này, chuyện này ta cũng nên và hội trưởng nói một chút. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng, người này và ngươi Ô gia không có bất luận quan hệ gì, ngươi không cần phải đảm bảo hắn, ta giết hắn thì như thế nào? Ô Hạng Minh nghe được hội trưởng hai chữ, trong mắt sinh ra một chút do dự. Hắn nhìn thấu Diệp Thần trên người thiên phú, thật không hy vọng Diệp Thần thật sớm chết hiểu. Hơn nữa Viên Cảnh Phúc hành vi chân thực thật là quá đáng. Suy nghĩ sâu xa mấy giây, Ô Hạng Minh khẽ cắn răng, nghiêm túc nói, ai nói người này và Ô gia không liên quan. Hắn xoay người nhìn về phía Diệp Thần, nói, Diệp Thần, người có thể nguyện ý gia nhập ta tỉnh Chiết Giang Ô gia. Lời này vừa nói ra, không chỉ Viên Cảnh Phúc giật mình, dưới đài tất cả mọi người đều bối rối. Một giây kế tiếp, vô số đạo hâm mộ và ánh mắt ghen tị hướng Diệp Thần đi. Ô gia ở tỉnh Chiết Giang nhưng mà võ đạo thế gia. Chừng ngàn năm lịch sử. Nội tình cực kỳ đáng sợ. Tại Minh Thanh thời kỳ, Ô gia lại là Hoa Hạ đệ nhất gia tộc. Mặc dù đến hiện đại dần dần sa sút, nhưng là không ảnh hưởng hắn ngạo mạn à. Ô lão thái gia lại là Hoa Hạ cao cấp tông sư một trong. Loại gia tộc này ném tới cảnh ô lưu một khi tiếp, Diệp Thần tất nhiên một bước lên trời à. Dưới đài Sở Thục Nhiên sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn Diệp Thần bóng người, vô cùng hối hận. Nếu như nàng ban đầu đón nhận Diệp Thần, hết thảy sẽ đem có biến hóa long trời lỡ đất. Sở gia có Ô gia làm núi dựa, vậy tất nhiên một bước lên đỉnh à. Nhưng là cái thế giới này không có thuốc hối hận. Bót, Sở Thục Nhiên không nhịn được quất mình một cái tát. Ninh Ba võ đạo gia tộc Kim ra bên này, Kim Lãnh Nhạn và Kim Phụ cũng là nhìn nhau, thở dài một hơi. Bọn họ bản dự định Diệp Thần xuống đài thời điểm, liền chủ động và Diệp Thần giao hảo. Bây giờ Diệp Thần có Ô gia, nhất định là coi thường bọn họ Kim gia. Kim Lãnh Nhạn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như ban đầu hội đấu giá, Diệp Thần mang đan dược tới căn hộ thời điểm, nàng nếu như chủ động điểm, và Diệp Thần phát sinh chút gì, vậy cũng tốt. Lấy nàng hấp dẫn hòa mỹ hình dáng, chủ động chinh phục một người đàn ông, bất kỳ người đàn ông đều khó cầm giữ. Nhưng là bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Trên đài võ đạo, Viên Cảnh Phúc không nhịn được mắng, Ô Hạng Minh, ngươi lại muốn đem cái phế vật này thu vào ngươi Ô gia, các người Ô gia rốt cuộc vừa ý hắn điểm nào. Ô Hạng Minh không để ý đến, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi suy tính thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức mang ngươi rời đi, không ai dám động ngươi. Hắn giọng tràn đầy không thể nghi ngờ, ở Ô Hạng Minh xem ra, không có kia kẻ ngu sẽ cự tuyệt cái này thiên đại cơ hội. Nhưng là, ngay tại một giây kế tiếp, Diệp Thần mở miệng nói, thật xin lỗi, ta không cần. Ô Hạng Minh ngẩn ra, lấy là mình nghe lầm, ngươi mới vừa nói cái gì. Ta không cần. Vì vậy Diệp Thần lại lặp lại một lần, hắn sẽ không tiếp nhận bất kỳ thế lực nào mời, hắn ngày hôm nay muốn làm chính là chém chết Viên Cảnh Phúc. Người này đối với hắn đã sinh ra uy hiếp, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi đài võ đạo.
Dưới đài võ đạo yên tĩnh ngắn ngủi một giây kế tiếp trực tiếp nổ tung. Diệp Thần là ngu sao? Lại có thể cự tuyệt Ô Gia? Bao nhiêu người võ giả cả đời mơ ước à, hắn lại có thể liền không chút do dự cự tuyệt. Tạm không nói, cự tuyệt Ô Gia, sẽ mất đi nhiều ít tăng lên cơ hội. Chỉ một bây giờ, Diệp Thần không có Ô Gia, Viên Cảnh Phúc thì biết không cố kỵ chút nào gây khó khăn à. Diệp Thần hành động này là gắng gượng đem mình đưa vào tuyệt lộ à. Người điên, kẻ ngu, Diệp Thần xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Bực này với tự tay tống táng mình vận mệnh à. Ô Hạng Minh sắc mặt rất là khó chịu, hắn sệ mặt xuống mặt tới yêu cầu Diệp Thần, không phải là xem ở Diệp Thần thiên phú trên. Nhưng là Diệp Thần mình không quý trọng, còn giả thanh cao, vậy thì không trách được hắn. Võ đạo một đường, loại này tự cho là đúng tồn tại, đến lượt bị đào thải. Ô Hạng Minh một phất ống tay áo, trực tiếp hướng dưới đài võ đạo đi tới, thanh âm lạnh như băng vang lên. Nếu ngươi lỗi do tự mình gánh, vậy mạng của ngươi, chính ngươi phụ trách. Hiển nhiên là đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần hoàn toàn không để ý tới ánh mắt chung quanh, ngược lại đem hai tròng mắt đưa mắt nhìn ở Viên Cảnh Phúc trên mình, đưa tay ra, chỉ Viên Cảnh Phúc, nói, đài võ đạo, cuộc chiến sinh tử, ngươi Viên Cảnh Phúc có dám tiếp nhận ta Diệp Thần khiêu chiến. Ô Hạng Minh còn đi chưa được mấy bước, nghe được câu này, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hắn hoảng sợ tròng mắt nhìn về phía Diệp Thần. Nghi ngờ. Không rõ ràng. Tên này rốt cuộc đang làm cái gì, Viên Cảnh Phúc không có tới tìm hắn, hắn lại có thể chủ động tự tìm cái chết. Khiêu chiến Viên Cảnh Phúc. Viên Cảnh Phúc thành là tông sư thời điểm, người mẹ hắn còn không có sinh à. Vẫn là cuộc chiến sinh tử. Khẩu khí thật là lớn. Dưới sàn tất cả mọi người đều bối rối, Diệp Lăng Thiên, Chu Chính Đức, Kim Lãnh Nhạn, thậm chí còn Ứng Kình, tất cả mọi người ánh mắt đều phải mau chừng ra ngoài. Hô hấp cũng ở đây Diệp Thần câu nói kia rơi xuống nháy mắt dừng lại. Cái này Diệp Thần vậy quá ngông cuồng đi, cuồng đến lại có thể trực tiếp đi trên họng súng đụng. Viên Cảnh Phúc cái gì tu vi, Diệp Thần cái gì tu vi. Cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt à. Dưới đài Ứng Kình lại là lên tiếng nói, Diệp tiên sinh. Người không nên vọng động à. Bảo vệ tánh mạng muốn chặt à. Diệp Thần không chút nào để ý tới, lạnh như băng con người gắt gao nhìn chằm chằm Viên Cảnh Phúc, nói, Viên Cảnh Phúc, ngươi có dám đánh một trận. Giờ khắc này, Viên Cảnh Phúc cười. Hắn đời này thấy qua vô số phách lối phế vật, nhưng chưa bao giờ gặp qua giống như Diệp Thần như vậy tồn tại. Diệp Thần à Diệp Thần, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Ta xem ngươi là muốn chết vinh quang một ít đi, cũng đúng, chết ở ta Viên Cảnh Phúc trên tay, cũng coi là ngươi cuộc đời này lớn nhất vinh dự. Viên Cảnh Phúc thoại phong đột nhiên một chuyển, cất cao giọng nói, ta Viên Cảnh Phúc, nguyện tiếp đánh một trận. Chém chết ngươi cái phế vật này, ba chiêu đủ. Một giây kế tiếp, một cổ tông sự oai ngưng tụ mà thành, khí tức cường đại để cho dưới đài võ đạo tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Trên đài Diệp Thần ngay tức thì cảm giác một cổ cường đại uy áp hoành xông lên tới, giống như mưa to gió dữ vậy, thậm chí trên đài võ đạo còn có một tia khí tức tử vong bao quanh hắn. Hắn mặc dù chỉ ở khai nguyên cảnh tầng 8, mà đối phương nhưng là khí động cảnh cường giả. Nhưng Diệp Thần chính là muốn cảm thụ một chút cái gọi là cao cấp cường giả thực lực. Hắn muốn xem Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 400 tên rốt cuộc là dạng gì thực lực. Nhóc xác rưởi, chiêu thứ nhất. Coi trọng, ta sẽ để cho ngươi cảm giác được cái gì mới là tuyệt vọng. Chỉ gặp Viên Cảnh Phúc động, tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, như mãnh hổ vậy hướng Diệp Thần nhào tới. Hắn đổi quyền thành chảo, mở toang ra đại hợp, một cổ cực mạnh khí lưu nơi tay chỉ ngưng tụ, tựa như xé không khí. Truyền tới từng cơn không bảo. Mơ hồ bây giờ, dưới đài thậm chí có người thấy được sao hỏa. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Hắn có thể cảm giác rõ rệt Viên Cảnh Phúc uy áp vậy từ trên trời hạ xuống. Nếu như bị đối phương một móng chộp chúng, toàn bộ thân thể cũng biết bị gắng gượng xé. Không do dự nữa, Diệp Thần vận chuyển đan điền chân khí, lạnh a một tiếng, máu viêm trường. Hắn quanh thân ngưng tụ ra một đạo huyết sát và chân khí hội tụ với tay phải trên, bỗng nhiên tuôn ra, hai cổ lực lượng chồng chung một chỗ, đỏ trắng ánh sáng lóe lên.
trưởng phong vạch qua, gắng gượng và viên cảnh phúc đụng vào nhau. Bành! Một tiếng vang thật lớn ở đài võ đạo nổ, cường đại đợt khí hướng bốn phương tám hướng phun trào, hàng trước võ giả vội vàng lui về phía sau. Những cái kia bể liệu cái ghế tại chỗ vỡ vụn. Khủng bố như vậy. Trên đài Diệp Thần chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động, theo bản năng lui về phía sau một bước. Viên cảnh phúc cũng là lui một bước, trong mắt lóe lên lau một cái không thể tin. Mình một kích không chỉ không có chém chết thằng nhóc kia, ngược lại đánh hai người không phân cao thấp. Làm sao có thể? Hắn thậm chí nghe được dưới đài võ đạo tất cả mọi người bàn luận sôi nổi, hắn lão mặt đỏ lên, nổi giận nói chiêu thứ hai. Tiếp theo, lần này, hắn không dám xem thường, trực tiếp khiến cho dùng toàn lực. Viên cảnh phúc bước chân đạp một cái, thân thể trực tiếp nhảy lên thật cao, hai tay đánh ra, phảng phất có hai đạo hư ảnh hướng Diệp Thần đánh tới. Hư ảnh dưới, viên cảnh phúc khí thế đã nhảy lên tới cực điểm. Đang rơi xuống nháy mắt, lại là xuyên thấu hư trưởng, hung hãn hướng Diệp Thần cổ vỗ tới. Đây cũng không phải là hai trưởng, là bốn trưởng. Hơn nữa mỗi một trưởng ẩn chứa lực lượng đủ để đem trước mắt tiểu tử đánh thành một đoàn thịt nát. Trên đài võ đạo, từng cơn nổ vang. Cuồng phong lại là không ngừng cuốn lên. Trong một cái chớp mắt này viên cảnh phúc lực lượng tiêu thăng đến bực nào đến nước. Xa xa Ô Hạng Minh sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, viên cảnh phúc căn bản không có rớt ra tông sư bảng 400 tên, lực lượng này chỉ ít còn muốn tiến về trước dòng giã 50 tên. Không tốt, Diệp Thần chết chắc. Diệp Thần tự nhiên vậy cảm thấy nguy cơ, vận chuyển, hắn thân thể mơ hồ truyền ra một đạo long khiếu. Mới vừa dự định một quyền đánh ra. Hắn trong thân thể đột nhiên truyền đến một giọng nói. Hắn mặt liền biến sắc, ngược lại thu hồi một tia lực lượng. Quay lại thật đơn giản vung ra một quyền. Ung ung. Đảo mắt bây giờ, hai cổ năng lượng giao phong với nhau. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng rời núi lấp biển tới, bản thân liền bị Tưởng Nguyên Lễ ám toán, bị trọng thương, một kích này trực tiếp để cho ngực hắn một im lìm, cổ họng một ngọt, khóe miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần nhưng dâu ria không nhúc nhích, hai chân giống như cắm ở đài võ đạo cốt sắt vậy, ở cuối cùng một tích tắc này, hắn quỷ dị đưa tay ra, tiếp nhận vậy đạo máu tươi. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới Diệp Thần lòng bàn tay nắm một khối đá màu đen. Đá hơi lóe lên ánh sáng, một giây kế tiếp, trong tay hắn máu tươi lại biến mất. Toàn bộ bị đá hấp thu. Thấy một màn này, viên cảnh phúc vui vẻ cười to đứng lên, thằng nhóc. Ngươi lấy cái gì đấu với ta, lại có thể và ta cứng đối cứng, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến chỗ này. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn lấy lui làm tiến, mà không phải là bị lực lượng vô tình nghiền ép. Chiêu thứ ba, ngươi có thể đi địa phủ và ngươi vậy hai cái chết sớm ba mụ gặp mặt. Nghe được câu này, Diệp Thần trong mắt ngay tức thì đổi được vô cùng lạnh như băng. Nghiền ép, tiếp theo ta sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì mới thật sự là nghiền ép. Quyền thứ nhất, Diệp Thần chẳng qua là muốn cảm thụ viên cảnh phúc thực lực. Quyền thứ hai, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng, mặc dù không địch viên cảnh phúc, vậy không phải chật vật như vậy. Chủ yếu nhất trong đầu hắn truyền đến một giọng nói, lại để cho hắn thu hồi một tia lực lượng. Thanh âm này, chính là tới từ vậy trăm tòa mộ bia trong. Không chỉ như vậy, thanh âm kia càng làm cho hắn đem phun ra máu tươi bắn vào trên đá. Giờ phút này, Diệp Thần cảm giác cả thế giới đều giống như dừng lại. Lòng bàn tay hắn đá màu đen xông ra vạn trượng ánh sáng. Hình ảnh một chuyển, đài võ đạo biến mất. Thay vào đó là vậy luân hồi mộ địa. Mà trước mặt hắn chính là một tòa màu đen mộ bia. Dòng dã trăm tòa mộ bia, chỉ có trước mắt mộ bia có biến hóa, chính là sát quyền tông, La Vân Thiên. Mộ bia trên lưu truyền một đạo ánh sáng không ngừng xoay tròn. Phảng phất là một cái chữ viết cổ xưa. Đột nhiên, Diệp Thần phát hiện mộ bia lại nứt ra. Như mạng nhện vậy. Ung ung. Toàn bộ luân hồi mộ địa cũng chấn động lên. Hô hô. Cuồng phong xuyên qua toàn bộ nghĩa địa, phát ra từng trận trầm thấp tiếng rít. Vô cùng chói tai. Phảng phất là có vô tận anh linh đang thút thít. Hoang cổ ý bao quanh Diệp Thần, mặc dù trước mắt không có bất kỳ hình ảnh. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được lúc ấy nơi đây bộc phát kinh khủng dường nào chiến đấu.
núi lở đất mòn, giờ phút này, toàn bộ mộ đất phảng phất đều run rẩy. Bành! Trước mặt mộ bia đột nhiên nứt ra, bởi vì là có một đạo thân ảnh từ bên trong bò ra. Diệp Thần thậm chí có chút rợn cả tóc gáy. Không lâu lắm, đạo thân ảnh kia xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đối phương cả người thanh bào, thân thể lẫm lẫm, một đôi anh mâu bắn hàn tinh, ngực hoành hào phóng, cả người phiêu giật hết sức, lại tựa như thần linh, thậm chí có loại vạn phu khó địch uy thế. Cho dù Diệp Thần rất cuồng, nhưng là ở trước mặt người này, hắn cảm giác mình chính là một chiếc thuyền con, nhỏ bé hết sức. Thậm chí đối phương một cái ý niệm, là có thể đem hắn chém chết. La Vân Thiên, Diệp Thần nuốt nước miếng một cái thử dò xét nói. Người đàn ông vậy lạnh như băng con người bắn về phía Diệp Thần, tự nhủ, ừ. Thằng nhóc này cảnh giới như vậy, làm sao có thể nắm giữ luân hồi mộ địa. Sau đó, hắn nhìn một cái sau lưng mộ bia, gặp đều là ảm đạm, mới thở dài một hơi, ta còn lấy vì thế tử có thể dẫn động trăm vị cường giả, nguyên lai chỉ có ta, không đúng, chẳng lẽ ta La Vân Thiên cũng không như những người này. Hắn cầm chặt quả đấm, trên mặt có chút tức giận, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lắc đầu một cái, à, ta quả thật không bằng vậy còn dư lại người. Người rốt cuộc đang nói cái gì? Diệp Thần kinh ngạc nói. La Vân Thiên lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, hai tay chắp sau lưng, thằng nhóc, nếu ngươi nắm trong tay luân hồi mộ địa, vậy ta La Vân Thiên truyền thừa vậy chưa đến nỗi tiêu tán trần thế. Chỉ bất quá, ngoại giới linh khí quá yếu, ta tồn tại thời gian rất ngắn, tiếp theo, ngươi có thể học được nhiều ít là hơn thiếu đi. Sau đó, La Vân Thiên nhắm mắt lại, nhìn lướt qua trạng huống chung quanh, khóe miệng phác họa một đạo cười nhạt, ngoại giới vậy con kiến hôi, lại liền luân hồi mộ chủ ý cũng dám đánh, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Một giây kế tiếp, chung quanh hết thảy hoàn toàn biến mất, Diệp Thần phát hiện lại trở về trên đài võ đạo. Chỉ bất quá hắn thân thể đã bị La Vân Thiên điều khiển. Diệp Thần vốn đang lo lắng cái gì, nhưng là làm một cổ chữ viết tràn vào hắn đầu óc. Hắn con người ngay tức thì vui mừng. Hắn nắm trong tay luân hồi mộ địa, chỉ cần hắn thời gian vừa niệm, La Vân Thiên tất nhiên tiêu tán giữa trời đất. Nói cách khác, đối phương căn bản không dám làm ra đối với hắn chuyện bất lợi tình. Diệp Thần tới một tia tò mò, hắn muốn xem, cái này mộ bia sau hư ảnh rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Trên đài võ đạo, Viên Cảnh Phúc gương mặt dữ tợn. Ở hắn xem ra Diệp Thần đã là nỏ mạnh chi cung, và phế vật không việc gì khác biệt. Thằng nhóc, người cuối cùng liếc mắt nhìn cái thế giới này đi, đời sau, đừng nữa khùng như vậy ngông. Cái thế giới này không phải ngươi loại này nhân vật nhỏ có thể nắm trong tay. Lời nói rơi xuống, Viên Cảnh Phúc mới vừa muốn ra tay, ứng kình một bước nhảy đi lên, trực tiếp cầm ra một phần văn kiện. Trình ở Viên Cảnh Phúc miễn cưỡng. Viên Cảnh Phúc. Đây là trung ương trình văn kiện, Diệp Thần đối với Hoa Hạ có lớn lao cống hiến, ngươi không thể động hắn. Đây là số một ra lệnh, bất kỳ võ giả đều không thể cãi lại. Viên Cảnh Phúc con ngươi có giúp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm văn kiện phía dưới màu đỏ con dấu và ký tên. Phía trên một nhân vật lại muốn đảm bảo cái này Ninh Ba Diệp gia phế vật. Làm sao có thể? Coi như trong lòng kiêng kỵ. Viên Cảnh Phúc rất rõ ràng nếu như hôm nay đài võ đạo không chém chết Diệp Thần, lần sau cũng không có cơ hội nữa. Trong tay hắn mấy đạo kình khí bắn ra, phần kia văn kiện tại chỗ nghiền. Cầm một phần giả văn kiện liền muốn lừa gạt ta, cút. Ứng kình mặt liền biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, hắn liền bị một cổ lực lượng đánh xuống đài võ đạo. Ai có thể nghĩ tới, cái này Viên Cảnh Phúc liền trung ương ý kiến cũng dám làm nghịch. Viên Cảnh Phúc không muốn lại kéo, trực tiếp một quyền hướng Diệp Thần đánh tới. Khí thế bừng bừng, bỏ ta hắn ai? Thằng nhóc thúi, coi như thiên vương lão tử tới, ngươi cũng phải chết. Trong một cái chớp mắt này, Viên Cảnh Phúc quả đấm vô hạn mở rộng, cuốn lên không khí, phát ra giống như dã thú tiếng gầm gừ. Mắt xem liền phải rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần lại có thể không có chút nào động tác, thậm chí nhắm mắt lại. Hai tay chắp sau lưng, vô cùng rửng rưng. Dưới đài tất cả mọi người há to miệng, thậm chí có những người này che mắt, rất sợ thấy được một cái tới tuổi 20 chàng trai tại chỗ chia năm xẻ bảy. Đồng thời, còn có một cái mang mũ lưỡi trai người đàn ông cấp tốc bắn tới, chính là Diệp Lăng Thiên. Chỉ cần Viên Cảnh Phúc dám động điện chủ một chút,
hắn muốn chỉnh cái tỉnh Chiết Giang Hiệp hội Võ Đạo bồi tội. Đột nhiên, trên đài võ đạo người thanh niên kia tròng mắt mở ra. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt? Tựa như xuyên thủng huyết thảy, coi rẻ vạn vật, nhìn xuống chúng sanh. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chính là con kiến hôi, còn dám ở ta trước mặt phô trương. Một giây kế tiếp, hắn vung tay lên, toàn bộ đài võ đạo ngưng tụ thành một đạo sát ý. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, mây đen đè thành, tựa như ngày tận thế. Viên cảnh phúc thân thể ngay tức thì dừng lại, không phải hắn muốn dừng lại, mà là hắn bị một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng trói buộc. Nhúc nhích không được, hắn căn bản không có tư cách động thủ. Ngươi hai tay, ta muốn. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang khắp toàn trường. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, đột nhiên, võ đạo truyền tới hai món nổ tung tiếng, viên cảnh phúc hai tay trực tiếp nổ bể ra. Hóa là một mảnh xương máu. Cường đại đau đớn để cho viên cảnh phúc đau đến không muốn sống, lại là tựa như nổi điên kêu lên. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn viên cảnh phúc, trong mắt vô cùng lãnh đạm, đột nhiên tức giận một tiếng, ngươi có cái gì tư cách và ta cùng chung đứng ở đây, còn không quỳ xuống. Viên cảnh phúc sắc mặt tái nhợt, còn không có từ trong đau đớn tỉnh hồn lại, hắn trên lưng tựa như lại bị một tòa vạn trượng dãy núi hung hăng đè xuống. Sắc sắc, hắn đầu gối trực tiếp gãy lìa, cả người quỵ ở Diệp Thần trước người. Giờ phút này, viên cảnh phúc trong mắt không có năm xưa kiêu ngạo, chỉ có sợ hãi. Sợ hãi sâu đậm. Hắn biết cái này Diệp Thần có tăng lên thực lực đan dược, nhưng là cái thế giới này nào có đan dược có thể tăng lên tới mảnh đất này bước à. Trước mặt chàng trai cho hắn cảm giác giống như là vực sâu vạn trượng. Sâu không thấy đáy. Hắn thậm chí cảm giác được mình một mực ngưỡng vọng những đại nhân vật kia ở thanh niên trước mặt cũng là vừa đọc tất cả chết. Đối phương làm sao đột nhiên mạnh đến mảnh đất này bước. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn không được hết thảy, vội vàng hướng Diệp Thần dập đầu nói, Diệp. Diệp Tông Sư, ta sai rồi, cầu Diệp Tông Sư lượn quanh ta một người, ta nguyện là nô bộc. Như một màn này, để cho tất cả mọi người kinh hãi. Theo nhau tới biến cố, để cho thế cục càng ngày càng khẩn trương. Viên cảnh phúc lại có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tông sư bảng trước 400, thậm chí mạnh hơn tồn tại lại có thể ở một người thanh niên trước mặt cầu xin tha thứ. Nguyện là nô bộc. Trong không khí tràn ngập một cổ để cho người nghẹt thở đến mức tận cùng kiềm chế hơi thở, tầm mắt mọi người không khỏi rơi vào vị kia trên đài võ đạo chàng trai. Diệp Thần lãnh đạm nhìn lướt qua viên cảnh phúc. Mở miệng nói, là ta nô bộc. Ngươi loại này con kiến hôi cũng phối hợp, chết. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần chân phải chợt hướng xuống đất dẫm đi. Ung ung, chấn thiên tiếng vang tận mây xanh, tựa như kịch liệt sấm sét vậy, một cổ vô hình đợt khí từ dưới chân lan tràn đi. Toàn bộ đài võ đạo lấy Diệp Thần chân phải làm trung tâm, giống như mạng nhện vậy hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Làm lan tràn đạo viên cảnh phúc dưới người. Một cổ vô cùng lực lượng mạnh phóng lên cao. Đột nhiên, viên cảnh phúc thân thể nổ bể ra, chia năm xẻ bảy. Đầy trời mưa máu. Viên cảnh phúc chết. Hơn nữa còn là thảm như vậy liệt hình thức. Liền thân thể hoàn chỉnh cũng không có. Ai vậy không nghĩ tới sự việc sẽ như thế phát triển. Viên cảnh phúc có thể là cả chu vi 10 dặm thực lực mạnh nhất tồn tại. Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 400. Tỉnh Chiết Giang Hiệp hội Võ Đạo Phó Hội trưởng à. Nhưng chính là như vậy cao cao tại thượng tồn tại, lại bị một người thanh niên nghiền ép chém chết. Tình cảnh vô cùng yên lặng, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt thay đổi vô cùng kinh hoàng, lại là không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Không biết qua bao lâu, toàn bộ đài võ đạo tựa như truyền đến một tiếng chấn động, khoảnh khắc ở giữa toàn bộ sụp đổ. Chỉ có Diệp Thần dưới chân một trượng đất còn vững như Thái Sơn. Ừng ực, dưới đài mọi người chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó trố mắt nhìn nhau. Viên tông sư chết. Hình như là. Ngắn ngủi 10 phút, tỉnh Chiết Giang bỏ mình 3 vị tông sư. Lần này không chỉ Ninh Ba thời tiết muốn thay đổi, tỉnh Chiết Giang cũng phải thời tiết thay đổi. Kim Lãnh Nhạn phụ thân trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, kinh hô, người này đây là muốn nghịch thiên A. Hắn rốt cuộc làm sao làm được. Ba. Ta cũng không biết, Kim Lãnh Nhạn có chút ngẩn ra. Chu Chính Đức vậy đục ngầu con ngươi thoáng qua một tia tinh quang,
hắn chợt vung ra quả đấm, hô lớn, được được được. Chu Phúc Lộc trên mặt hoàn toàn là một bộ khó tin hình ảnh, ba, đài võ đạo đều bị hắn phá hủy, Hoa Hạ thật sự có loại cao thủ này sao? Tại sao ta cảm giác người kia không phải Diệp Thần? Chu Chính Đức con người híp lại, cũng là nghi ngờ nói, ta cũng có loại cảm giác này, Diệp tiên sinh nếu có như thực lực này, ban đầu cũng đủ để chém chết tất cả mọi người, tại sao nhất định phải bị thương mới động thủ? Chẳng lẽ có nỗi niềm khó nói? Nam Giang Vương đã đứng ở Diệp Thần cách đó không xa vị trí, hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nắm đấm của hắn cầm chặt, thân thể có một cổ nhiệt huyết đang sôi trào. Mặc dù không biết điện chủ là làm sao làm được, nhưng là chỉ một trận chiến này đủ để tái nhập Hoa Hạ võ đạo sử. Đây chính là một chiêu chém chết Hoa Hạ tông sư bảng trước 400 cường giả à. Hắn Nam Giang Vương vậy không làm được à. Xem ra ta phải thêm mau độ tiến triển, điện chủ Trinh Đồ không có ở đây Ninh Ba, cũng không phải tỉnh Chiết Giang, mà là cả Hoa Hạ. Trên trận nếu như phải nói kinh hãi nhất chắc là Ô Hạng Minh và một vị khác trọng tài Vương Chí Tân. Bọn họ hai người đều là Hoa Hạ tông sư bảng trước 500 tồn tại, đối với Diệp Thần mới vừa rồi bùng nổ lực lượng nhất có quyền phát biểu. Nhưng là bọn họ vậy không nhìn thấu à? Thậm chí liền Diệp Thần làm sao ra chiêu cũng không nhìn thấu. Ô Hạng Minh giờ phút này cảm giác gương mặt nóng hừng hực, hắn vốn lấy là Diệp Thần cự tuyệt mình mời là tự đại, là cao ngạo. Nhưng là bây giờ hồi tới đây xem, hoàn toàn là bởi vì là Ô gia căn bản không đủ cách. Diệp Thần cũng như thực lực này, một cái tay liền có thể hủy diệt Ô gia ngàn năm cơ nghiệp. Ô tông sư, trên đài võ đạo, người kia thật sự là cổ võ giả sao? Ta làm sao cảm giác được không đúng à? Vương Chí Tân thanh âm run rẩy nói. Ô Hạng Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hồi lâu, mới mở miệng nói, căn cứ ta quan sát, hắn không phải cổ võ giả, hắn hẳn là người tu luyện. Cái gì? Vương Chí Tân theo bản năng lại có thể lui về phía sau một bước, lại có thể thật có hủy thiên diệt địa người tu luyện. Hóa cảnh tông sư lại có thể chẳng qua là bắt đầu. Truyền thuyết là thật. Ô Hạng Minh gật đầu một cái, quay lại mặt hắn bàng đổi được nghiêm túc, ta lo lắng cái này Diệp Thần mũi nhọn quá lộ. Ngay trước nhiều người như vậy lấy như thực lực này chém chết ba vị tông sư, nếu như truyền đi, hắn tất nhiên thành là toàn bộ tỉnh Chiết Giang Hiệp hội võ đạo, thậm chí còn Hoa Hạ võ đạo giới công địch à. Quá mức yêu nghiệt người, có chút thế lực tất nhiên sẽ đem bóp chết, không chừa thủ đoạn nào bóp chết. Còn nữa, dựa theo quy củ, chỗ tối hẳn còn có một vị tỉnh Chiết Giang Hiệp hội võ đạo cường giả tồn tại. Nếu như người này rời đi, toàn bộ Hoa Hạ thế lực đều có thể muốn vây quét Diệp Thần. Vương Chí Tân mặt liền biến sắc, mới vừa muốn nói cái gì, ngoài ngàn thước, một đạo tức giận vang tận mây xanh. Diệp Thần, ngươi lại dám chém chết tỉnh Chiết Giang Hiệp hội võ đạo phó hội trưởng. Chuyện hôm nay, Hoa Hạ tất biết, ngươi chờ chết đi. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, chỉ gặp một cái bóng đen đang cấp tốc rời đi, nếu như không phải là cổ võ giả có thể đưa mắt nhìn ngàn dặm. Quả quyết không phát hiện được. Không tốt, người nọ trốn. Vương Chí Tân và Ô Hạng Minh thất thanh nói. Người này vừa đi, Diệp Thần là người tu luyện tin tức tất nhiên truyền khắp Hoa Hạ. Nhưng là khoảng cách như vậy, căn bản không kịp truy đuổi à. Tất cả mọi người nhìn về phía đài võ đạo trung ương Diệp Thần, đối phương căn bản không có động dự định. Vẫn hai tay thả ở sau lưng, thần sắc sửng dưng. Ứng Kình nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ta giúp người đi chặn lại người này. Hắn vừa định truy đuổi, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, không cần. Ứng Kình bước chân ngừng, nhưng mà... ta muốn giết người, coi như đối phương ở ngoài ngàn dặm, theo giết không lầm. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia để cho người khó mà phát giác lạnh như băng. Một giây kế tiếp, Diệp Thần tay phải mở ra, đan điền phun trào. Một đạo kim sắc chân khí từ lòng bàn tay ngưng tụ. Không chỉ như vậy, hắn quanh thân vậy mang theo cực kỳ kinh khủng sát ý. Cuồng phong giận cuốn, chu vi 10 dặm chỉ có một tia linh khí cũng là Diệp Thần sử dụng. Lòng bàn tay của hắn lại dần dần tạo thành một thanh kiếm đạo hư ảnh. Kiếm đạo hư ảnh kim đỏ lần lượt thay nhau, sát khí ngất trời. Dưới đài võ đạo, tất cả mọi người thấy một màn này cũng hù thảm. Lấy bọn họ nhận biết căn bản không hiểu được à. Đây là hiệu quả đặc biệt. Đây là điện ảnh. Ai có thể nói cho bọn họ Diệp Thần trong tay rốt cuộc là cái gì?
Cái này mẹ hắn là thực tế được không? Đây là thế kỷ 21 à? Diệp Thần không để một chút để ý người chung quanh, nhìn lướt qua cơ hồ muốn biến mất bóng người, cười lạnh một tiếng, ta tuy sát quyền tông tông chủ, nhưng ta cũng có ngàn dặm thuật giết người. Sát quyền kiếm ý, giết người ngàn dặm, đi, vèo. Kiếm đạo hư ảnh xông ra ngoài, phá vỡ không khí, sinh ra từng cơn sao hỏa. Một kiếm dưới, tán loạn chúng sanh. Mũi kiếm chưa tới, kiếm khí tới trước, phá vỡ chân trời, xé không gian. Đảo mắt bây giờ, lại xuất hiện ở cái đó chạy trốn cao thủ sau lưng. Người nọ chỉ cảm thấy sau lưng cấp cấp lạnh cả người, chợt quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, kiếm khí liền xuyên thấu hắn thân thể. Bành! Thanh âm nổ ầm, giống như chín tầng trời huyền sấm. Người nọ lại tại chỗ hóa là một mảnh xương máu. Liền gào thảm cơ hội cũng không có. Có mấy vị tông sư cường giả tự nhiên gặp được một màn này, sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Cái này Diệp Thần rốt cuộc thủ đoạn gì à? Bọn họ thậm chí đang suy nghĩ, Diệp Thần có thể hay không vì khép kín tin tức, giết người diệt khẩu. Quả nhiên, Diệp Thần đứng ở trên phế tích, nhìn lướt qua toàn trường, tựa như tự nhủ, thằng nhóc, cho ngươi một câu thành thật khuyên, cuồng ngông muốn thành lập ở thực lực trên căn bản, ta đại khái còn có 3 tiếng tồn tại thời gian, ở biến mất trước, ta giúp một mình ngươi bận bịu, xóa đi một nhóm người trí nhớ. Nhưng là luôn có người sẽ suy đoán ra ngày hôm nay sự tình phát sinh, ta hy vọng ở những người đó kịp phản ứng trước, ngươi thực lực đủ để nghiền ép mọi người, cũng hoặc là ngươi có tư cách thấy tòa thứ hai mộ bia cường giả. Dứt lời, khống chế Diệp Thần thân thể La Vân Thiên vung tay lên, một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang bao trùm toàn trường. Trực tiếp xóa đi phần lớn người trí nhớ. Dĩ nhiên bộ phận này trí nhớ chỉ bất quá quan hệ đến hắn xuất thủ hình ảnh. Dẫu sao quá kinh thế hãi tục ngược lại sẽ hại Diệp Thần. Bất quá, Diệp Thần trong cơ thể cường giả không có đem hai người trí nhớ xóa đi. Một vị là Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên. Một vị khác là Ô Hạng Minh. Diệp Lăng Thiên là Diệp Thần yêu cầu cất giữ trí nhớ, dù sao cũng là người hắn. Còn như Ô Hạng Minh, nhưng là Diệp Thần trong cơ thể cường giả nói ra. Ngươi tại sao không đem Ô Hạng Minh trí nhớ vậy lau đi? Diệp Thần hiếu kỳ nói. La Vân Thiên cười nói, chờ một hồi ngươi tự nhiên biết. Đài võ đạo ra, ánh sáng dần dần tản đi, tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ có chút đờ đẫn, thân thể vậy giống như định cách. Diệp Lăng Thiên tự nhiên phát giác không đúng, nhìn về phía chung quanh, phát hiện biểu tình của tất cả mọi người cơ hồ nhất trí. Đây là điện chủ người thủ đoạn. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệp Thần, sau khi phát hiện người bước ra một bước, đi thẳng tới phía dưới, sau đó từng bước hướng Ô Hạng Minh đi tới. Ô Hạng Minh vốn muốn cùng Vương Chí Tân nói chuyện, nhưng phát hiện Vương Chí Tân trong mắt đều là trống rỗng. Vương Tông Sư, không có ai đáp lại hắn. Vương Tông Sư, người tỉnh lại đi, Ô Hạng Minh tiếp tục nói. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đã tới trước người của hắn. Nhàn nhạt trong mắt nhìn lướt qua Ô Hạng Minh, nói, ngươi không gọi tỉnh hắn. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị ta phong bế trí nhớ, một phút sau đó, cùng bọn họ tỉnh hồn lại, mới vừa rồi phát sinh hết thảy cũng biết tiêu tán, nói cách khác, chính là lau trừ những thứ này ra người bộ phận trí nhớ. Ô Hạng Minh ngẩn ra, theo bản năng lui về phía sau một bước. Làm sao có thể? Thế gian vẫn còn có xóa đi trí nhớ thủ đoạn. Nếu như lau đi một người còn tốt hiểu. Cái này Diệp Thần lại có thể xóa sạch tất cả mọi người trí nhớ. Thủ đoạn này, đã không thể dùng cổ võ giả và người tu luyện để giải thích. Nhất định chính là thượng cổ đại năng. Nhân vật trong truyền thuyết mới có thể làm được à? Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, thanh âm run rẩy nói, vậy. Ngươi tại sao không xóa đi ta trí nhớ? Bởi vì là ngươi so tất cả mọi người tại chỗ đều có giá trị lợi dụng. Diệp Thần thanh âm tựa như từ mênh mông trên chín tầng trời tới. Ô Hạng Minh ngẩn ra, ngay tức thì hiểu rõ ra, già nua gương mặt xuất hiện một tia thư thái, người muốn ta làm gì? Ở nơi này loại tuyệt thế cường giả trước mặt, hắn không có bất kỳ phản kháng tư cách. Đối phương liền ngoài ngàn dặm người cũng có thể chém chết, huống chi hắn. Là ta nô bộc, trung thành trình độ thậm chí muốn thắng được sau lưng ngươi gia tộc. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên, ngươi còn có một cái lựa chọn khác, ta cũng xóa sạch ngươi trí nhớ. Ô Hạng Minh nghe được lau đi trí nhớ,
sau lưng rỉ ra một tia lãnh ý. Hắn coi như tu luyện nửa trăm năm, cũng không khả năng thấy ngày hôm nay như vậy hình ảnh. Đối với võ giả mà nói, thấy cường giả ra tay, ngược lại có thể để cho hắn đổi được mạnh hơn, hắn không muốn mất đi cơ hội này. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần là hắn cuộc đời này thấy người mạnh nhất, thành là Diệp Thần nô bộc, cũng không phải là một chuyện xấu. Mà là thiên đại cơ hội. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Ô Hạng Minh con người thấm ra vẻ kiên định, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người, ta Ô Hạng Minh nguyện là lá tông sư nô bộc. Diệp Thần gật đầu một cái, ngón tay bóp quyết, ngưng tụ ra một đạo máu tươi, trực tiếp bắn vào Ô Hạng Minh giữa chân mày. Ta đã xem máu tươi đánh vào ngươi thức hải, một khi phản bội, ngọc đá cùng vỡ. Ô Hạng Minh thân thể run rẩy, căn bản không nghĩ tới đối phương còn có loại thủ đoạn này à, vội vàng nói tiểu nhân không dám. Diệp Thần không để ý đến Ô Hạng Minh, thẳng hướng dưới đài đi tới. Quyền sát tông La Vân Thiên đã rời đi hắn thân thể, hơn nữa để lại một câu nói, ta còn có chút thời gian, ngươi mau tìm một yên lặng đất, để cho ta hoàn thành sau cùng sứ mạng. Một phút thời gian đến. Tất cả mọi người thanh tỉnh lại, một mặt mờ mịt. Đây là thế nào, là cảm giác gì đâu có chút choáng váng. Ta cũng vậy, đúng rồi, Diệp Thần đâu? Mới vừa rồi Diệp Thần là làm sao chém chết viên lão, ô, ta tại sao không có ấn tượng? Ta cũng quên, hình như là viên lão vận công quá độ bạo thể. Thật đúng là, ta mơ hồ nhớ được chính hắn bạo thể. Không đúng, là Diệp Thần thông qua bí pháp để cho viên lão bạo thể. Bỏ mặc nói thế nào, trận chiến này, ba vị cao cấp tông sư đều là bởi vì là Diệp Thần mà chết. Ninh Ba Diệp gia đình trước quật khởi. Không chỉ như vậy, phỏng đoán toàn bộ Ninh Ba cũng không ai dám động tập đoàn thiên chính. Sau này chớ kêu Diệp Thần, phải gọi Diệp tông sư. Đúng đúng đúng, lá kia tông sư đi nơi nào, hắn nhưng mà chém giết ba vị tông sư à, không nói gì. Tất cả mọi người đều phát hiện Diệp Thần không thấy. Cách đó không xa, Vương Chí Tân vậy thanh tỉnh lại, chán nhíu, lẩm bẩm nói, ta làm sao cảm giác được mình trí nhớ có đoạn điểm, có ít thứ bỏ mặc nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra được. Ô Hạng Minh nhìn chung quanh tất cả mọi người phản ứng, trong mắt càng nghiêm túc, hắn nhìn Diệp Thần viễn đi phương hướng, không biết lại nghĩ cái gì. Người này xuất hiện, phỏng đoán muốn cho tỉnh Chiết Giang và Hoa Hạ huyết Vũ Tinh Phong, duy trì trăm năm thế cục cũng nên thay đổi một chút. Thompson Riviera, lầu cuối. Diệp Thần đi tới mình mật thất, hắn mới vừa muốn nói cái gì, một đạo hư ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là sát quyền tông tông chủ La Vân Thiên. Luân hồi mộ địa, tòa thứ nhất bia đá đại năng. La Vân Thiên hai tay chắp sau lưng, khí tức cường giả lan ra, như vậy thực chất hơi thở không khỏi làm Diệp Thần cảm thấy mờ ảo. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ. Ta không muốn tốn quá nhiều thời gian giải đáp ngươi, ngươi chỉ có thể hỏi ba vấn đề. La Vân Thiên nhàn nhạt nói. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền nói, vấn đề thứ nhất, các người làm sao biết bao vây trong đá, lại tại sao phải giúp ta? La Vân Thiên hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, nói, ngươi đây là hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta không phải bao vây trong đá, mà là vây ở luân hồi mộ địa, trong tay ngươi đá chỉ bất quá vừa vặn thừa tái luân hồi mộ địa. Thứ hai, luân hồi mộ địa lựa chọn ngươi, ngươi chính là chúa tể vạn thế luân hồi mộ chủ, chúng ta duy nhất muốn làm chính là giúp ngươi quét thanh nhất thiết chướng ngại, giúp ngươi thành là bất diệt cường giả. Ngươi còn có một vấn đề cuối cùng. Giờ khắc này, Diệp Thần muốn nghĩ sâu xa. Hắn mặc dù suy nghĩ rõ ràng cái này luân hồi mộ địa sau lưng, nhưng là cho dù biết liền hắn vừa có thể làm gì. Điều này hiển nhiên là thời đại thượng cổ pháp bảo. Diệp Thần nghĩ sâu xa mấy giây, mới xác định cái thứ ba vấn đề, còn dư lại 99 tòa mộ bia như thế nào dẫn động. La Vân Thiên giải thích, chỉ có hai cái phương pháp, thứ nhất, chỉ cần ngươi thực lực đủ, để cho bọn họ cảm thấy ngươi đủ tư cách, tự nhiên có thể dẫn động. Thứ hai, ngươi làm một ít sự việc, để cho bọn họ chủ động đồng ý. Ta có thể lại nói cho ngươi một chút, ngươi có thể cảm thấy ta thực lực rất mạnh, nhưng là ở nơi này chăm trong đám người. Ta là yếu nhất tồn tại. Diệp Thần ngẩn ra, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Kinh khủng như vậy La Vân Thiên lại là yếu nhất, chẳng lẽ còn dư lại thượng cổ đại năng cũng có thể xé hư không trung, hủy diệt tinh thần.
Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Côn Luân Hư. Nó tọa lạc tại Hoa Hạ núi Côn Lôn chỗ sâu. Mình chỉ bất quá ở ngẩn ra nơi đó 5 năm mà thôi, liền đạt đến bây giờ đến nước. Nếu như Côn Luân Hư chỗ sâu hơn tồn tại đâu, lại có kinh khủng dường nào? Không nói Côn Luân Hư, chỉ một lần này đài võ đạo. Nếu như không mượn La Vân Thiên, không bị thương dưới tình huống, viên cảnh phúc hẳn không nhúc nhích được hắn, nhưng là hắn vậy chém không giết được đối phương. Viên cảnh phúc ở tông sư bảng trước 400, nói cách khác, Hoa Hạ ít nhất có 400 vị tông sư so hắn mạnh. Cường giả chân chính rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, không có ai biết. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, La Vân Thiên thanh âm vang lên, ta còn có 2 cái tiếng thời gian, 2 cái giờ này, ta tận lực đem tất thân sở học truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem cơ duyên của ngươi. Ngươi nhắm mắt lại, vận chuyển chu thiên, đem đan điền chân khí tăng lên tới trạng thái tột cùng. Được. Diệp Thần ngồi xếp bằng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra lần trước cố ý lưu lại 2 quả đan dược cực phẩm, sau khi ăn vào, vội vàng vận chuyển, chỉ gặp một cổ màu vàng kim hơi thở từ trong thân thể tràn ra. La Vân Thiên hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, công pháp của ngươi phẩm cấp ngược lại không tệ, hơn nữa cực kỳ thích hợp ngươi, nếu như không có luân hồi mộ địa, chỉ cần không chết hiểu, ngươi sau này thành tựu vậy không thể giới hạn. Nói xong, tay hắn chỉ bóp quyết, một cổ cực mạnh khí thế ngưng tụ ở chỉ một cái trên. Sau đó chỉ điểm một chút ở Diệp Thần ấn đường. Nháy mắt, cả nhà rơi vào bóng tối, trong bóng tối, huyễn hóa thành một mảnh tinh thần. Vô số ngôi sao ánh sáng tràn vào đến Diệp Thần trong đan điền. Diệp Thần, La Vân Thiên nói, thanh âm thậm chí có một tia khàn khàn. Diệp Thần mở mắt ra, kinh ngạc nhìn trước mặt La Vân Thiên, hắn lại phát hiện La Vân Thiên nguyên bản thực chất bóng dáng lại dần dần yếu ớt. Càng ngày càng ảm đạm. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác được hắn đầu óc tràn vào một cổ cường đại tin tức. Các loại vũ kỹ và tâm pháp, thậm chí vô số phó tình cảnh chiến đấu, chỉ bất quá những ký ức này đứt quãng. Hắn hiển nhiên không cách nào hoàn toàn hấp thu. Người thành tựu luân hồi mộ chủ, thì chẳng khác nào ngươi có 100 vị đại năng hướng dẫn, bây giờ, ngươi có bằng lòng hay không kêu ta một tiếng sư phụ. Ta thật không hy vọng ta võ học biến mất trên đời ở giữa. Diệp Thần có chút lộ vẻ xúc động, sư phụ. La Vân Thiên nói liên tục ba tốt, được được được. Ta La Vân Thiên không uổng công cuộc đời này, hy vọng ngươi ta bây giờ còn có cơ hội gặp mặt. Lời nói rơi xuống, La Vân Thiên hư ảnh hoàn toàn tiêu tán. Lại là biến thành một đạo tinh mang chui vào Diệp Thần ấn đường. Diệp Thần ngẩn ra, hắn không hiểu La Vân Thiên câu nói sau cùng kia là ý gì. Có cơ hội tạm biệt. Mộ bia vỡ vụn, chẳng lẽ không tương đương với hắn tiêu tán thế gian, đưa vào luân hồi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần phát hiện một cổ cực mạnh hơi thở từ trong đan điền phún ra ngoài. Lại muốn đột phá. Hắn cảm giác đạo La Vân Thiên biến mất trước tạo một mảnh tinh thần lại có thể điên cuồng tràn vào hắn trong đan điền, lại là dung nhập vào hắn toàn thân. Loại này sảng khoái cảm giác cơ hồ muốn cho hắn rên rỉ. Hắn thân thể thậm chí truyền đến đùng đùng thanh âm, hắn có thể cảm giác được rõ rệt thân thể mỗi một nơi bắp thịt đều run rẩy. Tan biến, tân sinh. Ở đan điền năng lượng tụ tập đến đỉnh cấp lúc đó, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, phá. Hắn cảnh giới vững vàng dừng lại ở khai nguyên cảnh tầng thứ 9. Đỉnh cấp cảnh. Nhưng là hết thảy các thứ này xa xa không có kết thúc, ăn vào đan dược dược liệu vậy bắt đầu ở trong thân thể huy phát. Hắn thân thể tựa như sóng lớn lao nhanh, một cổ cực mạnh hơi thở thế như trẻ tre xông phá hết thảy trói buộc. Đã như vậy, ta hôm nay liền hoàn toàn vượt qua một cái cảnh giới lớn, khí động cảnh, phá. Một tiếng thét dài. Chấn động 9 tầng trời. Cường đại đợt khí ở bên trong phòng không ngừng lăn lộn. Dần dần, Thompson Riviera cũng chấn động lên. Vô số ở tại Thompson Riviera nhà giàu rối rít hướng dưới lầu chạy đi. Báo động tiếng vang khắp ở cả tầng lầu. Đúng dãy lầu một mảnh hỗn loạn. Bảo an vậy đang duy trì trật tự. Thompson Riviera phía sau màn ông chủ lớn lại là tổ chức hội nghị khẩn cấp. Vốn cho là Ninh Ba động đất. Nhưng là tất cả địa khu cũng không có chấn cảm, chỉ có Thompson Riviera có. Đơn giản là gặp quỷ. Vị kia phía sau màn ông chủ lớn đối với mình sản phẩm nhưng mà vô cùng tự tin,
bởi vì làm chủ đánh Ninh Ba cao cấp chung cư, cho nên bất kể là vật liệu vẫn là nhân công đều là Ninh Ba tốt nhất. Nhưng là dưới mắt làm sao biết chấn cảm mạnh như vậy liệt, giống như Thompson Riviera là đậu hủ nát công trình vậy. Dưới lầu đã bị ký giả thành nước chảy không lọt, liền tại tất cả người chuẩn bị đưa tin Thompson Riviera thời điểm, vậy cổ chấn cảm lại đột nhiên biến mất. Giờ phút này, lầu cuối nơi nào đó gian phòng. Diệp Thần mở mắt ra, hắn trên mình phun trào ra một tia mờ ảo khí, tựa như tiên nhân. An tĩnh lại. Cảm thụ trong cơ thể lúc này vậy mênh mông năng lượng, Diệp Thần cầm chặt quả đấm, khí động cảnh. Lại có thể thật bước vào khí động cảnh. Nếu như viên cảnh phúc lại đứng trước mặt ta, ta có lòng tin có thể dễ như trở bàn tay chém chết. Hắn vốn lấy là hoa hạ linh khí mỏng manh, đột phá tốc độ sẽ rất chậm, lại không nghĩ rằng, lúc này mới nhiều ít ngày, hắn lại có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thời gian đầu tiên lấy ra vậy đá màu đen, hơi cảm thụ. Luân hồi mộ địa trong, mặc dù vỡ vụn một khối mộ bia. Nhưng là có một khối mộ bia thậm chí có một tia ánh sáng nhàn nhạt sáng. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là đủ để nói rõ, hắn thực lực mạnh hơn nữa lần trước chút, là có thể lần nữa dẫn động. Hắn không thấy rõ trên mộ bia chữ, nhưng là phong cách cổ xưa và vắng lặng ý để cho hắn cảm giác được vẻ khiếp sợ. Ngay tại lúc này, túi điện thoại di động reo. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra phát hiện là Tôn Di đánh tới. Diệp Thần, người bây giờ ở đâu? Bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm dồn dập. Ở nhà à? Nhà nào? Người nói mau à? Người muốn gấp chết lão nương à? Diệp Thần có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói Thompson Riviera. Người bây giờ tại sao còn Thompson Riviera à? Mới vừa rồi ngươi nơi đó xảy ra cục bộ động đất, ngươi không cảm giác được sao? Động đất, không có à, ta vẫn luôn ở trong phòng. Bên đầu điện thoại kia Tôn Di thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu ngươi không có chuyện gì, ngươi làm sao còn chưa tới Hạ Nhược Tuyết nơi này, ngày hôm nay nàng sinh nhật nha. Ngươi đều đến đông đủ, phỏng đoán còn kém ngươi, nàng nhưng vẫn ở chờ ngươi ở cổng đâu. Diệp Thần vỗ ót một cái. Đài võ đạo sự việc để cho hắn quên chuyện này, không do dự nữa, hắn cúp điện thoại, đổi lại định chế tây trang, mang theo tinh thần chi lệ, trực tiếp hướng dưới lầu đi. Cùng lúc đó, Ninh Ba một nơi trụ sở trong lòng đất. Lôi Thụ Vĩ nghe xong ứng kình báo cáo, rơi vào trầm tư. Người nói Diệp Thần chém giết ba vị tông sư, thậm chí liền viên cảnh phúc cũng không có thả qua. Làm sao có thể? Ứng kình gật đầu một cái. Nhưng vẫn là giải thích, Trần Bảo Quốc và Tưởng Nguyên Lễ chết, hoàn toàn là nghiền ép, Diệp Thần thực lực quá mạnh mẽ. Nhưng là viên cảnh phúc chết, có chút kỳ quái, ta ấn tượng duy nhất chính là viên cảnh phúc thân thể nổ bể ra, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì. Ấn tượng duy nhất, Lôi Thụ Vĩ trong tay thưởng thức trước một viên đạn, người cái này dùng từ là ý gì? Ứng kình sờ một cái mình tắc đầu, ta cũng không nói rõ ràng. Cũng cảm giác có một đoạn trí nhớ ta bỏ mặc làm sao nghĩ đều không nghĩ ra. Xóa trí nhớ đi, Lôi Thụ Vĩ vỗ bàn một cái, đột nhiên nói. Ứng kình ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, thật là có loại cảm giác này. Chẳng lẽ tại chỗ có người dị năng? Tinh thần tính người dị năng quả thật có thể lau đi người khác trí nhớ. Lôi Thụ Vĩ chợt đứng lên, đi thẳng tới ứng kình trước mặt, ngón tay trực tiếp nắm ứng kình trước ngực nút cài. Hái xuống. Thủ trưởng, ta chẳng lẽ đã làm sai điều gì? Lôi Thụ Vĩ không để ý đến ứng kình, mà là hỏi, người hôm nay mặc cái này bộ quần áo là ta ngày hôm qua yêu cầu vậy bộ sao? Ứng kình gật đầu một cái, đúng vậy, thủ trưởng. Được. Lôi Thụ Vĩ trực tiếp phá vỡ nút cài, một quả thật nhỏ tâm mảnh lộ ra. Sau đó, hắn thận trọng đi tâm mảnh bỏ vào một cái trang bị bên trong. Sau đó cắm vào trong máy vi tính. Ứng kình ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nút cài trên lại là tinh vi máy quay phim khí. Không chỉ ứng kình không nghĩ tới, cường giả La Vân Thiên vậy không nghĩ tới. Đây là ta hậu thủ, ở an ninh quốc gia phía trên, binh lính không nên có bất kỳ riêng tư, hy vọng ngươi hiểu. Lôi Thụ Vĩ vừa nói, bên mở ra trong máy vi tính video, trên đài võ đạo một màn hoàn toàn hiện ra. Hai người vốn là không có phản ứng gì. Nhưng là khi thấy Diệp Thần một cước đạp đất chém chết viên cảnh phúc,
lại là phá hủy toàn bộ đài võ đạo, hoàn toàn giật mình. T, hai người ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân thể cũng là có chút run rẩy. Cái này còn là người sao? Phỏng đoán chỉ có Hoa Hạ tông bảng trước 50 tồn tại mới có thể làm được đi. Nhưng là Diệp Thần mới tới tuổi 20 à? Những cái kia trước 50 tồn tại đều là thành danh bao nhiêu năm cường giả à? Vốn là hai người lấy là Diệp Thần chém giết phiên cảnh phúc liền kết thúc, nhưng là khi bọn hắn thấy Diệp Thần ngưng tụ kiếm đạo hư ảnh, giết người từ ngoài ngàn dặm thời điểm, hô hấp hoàn toàn dừng lại. Hai người trợn to hai mắt, tựa như pho tượng. Không chỉ như vậy, có cao nhất quân quyền, nắm trong tay Hoa Hạ một chi lực lượng thần bí lôi thụ vĩ sau lưng lại ướt đẫm. Bởi vì coi như là hắn vận dụng hết thảy lá bài tẩy, cũng không cản được Diệp Thần một kiếm này à. Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, Diệp Thần hành động này đơn giản là nghịch thiên a. Lôi thụ vĩ vội vàng rút ra trang bị, lại là thanh trừ sạch sẽ trong máy vi tính hết thảy số liệu, sau đó một chưởng vỗ ở máy vi tính trên. Máy vi tính hóa là bột. Lôi thụ vĩ nhìn về phía ứng kình, nghiêm túc nói, ứng kình, người đi theo ta nhiều năm như vậy, người hẳn biết chuyện này nghiêm trọng tính, chuyện này không thể tiết lộ cho người bất kỳ, nhớ là bất kỳ. Người vi phạm, chính là tội phản quốc. Dạ, thủ trưởng, ứng kình thanh âm vẫn là có chút run rẩy. Còn nữa, đài võ đạo chắc có quấy nhiễu trang bị, không thể thu hình, nhưng là không đại biểu người khác không có chúng ta như vậy trang bị. Người buông xuống trên tay hết thảy nhiệm vụ, điều tra đài võ đạo tất cả mọi người. Một khi phát hiện trên tay đối phương có tương tự văn kiện, trực tiếp xóa bỏ. Phân phó xong chuyện này, lôi thụ vĩ cầm trong tay thẻ USB trang bị bỏ vào mã hóa văn kiện trong dương, lại nói, cho ta an bài một chiếc cấp SSS máy bay quân dụng, ta phải lập tức đi Trung Nam Hải, hướng số 1 báo cáo chuyện này. Châu Giang khu biệt thự. Một mảnh cảnh tượng phồn hoa, phá lệ vui mừng. Biệt thự bên ngoài lại là ngừng mấy chục chiếc xe nổi tiếng. Kém nhất một chiếc xe nổi tiếng vậy giá trị 5 triệu. Ngày hôm nay nơi này không chỉ tụ tập Ninh Ba cao cấp nhân vật, càng tụ tập tỉnh Chiết Giang cao cấp quyền thế, thiên tài. Chỉ vì là hôm nay là tỉnh Chiết Giang Hạ Gia Thiên Kim sinh nhật. Giờ phút này, biệt thự lầu 4 một nơi cực lớn bên trong căn phòng. Một đạo tuyệt đẹp bóng người đứng ở trước cửa sổ sát sàn. Thiếu nữ sợi đay sắc đại ba lãng quyển phi tả xuống, ngũ quan hoàn đẹp đến mức tận cùng, biểu tình trên mặt lạnh lùng. Linh động trong mắt lóe lên từ chối người từ ngoài ngàn dặm quang, ẩn sâu không dễ phát giác yêu thương. Cả người định chế yếm lễ phục dạ hội, lộ ra mượt mà trơn nhẵn chân châu vai, vóc người lung linh phù đột, ngạo nhân đường danh như ẩn như hiện, hai cái thon dài trắng nõn ngó sen non vậy cánh tay, một cách tự nhiên rũ xuống nhỏ như rắn nước vậy eo nhỏ lên. Chính là Hạ Nhược Tuyết. Ngay tại lúc này, một đôi mảnh khảnh thủ hoàn ôm qua Hạ Nhược Tuyết eo thon. Nhược Tuyết, ngày hôm nay nhưng mà sinh nhật ngươi, mặt mày ủ rột gì đây, vậy Diệp Thần vậy thật là, cái này cũng mấy giờ rồi, còn không chạy tới. Chờ một hồi ngươi nhất định phải nặng nề phạt hắn. Hạ Nhược Tuyết xoay người lại, yêu thương chớp mắt rồi biến mất, nở một nụ cười, sau đó hai tay hung hãn chộp vào tôn gì vậy đoàn cực kỳ mãnh liệt mềm mại trên. Cô nàng, mấy ngày không sờ, làm sao cảm giác lại lớn. Tôn Di liếc một cái Hạ Nhược Tuyết. Giả trang cả giận nói, Nhược Tuyết, chính ngươi cũng không có không, tại sao lão sợ ta, bị ngươi vượt sợ càng lớn. Hạ Nhược Tuyết cười lúm đồng tiền như hoa, ai bảo nhà ta Tôn Di sợ thoải mái đây, nói về, ai cưới vợ ngươi, sớm muộn phải sao 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 sao. Hai nữ vội vàng ở trên giường đánh náo loạn lên. Không lâu lắm, cửa bị người đẩy ra, Hạ Mẫu đi vào, lại là ho nhẹ một tiếng. Nhược Tuyết. Phía dưới tới mấy vị người khách quan trọng, người theo ta đi lên tiếng chào hỏi, còn nữa, người sinh nhật giả tiệc lập tức phải bắt đầu. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, sau đó kéo Tôn Di tay, nói, chúng ta cùng nhau đi xuống, chờ một hồi ngươi ở bên cạnh ăn một chút gì, ta lập tức tới ngay. Được. Hạ Nhược Tuyết thành tựu tiệc sinh nhật nhân vật chính, một chút đi, liền chúng tinh cùng nguyệt, vô số người hướng Hạ Nhược Tuyết chúc mừng, nàng nhẹ khẽ gật đầu bày tỏ cảm ơn. Hạ Mẫu ở Hạ Nhược Tuyết bên tai nói, lần này bởi vì cử hành ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang có mấy vị người của đại gia tộc không đi được, liền phái một ít đại biểu tới, những người này ngươi cũng không cần phải biết, nhưng là có người ngươi phải biết, chính là ngươi vị hôn phu kia.
Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt, hắn tới. Hạ Mẫu lắc đầu một cái, nghe ta nói hết lời, tên kia mặc dù không có tới, nhưng là võ đạo gia tộc Tần gia phái một vị cường giả tới cổ động, vậy coi là cho Hạ gia chúng ta mặt mũi. Người nọ kêu Tần Nguyên Cường, nghe nói tiến vào Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 500, thực lực cực kỳ khủng bố. Hạ gia chúng ta mặc dù là tỉnh Chiết Giang truyền thống gia tộc lớn, nhưng là thiếu nhất vẫn là võ đạo cường giả che chở. Không lâu lắm, Hạ Mẫu liền dẫn Hạ Nhược Tuyết đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên, khi thấy trung niên nam tử, nàng bước nhanh nghênh đón, sắc mặt lại là xếp chồng nụ cười, Tần tiên sinh, ngài đường xa tới tham gia tiểu nữ tiệc sinh nhật, thật là làm cho cả nhà cũng nhà nghèo thêm rực rỡ. Tần Nguyên Cường nghe được lời nói, ánh mắt ngược lại rơi vào Hạ Nhược Tuyết trên mình, khi thấy Hạ Nhược Tuyết dung nhan tuyệt mỹ, nhỏ hơi kinh ngạc, chợt nói, Hạ tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Ta là thay thế thiếu gia tới trước, thiếu gia bởi vì gần đây đang bế quan đột phá, không thể tự mình tới, xin hãy tha lỗi. Hạ Mẫu vội vàng cướp lời nói tiếng nói, cười nói, Tần thiếu nhưng mà thiên tài võ đạo, đương nhiên là tu luyện trọng yếu, Tần thiếu có thể để cho ngài tới nơi này, hiển nhiên cũng là vô cùng coi trọng Nhược Tuyết. Tần Nguyên Cường gật đầu một cái, nghĩ tới điều gì, lại nói, Hạ tiểu thư, lần này tiệc sinh nhật sau đó, Tần thiếu dự định mời ngươi đi một chuyến Tần gia, cũng coi là gặp vừa gặp ngươi đây, ngươi có bằng lòng hay không? Mặc dù là hỏi thăm giọng, nhưng là nhưng lộ ra một cổ không thể nghi ngờ giọng. Tần gia yêu cầu, ai dám cự tuyệt? Hạ gia cũng không có cái này tư cách. Hạ gia mặc dù là tỉnh Chiết Giang gia tộc cao cấp, nhưng là ở võ đạo gia tộc trước mặt, không chịu nổi một kích. Hạ Nhược Tuyết khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nói, Tần thiếu tâm ý Nhược Tuyết tâm lĩnh, nhưng là gần đây ta còn có việc, chờ lần sau đi. Trực tiếp cự tuyệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.